Nếu là Diệp Thần đề cử người, vậy hắn cũng không do dự quá nhiều, lại truyền ra ý chí, truyền lệnh nói. Không, Mạc Uyên Mạn Đà là phản đồ, hắn không có tư cách chấp trưởng quyền hành. Độc thủ Dược Đồng, người đem Mạc Uyên Mạn Đà giết. Các ngươi từ nay về sau, liền phụng cô tinh thân Hạc Phi Tôn. Di chuyển đi Cửu Liên thời không, nghỉ ngơi cho tốt. Thanh Liên đạo tổ phân phó xong tất, lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, tiếu đạo. Luân hồi chi chủ, ta đi. Ta chúc phúc ngươi, thân như lưu ly sạch sẽ, vĩnh viễn không ô uế. Ta chúc phúc ngươi, tâm như thanh vân cao vời, hùng bá chư thiên. Ta chúc phúc ngươi, ngươi luân hồi thiên quốc, vĩnh viễn không bao giờ trầm luân. Ngươi chính là trung cực vĩnh hằng, ngươi cuối cùng rồi sẽ trèo lên đỉnh tinh không, ngươi lại là tinh không phía trên bá chủ. Ta chúc phúc ngươi. Thanh Liên đạo tổ phát ra một hồi trầm thấp ngâm sướng cùng chúc phúc, toàn thân hào quang không ngừng bắn ra, còn sót lại khí huyết đang điên cuồng bùng cháy. Thân thể của hắn, máu thịt năng lượng rất nhanh liền triệt để khô kiệt, chỉ còn lại có một tầng khô héo ra, bao vây lấy phát vàng xương cốt, cả người thành một bộ khô thi. Mà Diệp Thần, đạt được Thanh Liên đạo tổ chúc phúc, thông thể thần hy nở rộ, vô tận năng lượng hội tụ, phảng phất là chư thiên bá chủ, là vô thượng chí tôn, uy thế bàng bạc cực điểm. Tiền bối. Diệp Thần thấy Thanh Liên đạo tổ, hóa thành khô thi, trong lòng giật mình. Hắn cảnh tượng trước mắt, tại đây khắc lâm vào vặn vẹo, sụp đổ, điên cuồng xoay tròn. Đợi đến chuyển động lắng lại, Diệp Thần mở mắt, lại kỳ lạ phát hiện, chính mình còn êm đẹp xếp bằng ở Thanh Liên cổ tháp trong tầng thứ 9. Vừa mới trải qua hết thảy, lại phảng phất là một giấc mộng. Nhưng, đây nhất định không phải là mộng. Bởi vì, thời khắc này Diệp Thần, tu vi hoàn toàn chính xác tấn thăng đến thần đạo cảnh 3 tầng trời. Thân thể của hắn, vô tận thần quang bùng nổ, vừa mới Thanh Liên đạo tổ chúc phúc, còn ở trên người hắn bao quanh. Trong tay của hắn, cái kia nắm thương lôi đao, trên thân đao máu tươi, đã hoàn toàn tiêu tán, không còn có mảy may oán niệm tồn tại. Nhìn xem thương lôi đao, Diệp Thần trong óc, lại rõ ràng hiện ra, thiên cương trảm thần đao đủ loại diệu pháp, đó là bá đao thương lôi truyền cho hắn tuyệt đỉnh võ học, uy mãnh cực điểm. Tại Diệp Thần trước người, còn lơ lửng một đóa cửu biện kim liên, kim quang tràn ngập. Đóa này cửu biện kim liên, chính là Thanh Liên đạo tổ truyền cho hắn, ẩn chứa Thanh Liên đạo tổ suốt đời tâm huyết, trung thu nạp 9981 loại thần thông tuyệt học. Diệp Thần lột dưới đệ nhất cánh kim liên, nhét vào trong miệng nhai nát nuốt vào. Chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy răng môi thơm ngát, kim liên vào miệng tan đi, có bàng bạc linh khí nổ tung, tại trong kinh mạch cuồn cuộn tràn ngập, làm cho Diệp Thần tu vi, cũng là mơ hồ tiến bộ, sắp chạm đến 3 tầng trời trung giai. Oanh, oanh, oanh! Trong đầu của hắn, như có từng đạo kinh lôi nổ tung. Có chừng 9 môn thần thông tuyệt học, điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Này 9 môn thần thông tuyệt học, phân biệt là Thanh Liên chống trời pháp, hỗn độn luyện thể thuật, thủy tinh quan tưởng pháp, quá sơ sinh diệt đạo, thần đạo dưỡng sinh quyết, thần đạo huyễn tưởng sách, thiên hành toái không thuật, tinh hà tẩy luyện pháp, thiên ý giết người đao. 9 môn thần thông tuyệt học, mỗi một môn đều là độc bộ thiên hạ tồn tại, phi thường cường hãn. Coi như là dùng Diệp Thần ngộ tính thiên phú, coi như hắn lúc này còn có Thanh Liên đạo tổ chúc phúc, bỗng nhiên lĩnh ngộ này 9 môn tuyệt học, cũng thiếu chút no bạo đầu của hắn. Thật là lợi hại thần thông. Tham thì thâm, ta chỉ cần chậm rãi tiêu hóa, trước tinh thông một lượng môn lại nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem phần lớn thần thông tuyệt học, đều trước ẩn nấp đi, chỉ ở thức hải bên trong bảo tồn một môn, cái kia chính là Thanh Liên chống trời pháp. Môn thần thông này, có thể nói là Thanh Liên đạo tổ hạch tâm tuyệt học một trong, một gốc Thanh Liên chống trời, có thể xây dựng hỗn độn, thành lập trật tự, nở rộ thần quang, đóng đô tinh không vũ trụ, vô cùng rộng rãi cuồn cuộn. Diệp Thần tầm mắt, nhìn về phía Thanh Liên cổ tháp bên ngoài. Thiên Mẫu Điện cùng Âm Tinh Thái Tử giao phong, đã lâm vào quyết liệt. Thân Hạc cùng tất cả trưởng lão, rất nhiều Thiên Mẫu Điện các cường giả, cùng Âm Tinh Thái Tử liều mạng chém giết. Âm Tinh Thái Tử lại là khí định thần nhàn, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chỉ huy vô số yêu ma ác quỷ xuất chiến, chính mình lại không phải động thủ. Chiến đấu vang dội nửa canh giờ, ngàn ngàn vạn vạn yêu ma ác quỷ, số lượng không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cái kia một gốc chống trời ô liên bên trên, ô liên đạo tổ chắp tay đứng vững,
Trên đỉnh đầu hắn thi quỷ phong môn, đang cuồn cuộn không dứt tuôn ra vô số ác quỷ ma vật, thể phải đem chọn cái cửu liên thời không thế giới bao phủ. Tại cửu liên thời không trên mặt đất, bị đánh chết yêu ma ác quỷ, hắc ám thi hài đã chất đống nhiều tầng, thành thật dày nước bùn. Này chút hắc ám thi hài ẩn chứa ghê tởm ô uế, đủ để ăn mòn cửu liên thời không địa mạch. Còn tốt, ta tỉnh lại đến không tính quá muộn. Diệp thần nhìn thấy một màn này, thế cục mặc dù hung hiểm, nhưng thân hạc còn sống, thiên mẫu điện cao tầng chiến lực, cũng không có tổn thất nhiều ít, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp thần có được túc mệnh chi hoàn, nếu như là bình thường người chết, hắn có khả năng dựa vào túc mệnh chi hoàn năng lượng phục sinh. Nhưng nếu như là thân hạc loại cấp bậc này thiên đế cường giả, hắn liền không phục sinh được. Dùng Diệp thần trước mắt thủ đoạn, nhiều nhất là phục sinh thiên đế trở xuống người. Nên ta ra tay rồi. Thanh liên chống trời pháp, lên. Diệp thần không do dự, lập tức mượn thanh liên đạo tổ chúc phúc khí tức, cực hạn thi triển thanh liên chống trời pháp. Oanh long long, thì toàn bộ cửu liên thời không, lập tức chấn động kịch liệt dâng lên, thiên địa tại lay động. Từng sợi thanh quang thần hy, từ thiên địa mỗi một cái góc nở rộ, đem đầy trời khói mù đều xua tán đi. Hùng vĩ một màn xuất hiện, chỉ thấy một gốc to lớn thanh liên, xông phá mặt đất tầng tầng nước bùn, vụt lên từ mặt đất, căng ra thương thiên hỗn độn. To lớn thanh liên, rơi xuống vô số thần thánh trơn bóng hào quang màu xanh, đếm không hết huỳnh quang tiên linh tại ngâm sướng, rất nhiều yêu ma ác quỷ, tại tiếp xúc đến thanh liên toát ra hào quang về sau, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm, thân thể như mặt trời đã khuất tuyết động, cấp tốc hòa tan, suy suy rung động, hóa thành vô số khói đen diệt vong. Những khói đen kia, tại thanh liên hào quang chiếu rọi đến, lại biến thành hư vô. Trên mặt đất tích lũy lắng đọng yêu ma thi hài, hết thảy hắc ám nước bùn, toàn bộ bị xanh thiên thanh liên bàng bạc linh khí xua tán đi, toàn bộ cửu liên thời không không khí, lập tức trở nên vô cùng tươi mát, để cho người ta hô hít một hơi, liền thấy tâm thần thanh thản, thậm chí không ít tu vi hơi thấp đệ tử, tại chỗ liền đột phá. Lão Tổ Tông Hiển Linh, Lão Tổ Tông Hiển Linh, thanh liên chống trời, đây là Lão Tổ Tông đại khí tượng. Lão Tổ Tông cứu mạng. Cửu liên thời không rất nhiều các đệ tử, nhìn xem cái kia một gốc chống trời thanh liên, xúc động vạn phần, tại chỗ liền quỳ xuống lại, cuống quýt dập đầu. Cô Tinh Thân Hạc, Hồi Hồ Tử, Tần Ngạo Phong mấy người cũng là choáng váng, cái kia một gốc chống trời thanh liên, khí tượng quá bàng bạc, cũng quá khổng lồ nguy nga, coi như là thiên đế, tại đây thanh liên trước mặt, cũng giống như là con kiến hôi nhỏ bé. Thanh liên chống trời, cái này sao có thể? Âm Tinh Thái Tử hoảng hốt, vừa mới hắn còn là một bộ dáng thoải mái, nhưng thấy thanh liên chống trời mà lên về sau, hắn triệt để sợ hãi. Cái kia thanh liên hào quang chiếu xạ tới, hắn thấy làn da vô cùng nhói nhói, giống như bị nước sôi nóng bỏng. Bù! Âm Tinh Thái Tử thân thể về sau nhanh chóng thối lui, vội vàng bay trở về đến Ô Liên Đạo Tổ bên người. Thanh liên đạo tổ, người còn chưa có chết. Ô Liên Đạo Tổ nhìn xem cái kia to lớn thanh liên, vẻ mặt cũng là chìm xuống. Tại cái kia thanh liên rộng rãi thần hy áp chế dưới, liền hắn đều cảm thấy có điểm nghẹt thở, trên đỉnh đầu thi quỷ phong môn, hết thảy yêu ma ác quỷ, một leo ra, lập tức liền bị thanh liên hào quang tịnh hóa diệt sát, hoàn toàn không cách nào bừa bãi tàn phá. Hừ, Ô Liên Đạo Tổ không cam tâm chịu áp chế, toàn thân sát khí cuồng bạo, khói đen trùng thiên, cùng thanh liên đối kháng. Cuối cùng, một gốc ô liên, một gốc thanh liên, đều chiếm một hai ngày địa phương. Cửu liên thời không bên trong, xuất hiện vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Một nửa bầu trời đại địa, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, thần hy dâng lên, quang minh thánh khiết, khắp nơi đều là hoa sen mùi thơm ngát, to lớn chống trời thanh liên, rơi xuống vô tận hào quang. Mà một nửa khác bầu trời đại địa, hoàn toàn bị ô liên bóng tối bao trùm, tử khí tràn ngập, còn có vô số ghê tởm ô uế đang chảy, vô số quỷ dị ma vật ở trong hư không dẫn đến. Thanh liên cùng ô liên, chia cắt thiên địa, tại trong thế giới tạo thành một đầu đường ranh giới. Thi quỷ phong môn yêu ma, lại có thể một lần nữa leo ra, nhưng chúng nó vô pháp vượt qua giới tuyến. Có yêu ma dám vượt qua giới tuyến, lập tức bị thanh liên hào quang diệt sát. Cửu liên thời không rất nhiều con dân, thiên mẫu điện vô số cường giả, đều cuống quýt chạy tới thanh liên phía dưới, tìm kiếm bảo hộ. Vừa mới kịch liệt chém giết chiến đấu, giờ phút này tạm thời lâm vào rừng. Tại xanh thiên thanh liên phía trên, chậm rãi nổi lên một đạo thanh niên thân ảnh,
thẳng tắp như thương, uy vũ lạnh lùng, mang theo một cái mặt nạ, chính là Diệp Thần. Diệp Thí Thiên. Cô Tinh Thần Hạc thấy Thanh Liên bên trên bóng người, triệt để ngây dại. Cửu Liên thời không rất nhiều đám võ giả, nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, cũng là choáng váng. Không phải lão tổ tông. Cái này Diệp Thí Thiên, không phải điện chủ đại nhân nuôi mặt trắng nhỏ sao? Hắn làm sao lại? Mọi người một mặt kinh ngạc, tại đại đa số người trong lòng, Diệp Thần chẳng qua là cô Tinh Thần Hạc nuôi trai lơ, một cái không quan trọng thần đạo cảnh võ giả thôi. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần lại là gọi ra một gốc Thanh Liên chống trời, cùng Ô Liên đạo tổ địa vị ngang nhau, ngăn cơn sóng dữ, tránh khỏi Cửu Liên thời không hủy diệt. Tất cả mọi người thấy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là tiểu tử này, giả thần giả quỷ, ta còn tưởng rằng Thanh Liên đạo tổ thật sống lại, ha ha. Ô Liên đạo tổ cười lạnh, nhìn thấy hiện thân ra tới người là Diệp Thần, hắn ngược lại thở dài một hơi. Âm Tinh Thái Tử, người đi giết tiểu tử này, Ô Liên đạo tổ ra lệnh. Âm Tinh Thái Tử lập tức tê cả ra đầu, nói ta. Ô Liên đạo tổ nói, sợ cái gì, tiểu tử này bất quá là thần đạo cảnh thôi, chẳng qua là ỷ vào Thanh Liên đạo tổ chúc phúc, tại đây bên trong diễu võ dương oai, không có lợi hại gì, người đi giết hắn. Dứt lời, Ô Liên đạo tổ tay cầm đẩy, một cỗ kình lực phóng thích, liền đem Âm Tinh Thái Tử đẩy đi ra. Đáng chết! Âm Tinh Thái Tử hoảng sợ kêu to, người đã trải qua vượt qua giới tuyến, bước vào xanh thiên Thanh Liên hào quang phạm vi bao phủ. Suy suy suy, chỉ một thoáng, từng sợi thanh quang chiếu rọi đến, chỉ đốt cho hắn làn da bốc khói, cực kỳ khó chịu. Âm Tinh Thái Tử mặt mũi tràn đầy kinh khủng, trước kia tại thần âm điện bên trong, hắn cũng xem như nhất lưu cao thủ, mặc dù đối mặt Thiên Mẫu Điện điện chủ Thân Hạc, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng bây giờ, đối mặt Diệp Thần, hắn lại là toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Diệp Thần nhìn thấy Âm Tinh Thái Tử vi phạm, đối xử lạnh nhạt nhìn tới, bỗng nhiên tế ra thương lôi đao, lôi đình phích lịch nổ tung, một đao chém qua, xùy một tiếng, liền đem Âm Tinh Thái Tử chém thành hai đoạn. Âm Tinh Thái Tử phát ra một tiếng bi thảm kêu khóc, bị chém ngang lưng hai đoạn thân thể, từ không trung rơi xuống đất, cuối cùng bị Thanh Liên bộ rễ hấp thu hết, chết không toàn thây. Toàn trường mọi người thấy cảnh này, đều là hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Phải biết, Âm Tinh Thái Tử có thể là nhất lưu cao thủ, nhưng tại lúc này Diệp Thần trước mặt, lại là liền một đao đều không chịu được nữa. Diệp Thần một đao, liền đem Âm Tinh Thái Tử chém giết. Ô Liên đạo tổ chân mày nhảy lên, vẻ mặt âm lãnh, nói, đây không phải lực lượng của ngươi, đây là Thanh Liên đạo tổ chúc phúc lực lượng. Nếu như không có Thanh Liên đạo tổ chúc phúc, chỉ bằng ngươi tiểu tử này, chỉ sợ còn không lật được trời. Diệp Thần nắm đao, thiếu đạo, mặc kệ là cái gì lực lượng, có thể thắng liền tốt. Ô Liên đạo tổ cười hắc hắc, nói, lời chúc phúc của ngươi lực lượng, chống đỡ không được bao lâu, ta cũng muốn nhìn một chút, chờ chúc phúc tan biến, ngươi còn có thể hay không hung hăng càn quấy. Dứt lời, Ô Liên đạo tổ vung tay lên, ngàn ngàn vạn vạn đầu yêu ma ác quỷ, tại thân thể của hắn bốn phía, bố thành từng tầng một thùng sắt phòng ngự. Hắn không có chủ động xuất kích, mà là nghiêm mật phòng thủ, tính toán đợi Diệp Thần chúc phúc lực lượng tiêu tán, lại ra tay cũng không muộn. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn cũng biết, nếu như không có Thanh Liên đạo tổ chúc phúc trợ lực, chỉ dựa vào tu vi của hắn, mong muốn chiến thắng Ô Liên đạo tổ, là tuyệt đối không thể sự tình. Soạt! Ngay sau đó, Diệp Thần không chút do dự, lập tức dẫn theo thương lôi đao, phi thân mà ra, trực tiếp vượt qua giới tuyến, xông vào Ô Liên đạo tổ trên địa bàn. Không muốn! Cô Tinh Thần Hạc kinh hãi, gấp hô một tiếng, nhưng Diệp Thần đã xông qua giới tuyến. Tại xông qua giới tuyến về sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy hô hấp không khí, theo tươi mát biến thành hư thối hôi thối, cả người giống như lập tức theo thiên đường đi xuống địa ngục, trước mắt tất cả đều là dữ tợn yêu ma ác quỷ, trên bầu trời khói mù, tựa như mang theo một loại nào đó quỷ dị nguyền rủa, khiến cho người đè nén. Nhưng, Diệp Thần thì không có chút nào sợ, dẫn theo thương lôi đao, toàn thân linh khí nổ tung, liền hung hăng một đao, bổ hướng về phía trước ngàn ngàn vạn vạn đầu yêu ma hình thành phòng ngự tường. Thiên Cương Trảm Thần Đao. Diệp Thần quát to một tiếng, trên thân đao nổ lên thiên cương tinh tú hào quang óng ánh, cương khí dâng lên, đao mang lăng lệ, như có thể chảm thần phá thiên, uy thế vô cùng bá đạo mãnh liệt, áp sập vô tận thiên vũ thương khung,
thời gian Trường Hà đều muốn bị ép đoạn mai táng, không gian muốn yên diệt thành hư vô. Đây là cực kỳ bá đạo một đao, là năm đó bá đao thương lôi, chém giết Thanh Liên đạo tổ một đao. Này một đao, có thể chảm thần, phá thiên, nổ tung vũ trụ, ép táng thời không, vô cùng mạnh mẽ. Bạo đao mang chém ngang mà qua, một màn kinh khủng xuất hiện, cái kia ngàn ngàn vạn vạn yêu ma ác quỷ cuồng tạo thành phòng ngự tường, tại Diệp Thần đao mang trước mặt, liền giấy cũng không bằng, dễ dàng sụp đổ. Chẳng qua là một đao, Diệp Thần liền đem này phòng ngự tường, triệt để chảm diệt, vô số yêu ma kêu khóc lấy tán loạn. Toàn trường chấn kinh, Thân Hạc chấn động không gì sánh nổi nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần uy thế đúng là hung mãnh như vậy. Bình thường người cho dù có Thanh Liên đạo tổ chúc phúc, cũng không có khả năng hung ác như thế hung hãn. Diệp Thần có thể làm đến bước này, là bởi vì bản thân hắn sức chiến đấu, đối võ đạo lĩnh ngộ, liền vượt xa người thường. Thanh Liên đạo tổ chúc phúc lực lượng, ở trên người hắn, có thể bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần uy lực. Không có khả năng. Ô Liên đạo tổ cũng là choáng váng, chưa từng dự liệu được Diệp Thần mạnh mẽ như thế, tại hắn Ô Liên che trời trên địa bàn, còn có thể bộc phát ra hung mãnh như vậy sức chiến đấu. Mắt thấy Diệp Thần một đao chém giết tới, cái kia thiên cương chảm thần đao cuồng bạo khí thế, liền Ô Liên đạo tổ đều thấy run rẩy. Hắn vội vàng duỗi ra hai ngón tay, toàn thân linh khí hội tụ, gắt gao kẹp lấy Diệp Thần mũi đao. Nhưng, thiên cương chảm thần đao lực lượng, quá mức hung mãnh, cho dù là Ô Liên đạo tổ, cũng không có khả năng tùy tiện ngăn trở. Tại to lớn đao thế áp bách dưới, Ô Liên đạo tổ phanh 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 từng bước lui lại, thần sắc đã là vô cùng lãnh túc ngưng trọng. Một khi Diệp Thần mũi đao, đột phá ám sát, hắn rất có thể muốn chết. Nhân quả luật, thắng bại nghịch chuyển. Trong lúc nguy cấp, Ô Liên đạo tổ quát to một tiếng, thi triển ra nhân quả luật. Hắn dựa vào lực lượng bản thân, khó mà đón đỡ Diệp Thần một đao, liền bộc phát ra nhân quả luật. Diệp Thần tuy có Thanh Liên đạo tổ chúc phúc, nhưng bản thân tu vi kém xa tít tắp Ô Liên đạo tổ, nhân quả luật ảo diệu biến hóa, tự nhiên cũng là trăm triệu không bằng. Tại Ô Liên đạo tổ nhân quả luật phát ra về sau, Diệp Thần đao thế, liền bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Ô Liên đạo tổ trở tay nhất kích, đem Diệp Thần đao đánh văng ra, lại dùng như quỷ mị tư thái, tay trái bộc phát ra một cỗ ghê tởm ô uế ma khí, trực cầm lấy Diệp Thần bụng dưới. Diệp Thần thi triển xong thiên cương chảm thần đao về sau, lực lượng đại đại suy giảm, Thanh Liên đạo tổ chúc phúc lực lượng, cũng đang nhanh chóng suy giảm. Đối mặt Ô Liên đạo tổ phản kích, Diệp Thần lập tức cảm nhận được hung hiểm vô cùng, vội vàng cầm đao lui lại. Quả nhiên, như Ô Liên đạo tổ nhân quả luật khẳng định như thế, thế cục đúng là trong nháy mắt nghịch chuyển. Xoẹt! Ô Liên đạo tổ tay cầm không có bắt trúng Diệp Thần, nhưng lại cào nát hư không nổ tung, chảy ra rất nhiều vẩn đục nước mủ, tản mát ra thi xú vị, cực kỳ quỷ dị khủng bố. Đây không phải Ô Liên đạo tổ tự thân lực lượng, mà là sử thần lực lượng. Hắn đang mượn trợ sử thần lực lượng, muốn giết ngược lại Diệp Thần. Ô Liên đạo tổ, người đạo tâm đã bị sử thần vặn vẹo, người còn không thanh tỉnh. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, vô tận sát ý hội tụ, quát mắng một tiếng, mong muốn thức tỉnh Ô Liên đạo tổ. Ông! Cùng lúc đó, Diệp Thần phóng xuất ra quang minh chi tâm, phía trên có chừng lục đạo âm văn, âm dương giao hòa, bộc phát ra sáng chói thần thánh hào quang. Nguyên bản quang minh chi tâm chỉ có 5 đạo âm văn, nhưng Diệp Thần vừa mới đánh giết âm tinh thái tử về sau, đã thôn vệ năng lượng của hắn, lại chế tạo ra một đầu âm văn. Có được lục đạo âm văn quang minh chi tâm, âm dương giao hòa phía dưới, hào quang vô cùng nóng rực, không ngừng chiếu sáng Ô Liên đạo tổ. Nhưng mà, Ô Liên đạo tổ trên người vẫn đục ma khí, rất nhiều ô uế, lại không có có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Vô dụng, sử thần khí tức, không phải ngươi viên này bán thành phẩm quang minh chi tâm có thể xua tan. Ô Liên đạo tổ cười hắc hắc, Diệp Thần quang minh chi tâm có thể xua tan chư thiên yêu tà, nhưng vô pháp xua tan sử thần khí tức. Sử thần là sâu lắng nhất, kinh khủng nhất hắc ám, nếu như là hoàn chỉnh quang minh chi tâm, có lẽ có khả năng thoáng áp chế, nhưng chỉ là bán thành phẩm, không có chút nào tác dụng. Ta không phải là bị sử thần vặn vẹo, ta chẳng qua là mượn dùng lực lượng của hắn thôi. Ta biết ta đang làm cái gì. Ta chẳng qua là muốn bắt hồi trở lại ta mất đi đồ vật. Ta có ta nói, ngươi không hiểu, cũng không có tư cách khoa tay múa chân. Ô Liên đạo tổ vẻ mặt âm lãnh,
hắn cũng không cho là mình bị sửu thần bóp méo. Tương phản, hắn còn tưởng rằng, mình tại lợi dụng sửu thần lực lượng. Chỉ dựa vào chính hắn, vô pháp trấn áp toàn bộ Cửu Liên thời không, nhưng lại thêm sửu thần lực lượng, đó là đầy đủ. Răng rắc, ô liên đạo tổ tay cầm vừa nắm, vô số ô uế năng lượng, hóa thành tàn toái thi khối, hóa thành bạch cốt, hóa thành khô lâu, cuối cùng lại không ngừng áp xúc cô đọng, hóa thành một thanh vô cùng ghê tởm, tiêm nhiễm vô tận huyết tinh cùng thi khí trường kiếm. Xuy, ô liên đạo tổ vung lên trường biến kiếm, cuồn cuộn ô uế năng lượng bùng nổ, so trong truyền thuyết thiên ma tinh hải còn muốn hắc ám ô uế, cuồn cuộn kiếm khí phô thiên cái địa bao phủ hướng Diệp Thần. Nếu phòng ngự kéo dài không được, vậy hắn dứt khoát mượn dùng sửu thần lực lượng, chủ động xuất kích. Diệp Thần tâm đầu chìm xuống, ô liên đạo tổ đạo tâm vặn vẹo, đã đến tình trạng như thế, thậm chí không cho là mình bị bóp méo, còn cho là mình là tỉnh táo. Hắn bộ dáng như vậy, hoàn toàn liền là bị sửu thần tẩy não. Sửu thần lợi hại, liền lợi hại đến nước này, vặn vẹo người đạo tâm, cho người ta tẩy não, người khác còn không biết, tưởng rằng chính mình thức tỉnh, còn tưởng rằng nhặt được tiện nghi. Diệp Thần vung đao đón đỡ, cùng ô liên đạo tổ kịch chiến tại cùng một chỗ, ánh đao bóng kiếm loạn vũ, lôi đình khí tức, ô uế khí tức, lẫn nhau hỗn hợp nổ tung, thời không đoạn bẩn, pháp tắc ma diệt. Cô Tinh Thân Hạc, Hồi Hồ Tử, Tần Ngạo Phong đám người, còn có Cửu Liên thời không rất nhiều võ giả, vô cùng khẩn trương nhìn xem hai người đối chiến. Ô liên đạo tổ mượn sửu thần lực lượng, rõ ràng chiếm thượng phong. Diệp Thần cho dù có Thanh Liên đạo tổ chúc phúc, nhưng đối mặt như thế trạng thái ô liên đạo tổ, cũng là thấy cố hết sức. Mà lại, Thanh Liên đạo tổ chúc phúc lực lượng, còn đang không ngừng suy giảm. Diệp Thần càng tiếp tục đánh, càng cảm thấy áp lực, thậm chí có từng sợi sửu thần vẩn đục lệ khí, đang không ngừng trùng kích đạo tâm của hắn. Hắn trong nội tâm, không ngừng có một thanh âm tại mê hoặc, từ bỏ đi, chết sớm sớm siêu sinh, tử liền sẽ không thống khổ. Câm miệng cho ta. Diệp Thần chấn nộ, cắn chót lưỡi, quát to một tiếng, đè xuống nội tâm mê hoặc, cũng cấp tốc lui lại. Vạn hoa đồng huyết nhãn, ta thân độn diệt. Tiếp theo sát, Diệp Thần mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, huyễn thuật thi triển. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần thân ảnh, đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy. Ô liên đạo tổ tầm mắt phát lạnh, vốn còn muốn rút kiếm truy sát, nhưng Diệp Thần bỗng nhiên tan biến, lại làm cho hắn truy sát thất bại. Hắn cẩn thận cảm ứng, có thể rõ ràng bắt được, Diệp Thần thân ảnh, ngay tại bốn phía, cũng không có đi xa. Hắn đã sớm phong tỏa không gian chung quanh, trừ phi Diệp Thần có thể giết chết hắn, bằng không tuyệt đối không thể đào thoát ra ô liên phạm vi bao phủ. Lợi dụng huyễn thuật ẩn nấp, thì có ích lợi gì, bất quá kéo dài hơi tàn thôi. Ô liên đạo tổ cười lạnh, hắn biết thời khắc này Diệp Thần, chẳng qua là lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật thủ đoạn, tạm thời ẩn nấp thân hình thôi. Này hắn thấy, bất quá là kéo dài hơi tàn. Oanh long long. Ngay lúc này, ô liên đạo tổ lại thấy, giữa thiên địa tập tục, kịch liệt chấn động dâng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một ngôi sao, chậm rãi ở trên đỉnh đầu hắn rèn đúc thành hình, tinh thể càng lúc càng lớn, không ngừng bành trướng. Đây là, thiên làm thịt đúc tinh thuật. Ô liên đạo tổ lui lại mấy bước, mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bất quá chợt. Hắn lại khinh thường cười lạnh, cái này là ngươi cuối cùng thủ đoạn sao? Cũng chỉ đến như thế. Ngươi này ngôi sao, còn không có tư cách nổ chết ta. Ô liên đạo tổ có thể thấy, Diệp Thần đúc tạo nên này ngôi sao, năng lượng có hạn, không có khả năng tổn thương đến hắn. Lúc này Diệp Thần, đang lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật, ẩn nấp ở trong hư không, bùng nổ thiên làm thịt đúc tinh thuật. Hắn thậm chí đem thương lôi đao hiến tế đi, đem hóa thành đúc tinh tài liệu. Thương lôi đao là năm đó bá đao thương lôi binh khí, năng lượng bàng bạc, hóa thành đúc tinh tài liệu về sau, Diệp Thần đúc thành ra tinh thần, lập tức lôi đình tia điện lấp lánh, lốp bốp rung động, khí thế mãnh liệt. Ô liên đạo tổ trên đỉnh đầu tinh thần, hết sức sắp hóa thành một quả to lớn quả cầu sét, rung động ầm ầm, rất là dọa người. Bất quá, ô liên đạo tổ không sợ chút nào. Bởi vì, loại trình độ này tinh thần, coi như nổ tung. Y nguyên không đủ để tổn thương đến hắn. Thiên mẫu điện bên này, Thân Hạc, Hồi Hồ Tử, Tần Ngạo Phong đám người, còn có rất nhiều đám võ giả, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bọn hắn biết, viên này thiên tinh, là Diệp Thần át chủ bài,
nếu như không thể nổ chết Ô Liên đạo tổ, cái kia chết người, liền là Diệp thần. Chủ nhân cần ta trợ lực. Lúc này, thân hạc dưới hông Hắc Dực Kim Lân Sư, phát ra hét dài một tiếng, thân thể chấn động, liền đem thân hạc rung động mà rơi xuống, chính mình chấn xí hướng cái kia viên quả cầu sét bay đi. Tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Hắc Dực Kim Lân Sư, thế mà hung hãn không sợ chết, vọt thẳng vào quả cầu sét bên trong, hiến tế tự thân, đem tự thân máu thịt tinh hoa, toàn bộ hóa thành đúc tinh tài liệu. Hắc Dực Kim Lân Sư, vốn là âm tinh thái tử chiến thú, bản thân cũng là vô cùng hung hoành tồn tại, có thể dễ dàng xé nát bình thường thiên đế. Nó quy thuận Diệp thần về sau, đúng là trung thành như vậy, giờ phút này thấy thế cục bất lợi, thế mà hiến tế tự thân, giúp Diệp thần đúc tinh. Toàn trường người thấy cảnh này, đều là vô cùng chấn động. Liền Diệp thần đều bị chấn động, nghĩ thầm, thuần thú bát tự quyết quả nhiên lợi hại, này Hắc Dực Kim Lân Sư, thế mà không cần ta mệnh lệnh, liền chủ động vì ta hy sinh. Có Hắc Dực Kim Lân Sư hiến tế, Diệp thần đúc thành tinh thần, trong nháy mắt năng lượng tăng vọt, từng đầu tử sắc thiểm điện thấu ra ánh sáng màu đỏ ngòm, tinh quang dung chuyển ở giữa, tại tinh cầu phía trên hiển hóa ra Hắc Dực Kim Lân Sư linh hồn hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, uy vi tráng quan. Đáng chết! Vừa mới vẫn là vô cùng bình tĩnh Ô Liên đạo tổ, giờ phút này cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nếu là thật nhường Diệp thần đúc tinh thành công, vậy hắn sợ rằng sẽ nhận chí mạng tổn thương. Thiên quỷ tà kiếm, phá cho ta. Ô Liên đạo tổ vung lên kiếm, vô tận vẩn đục ô uế kiếm khí biểu trảm mà ra, phải thừa dịp lấy Diệp thần còn không có đúc tinh thành công, đem cái kia viên thiên tinh trảm diệt đi. Nhưng, ly kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy Ô Liên đạo tổ kiếm khí, tại chém trúng Diệp thần thiên tinh thời điểm, lại phảng phất chạm tại không khí ảo ảnh phía trên, trực tiếp xuyên thấu qua, cũng không thể phá hư đến thiên tinh kết cấu một chút. Là huyễn tượng. Ô Liên đạo tổ biến sắc, lập tức biết, Diệp thần thi triển vạn hoa đồng huyết nhãn về sau, hắn chỗ nhìn thấy đồ vật, thật thật huyễn huyễn, hư thực xen lẫn, nhìn như chân thực tồn tại thiên tinh, trên thực tế chẳng qua là ảo ảnh, hắn căn bản là không có cách phá hư. Vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật, vô cùng tinh diệu, coi như là Ô Liên đạo tổ, mong muốn hoàn toàn phá giải, ít nhất cũng phải thời gian một nén nhang. Cho đến lúc đó, Diệp thần thiên tinh, đã sớm rèn đúc hoàn thành, muốn đem hắn nổ chết rồi. Đáng chết tiểu tử. Thôi, ta liền để ngươi đúc tinh thành công, thì tính sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi thiên tinh, có thể hay không nổ chết ta? Ô Liên đạo tổ khẽ cắn môi, tại đúc nóng Hắc Dực Kim Lân Sư máu thịt về sau, Diệp thần rèn đúc ra thiên tinh, uy thế 10 điểm hung mãnh mạnh mẽ, nhưng hắn có đầy đủ tự tin, có thể tại thiên tinh dưới vụ nổ sống sót, nhiều nhất thụ thương thôi. Chỉ cần hắn không chết, liền có thể giết ngược lại toàn trường. Ngay sau đó, Ô Liên đạo tổ hít sâu một hơi, thủ quyết nắn, chỉnh đóa Ô Liên, từng mảnh cánh sen co vào dâng lên, đưa hắn thân thể bao bọc đi vào. Co vào nghiêm mật Ô Liên, hình thành tuyệt đối phòng ngự, hắn có lòng tin chống cự hết thảy. Thiên mẫu điện bên này, thân hạc nhìn thấy một màn này, tầm mắt lướt qua một vệt quyết tuyệt chi ý, nhẹ nhàng đem trói buộc tóc cùng thủ đoạn mắt cá chân dây đỏ cởi ra, toàn thân thiên đế khí bạo phát. Diệp thí thiên, ta cũng tới giúp ngươi. Dứt lời, thân hạc liền dứt khoát hướng về kia viên thiên tinh bay đi, thế mà cũng muốn hiến tế tự thân, dùng tự thân thiên đế máu thịt, phụ trợ Diệp thần đúc tinh. Điện chủ đại nhân, trở về. Hồi hồ tử cùng thiên mẫu điện tất cả trưởng lão nhóm, nhìn thấy một màn này về sau, quá sợ hãi, vội vàng cùng nhau phi thân mà lên, cản lại thân hạc. Tiểu hôi, đừng cản ta. Thân trình hạc tầm mắt phát lạnh, hướng hồi hồ tử quát. Hồi hồ tử bi thương nói, điện chủ đại nhân, thanh liên tộc còn cần ngươi, ngươi không thể chết. Lão phu đã là suy sụp chữ người, liền từ ta đi chịu chết. Dứt lời, hồi hồ tử vượt qua giới tuyến. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào về phía trên trời cái ngôi sao kia. Huyết nhục của hắn tính mệnh, cũng hóa thành đúc tinh tài liệu. Thiên mẫu điện có chừng hơn 10 vị cao tầng trưởng lão, cũng hướng thân hạc xa nhau nói. Điện chủ đại nhân, bảo trọng thân thể, chúng ta đi vậy. Bọn hắn cũng dồn dập nhào về phía cái kia viên thiên tinh, hy sinh chính mình, tráng đại thiên tinh năng lượng. Hồi hồ tử cùng chư trưởng lão đều hiểu, nếu như Diệp thần bại. Vậy bọn hắn chắc là phải bị Ô Liên đạo tổ ngược sát. Nhưng nếu như, Diệp thần có thể thắng, có lẽ còn có thể dựa vào lấy thúc mệnh chi hoàn năng lượng,
đem bọn hắn sống lại. Cho nên, bọn hắn tình nguyện hy sinh chính mình, giúp Diệp Thần đúc tinh, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thần lạc bại. Không, Thân Hạc nhìn xem chúng trưởng lão chịu chết, nội tâm bi thương không đành lòng, cũng muốn tùy tùng đi. Nhưng lúc này, Diệp Thần thân ảnh, theo cái kia viên thiên tinh phía dưới, chậm rãi nổi lên, đưa tay đã ngừng lại Thân Hạc. Hồi Hồ Tử cùng tất cả trưởng lão chịu chết, bọn hắn hy sinh, làm cho Diệp Thần đúc thành tinh thần, năng lượng bàng bạc đến vô cùng trình độ kinh khủng. Này ngôi sao, to lớn, nóng rực, khí huyết cuồn cuộn như lôi, chỉ là tiết ra ngoài ra khí tức, liền áp sập chung quanh thời không, thời gian pháp tắc thành cho, không gian yên diệt, năng lượng khí tức khủng bố, liền Diệp Thần cái này rèn đúc người, đều có chút không chịu nổi. May mắn Thanh Liên đạo tổ chúc phúc lực lượng, còn có chút ít không có tan hết, bằng không, Diệp Thần chỉ sợ muốn bị trên đỉnh đầu của mình tinh thần, trực tiếp đè chết. Hắn không cần Thân Hạc lại hy sinh, trước mắt này ngôi sao năng lượng, đã bành trướng đến cực hạn, đơn giản đủ để hủy diệt thế gian hết thảy. Tại đây ngôi sao chiếu rọi, liền Diệp Thần cái này rèn đúc người, thân hình cũng là lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Thân Hạc cùng Thiên Mẫu Điện đám người, ngốc ngốc xem lấy một màn trước mắt. Hồi Hồ Tử cùng chư trưởng lão chịu chết, mới đúc tạo ra được như thế hùng vĩ, như thế bàng bạc thiên tinh, này cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Đúc tinh diệt thần, rơi. Diệp Thần tầm mắt đột nhiên lăng lệ, vung tay lên, liền đem trên đỉnh đầu cự đại sao trời, hung hăng hướng về phía dưới ô liên nổ đi. Cái kia một gốc ô liên, cánh sen đã khép lại co rút lại, ô liên đạo tổ dùng tuyệt đối phòng ngự tư thái, muốn chống đỡ Diệp Thần một kích này. Nhưng, Diệp Thần có lòng tin, mặc kệ là cái gì phòng ngự, tại đây viên thiên tinh dưới vụ nổ, chỉ có biến thành cho bụi xuống tràng. Oanh! Kinh thiên một màn bùng nổ, Diệp Thần thiên làm thịt tinh thần, hung hăng nổ ở cái kia gốc ô liên lên. Chống trời ô liên, kinh thiên trụ thật lớn nhánh ngạnh, trong nháy mắt liền bị nổ thành đứt đoạn vỡ vụn. Ô liên sụp đổ, vô số ma khí cùng lệ khí, hết thảy vần đục khí tức, tại thiên làm thịt tinh thần hung mãnh dưới vụ nổ, toàn bộ diệt vong mà đi. Thời không sụp đổ, càn khôn hủy diệt, toàn bộ cửu liên thời không, đều tại kịch liệt chấn động. Thiên Mẫu Điện rất nhiều kiến trúc hùng vĩ, vô số cung điện, tại bạo tạc trong dư âm sụp đổ, chỉ có Thanh Liên cổ tháp còn sừng sững không ngã. Thân Hạc bày ra thiên đế tường khí, ngăn cản nổ tung dư ba trùng kích, chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Mà ở vào trung tâm vụ nổ ô liên đạo tổ, thừa nhận trùng kích áp lực, đó là Thân Hạc vạn lần. Ô liên đạo tổ mặc dù làm tuyệt đối phòng ngự, nhưng Diệp Thần viên này thiên làm thịt tinh thần, đúc nóng hắc dực kim lân sư, Hồi Hồ Tử cùng rất nhiều Thiên Mẫu Điện cao tầng trưởng lão máu thịt, nhiều ngày như vậy đế hy sinh, nổ tung là kinh khủng cỡ nào, mặc kệ là cái gì phòng ngự, đều khó có khả năng ngăn trở. Bao vây lấy ô liên đạo tổ từng mảnh cánh sen, vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, vô số thiên đế cấm chế, nhân quả luật tường không khí, hết thảy phòng ngự thần thông, toàn bộ trong nháy mắt bại vỡ, không có bất kỳ cái gì khe hở chống đỡ. Ô liên đạo tổ chấn kinh, hai mắt gắt gao trừng lớn. Hắn rõ ràng không thể tin được, thiên làm thịt đúc tinh thuật uy lực, thế mà sẽ hung mãnh đến nước này. Coi như là 10 cái thiên đế tự bạo, đều chưa hẳn có thể tổn thương đến hắn. Nhưng Diệp Thần thiên làm thịt đúc tinh thuật, đem rất nhiều thiên đế máu thịt dung hợp về sau, đi qua đặc thù đúc tinh kỹ xảo, cuối cùng đưa tới nổ tung, lại so đơn thuần tự bạo, muốn hung mãnh hơn trăm lần, coi như là ô liên đạo tổ, cũng không có khả năng ngăn trở. Phốc phốc. Ô liên đạo tổ máu tươi cuồng phún, tại to lớn nổ tung trùng kích vào, ngũ tạng lục phủ đều bị vỡ nát, vẻ mặt biến thành màu đen, thân thể nứt ra, không biết có nhiều ít đầu tuyến thời gian bạo diệt, thân thể như diều đứt dây, vô cùng chật vật rớt xuống đất, triệt để hôn mê. Đã chết rồi sao? Cái này ô liên đạo tổ, tuy là chúng ta lão tổ tông bối nhân vật, nhưng bị cấm kỵ vặn vẹo, vậy cũng đáng chết. Cái này Diệp Thí Thiên thật đúng là kinh khủng. Thần thông cư nhiên như thế cường hãn. Đáng tiếc hy sinh hết các trưởng lão, ai? Cửu liên thời không các con dân, thấy ô liên đạo tổ bị tạc rơi xuống đất, thân thể nứt ra, toàn thân đổ máu bộ dáng, thần sắc lại là hết sức phức tạp, vui sướng cũng có, bất đắc dĩ cũng có. Nhưng bất kể là ai, tầm mắt đang nhìn hướng Diệp Thần thời điểm, đều tràn đầy sùng bái. Nếu như không phải Diệp Thần ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn tuyệt đối phải bị ô liên đạo tổ đồ diệt. Diệp Thần nhìn xem ô liên đạo tổ, lại là chau mày. Bởi vì, hắn cảm giác được,
Ô Liên đạo màn tổ trong cơ thể, còn có một cỗ kinh khủng sâu lắng khí tức, cũng không có bị tiêu diệt. Cái kia tựa hồ là sử thần khí tức. Đạo tông đúc đan thuật, luyện hóa cho ta. Diệp thần vung tay lên, thi triển ra đạo tông đúc đan thuật, bàng bạc hào quang màu xanh lam, mang theo kinh thiên đại đạo diệu bao hàm khí tức, như là thác nước bạo hạ xuống, bao phủ lại Ô Liên đạo tổ thân thể. Hắn muốn đem Ô Liên đạo tổ thân thể, triệt để luyện chế thành một viên thuốc. Kể từ đó, coi như bộ dạng này trong thân thể, có cái gì ghê tởm ô uế khí tức, cũng sẽ không bừa bãi tàn phá. Nhưng, một màn quỷ dị xuất hiện, Diệp thần đạo tông đúc đan thuật, cũng không có phát huy ra hiệu quả gì. Ô Liên đạo tổ thân thể, cũng không có bị luyện hóa thành đan dược, ngược lại theo trong cơ thể hắn, không ngừng chảy ra rất nhiều âm u ô uế, như máu mủ nước mủ đồ vật. Này chút âm u ô chọc đồ vật, chảy xuôi đến đại địa bên trên, đem đại địa bùn đất hóa thành bốc mùi nước bùn. Sau đó, này chút bốc mùi nước bùn bùn nhão, dần dần nhuyễn động, xây dựng thành một cái hình người bùn nhão quái vật, mọc ra người ngũ quan, hướng về Diệp thần lộ ra dữ tợn ý cười. Cái này bùn nhão quái vật vừa xuất hiện, không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng đáng sợ khói đen, liền bao phủ thiên địa bát phương. Diệp thần thanh liên chống trời pháp trèo chống tới khí tượng, trong nháy mắt liền diệt vong, chống trời thanh liên vô thanh vô tức hư thối đi, hóa thành cho bụi nuôi đốn ngã xuống đất, giữa thiên địa hết thảy thần hy hào quang tán đi, chỉ còn lại có âm u, quỷ dị cùng kinh khủng hắc ám. Diệp thí thiên, người thật sự là lợi hại a. Cái kia bùn nhão quái vật, hướng về Diệp thần mở miệng, thanh âm như ma thần nói nhỏ, như cổ xưa nhất thần linh mộng nghe, để cho người ta nghe được về sau, liền thấy trong lòng ngứa, giống như muốn theo ở sâu trong nội tâm, sinh ra hư thối cùng bẩn thỉu đồ vật. Đó chính là sử thần thanh âm. Cái này bùn nhão quái vật, chính là sử thần hóa thân. Là vị kia cấm kỵ. Vị kia cấm kỵ quả thật buông xuống, ta chờ chết kỳ đã tới. Vì cái gì thế gian sẽ có như thế cấm kỵ mạnh mẽ tồn tại? Cửu liên thời không rất nhiều võ giả, khi nhìn đến sử thần thân ảnh, nghe được sử thần thanh âm về sau, lập tức lâm vào tuyệt vọng cùng trong điên cuồng. Vừa mới Diệp thần hạ gục Ô Liên đạo tổ, mang cho bọn hắn thắng lợi vui sướng, nhưng bây giờ, hết thảy vui sướng đều không còn sót lại chút gì. Ô Liên đạo tổ cường đại tới đâu, tại sử thần trong tay, cũng bất quá là một quân cờ. Sử thần mới thật sự là đại khủng bố, đại cấm kỵ. Chỉ là nhìn thẳng sử thần thân ảnh, nghe được sử thần thanh âm, thiên mẫu điện bên trong, liền có thiên thiên trăm trăm võ giả, tại chỗ vặn vẹo nổ tung, thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử, ngũ tạng lục phủ ruột đều không hiểu sinh ra vô số côn trùng, đám côn trùng này hư thối đi bọn hắn cái bụng leo ra, sau đó hướng bốn phương tám hướng bừa bãi tàn phá. Diệp thần choáng váng, trước mắt hắn này đạo sử thần hóa thân, cũng không tính mạnh mẽ, khả năng còn không có bản thể một phần vạn mạnh mẽ. Nhưng mặc dù là như thế nhỏ bé hóa thân, hiện thân sau khi ra ngoài, liền để đến thiên mẫu điện lâm vào sụp đổ. Có thể nghĩ, sử thần lực lượng, khủng bố cỡ nào. Thiên đế kim luân, chiếu rọi. Diệp thần khẽ cắn môi, phản ứng thật nhanh, lập tức triệu hồi ra thiên đế kim luân, bàng bạc kim quang chiếu rọi bốn phương, thoáng áp chế sử thần khí tức. Thiên mẫu điện rất nhiều võ giả, tại thiên đế kim luân che chở cho, cũng là thoáng yên ổn. Diệp thần thấy thiên đế kim luân sau lưng, có một cỗ lực lượng, đang không ngừng lôi kéo. Hắn biết, đó là trùng dương chân nhân ý chí, hắn nghĩ muốn đoạt lại thiên đế kim luân. Bất quá, thiên đế kim luân trong tay Diệp thần, dùng Diệp thần thực lực hôm nay, có thể trưởng khống lấy, không bị cướp đoạt. Sử thần híp mắt thấy thiên đế kim luân, hắn hóa thân thân thể, tại thiên đế kim luân hào quang chiếu rọi đến, không ngừng bốc khói, suy suy rung động. Nhưng, hắn cũng không để ý, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói. Trừ phi Mỹ thần đích thân tới, bằng không vẻn vẹn một món pháp bảo, còn không trấn áp được ta. Dừng một chút, sử thần lại cười ha ha, nhìn thẳng Diệp thần, nói. Diệp thí thiên, kỳ thật ta rất kỳ quái, người sao có thể lợi hại đến nước này? Hoặc là nói, người kỳ thật liền là Diệp thần, người liền là luân hồi chi chủ còn chưa có chết. Ta suy đoán ngươi là giả chết, mặc dù như thế nào, mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì đi nhìn trộm, thậm chí nhòm ngó ngươi sau mặt nạ hình dáng, ngươi đều không phải là Diệp thần, nhưng ta biết, ngươi nhất định chính là hắn. Kỳ thật, tại biết Diệp thần tin chết về sau, sử thần là hoàn toàn không tin.
Hắn vận dụng lực lượng của mình, không ngừng thôi diễn, không ngừng nhìn trộm, mặc dù cuối cùng lấy được kết quả, đều là Diệp Thần chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng, hắn y nguyên không tin. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Thần không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết đi. Trong mắt hắn, Diệp Thí Thiên liền là Diệp Thần. Đúng, nhất định là như vậy. Không phải làm sao lại có cường đại như vậy thấp cảnh thiên mới. Diệp Thần nghe Sửu Thần lời nói, tầm mắt bình tĩnh, không có biểu lộ ra mảy may dị dạng. Hắn mang theo mặt nạ, người ngoài càng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Thân Hạc Trở Thiên Mẫu Điện đám người, hai mặt nhìn nhau, đều đang hoài nghi lấy thân phận của Diệp Thần. Không quản ngươi có đúng hay không Diệp Thần, ta đều sẽ không để cho ngươi sống mà đi ra cái thế giới này. Sửu Thần toàn thân sát khí cuồng bạo, theo bùn nhão bên trong rút ra từng đầu to lớn tinh hồng xúc tu, như mãng xà long bao phủ cuồng phong, hướng về Diệp Thần cuồng quất tới. Hắn muốn Diệp Thần chết, mặc kệ Diệp Thần thân phận như thế nào. Chỉ có tự tay đánh chết Diệp Thần, hắn có thể triệt để an tâm. Thấy Sửu Thần phát động mãnh công, toàn trường người kinh hãi kinh hô. Cái kia từng đầu to lớn tinh hồng xúc tu, khủng bố không thể diễn tả, phía trên tiêm nhiễm lấy vô số mủ dịch cùng bẩn thỉu đồ vật, người bình thường coi như nhìn thoáng qua, đều thấy toàn thân khó chịu. Mà Diệp Thần, lại là muốn chính diện đối mặt. Hắn Thiên Đế Kim Luân, đã hoàn toàn áp chế không nổi Sửu Thần. Sửu Thần sát khí khủng bố đến đủ để chống lại Thiên Đế Kim Luân mức độ. Diệp Thần nghĩ phát ra tiếng triệu hoán Mỹ Thần. Nhưng ý chí căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Sửu Thần trước kia thua thiệt qua, bây giờ 10 điểm nhạy bén, tại chiến đấu khai hỏa trước đó, hắn liền phong tỏa hư không, ngăn cách hết thảy nhân quả ý chí truyền lại, tuyệt không nhường Diệp Thần có triệu hoán Mỹ Thần cơ hội. Diệp Thần nhìn xem cái kia từng đầu xúc tu mãnh liệt rút tới, vội vàng bày ra thân pháp, nhanh chóng chuyển xê dịch, tránh né xúc tu công kích, đồng thời tế ra luân hồi thiên kiếm, huy kiếm chém về phía những cái kia xúc tu. Nhưng, xúc tu 10 điểm cứng cỏi, hoàn toàn không cách nào chặt đứt. Coi như Diệp Thần đem hết toàn lực, đem xúc tu chém rách mở một chút, cũng hoàn toàn không cách nào làm bị thương Sửu Thần, ngược lại theo xúc tu vết nứt bên trong chảy ra càng bẩn thỉu đồ vật, trong không khí tràn ngập mùi thối, điên cuồng kích thích hắn. Thiên Ma Cổ Bảo, ngự. Diệp Thần biết chính diện giao phong, khó mà chiến thắng này đạo Sửu Thần hóa thân, lúc này tế ra Thiên Ma Cổ Bảo. Chính mình lách mình trốn thiên ma trong pháo đài cổ. Ba ba ba. Cái kia từng đầu to lớn tinh hồng xúc tu, hung hăng quất vào thiên ma cổ bảo bên trên, phát ra âm thanh lớn, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không thể đem thiên ma cổ bảo công phá. Ai, Diệp Thí Thiên, kéo dài hơi tàn, thì có ích lợi gì? Ta này đạo hóa thân, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng muốn tiêu diệt ngươi, lại là dư xài. Cổ tinh môn cùng thiên khư thần điện. Không dám mạo hiểm ra tay giết ngươi, liền để ta tới đi. Sửu Thần lắc đầu, uyển chuyển thở dài, khoát tay, đại địa nứt ra, vô số hắc ám bẩn thỉu đồ vật, giống như là núi lửa phun trào tuôn ra đến, lại ngưng kết thành từng con ghê tởm ma vật, cùng cái kia rất nhiều xúc tu, điên cuồng đánh thẳng vào thiên ma cổ bảo. Diệp Thần tại thiên ma trong pháo đài cổ, chấn định tâm thần, suy tư phá cục chi pháp. Chính diện giao phong, muốn chiến thắng Sửu Thần. Cực kỳ khó khăn. Chỉ có binh chiêu thần kỳ. Diệp Thần hít sâu một hơi, yên lặng lấy ra một thanh cổ cầm. Chính là cửu tiêu hoàn bội cầm. Đồng tử của hắn, hóa thành một mảnh màu huyết hồng, vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra, nhìn chăm chú cửu tiêu hoàn bội cầm, trong đầu hiện ra Đại Mộng Xuân Hiểu rất nhiều diệu pháp. Đại Mộng Xuân Hiểu, là hoàng gia thiên liên thủ với cầm đế phổ tả cầm khúc, có điên đảo hiện thực, sáng tạo thế giới mộng ảo uy năng. Vạn hoa đồng huyết nhãn, cùng Đại Mộng Xuân Hiểu liên hợp, có lẽ ta có khả năng sáng tạo ra một cái mạnh mẽ huyễn tưởng thế giới, tại trong tưởng tượng gạt bỏ Sửu Thần. Nghĩ như vậy, Diệp Thần không tiếp tục lưỡng lự, ngón tay đặt ở dây đàn bên trên, nhẹ nhàng bắt đầu kích thích. Lập tức, từng sợi réo rắt huyền chuyển âm khúc âm thanh, chậm rãi theo Diệp Thần giữa ngón tay chảy xuôi mà ra. Cỗ này réo rắt linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn, tựa như mang theo một cỗ kỳ diệu uy lực. Rất nhiều vây công thiên ma cổ bảo ma vật, lập tức ngây dại, động tác cứng đờ, kinh ngạc đứng tại chỗ. Sửu Thần nghe được tiếng đàn này, trong lòng bỗng nhiên giật mình, mơ hồ cảm nhận được không ổn. Ao ao ao. Tiếp theo sát, bầu trời đã nổi lên giọt mưa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, ao 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 hạ xuống, mang theo xuân hàn ý lạnh,
xâm nhập tâm thần của người ta. Bầu trời một vùng tăm tối, tựa như đêm tối buông xuống, gió thổi hoa vũ rơi. Sửu thần bùn nhão thân thể, liền thiên đế kim luân đều không thể áp chế tồn tại, tại đây xuân hiểu mưa đêm phía dưới, nước bùn lại soạt soạt chảy xuôi xuống tới. Hắn chỉnh cỗ thân thể, giống như đều muốn bị nước mưa phá tan. Đại mộng xuân hiểu, là huyễn cảnh. Sửu thần hoảng hốt, nếu như là tại thế giới chân thật, không có bất kỳ vật gì, có thể tiêu diệt hắn. Nhưng ở trong ảo cảnh, vậy liền chưa hẳn. Hắn nghe được Diệp thần tiếng đàn huyền bí, đó chính là thiên hạ đệ nhất giang khúc, đại mộng xuân hiểu. Theo tiếng đàn diễn tấu, thiên địa pháp tắc đã giữa bất tri bất giác, sinh ra cải biến. Cửu liên thời không thế giới chân thật, hướng về huyễn tưởng chuyển hóa. Sửu thần, thân hạc cùng thiên mẫu điện tất cả mọi người, đều đã tiến vào Diệp thần chỗ cấu tạo thế giới mộng ảo bên trong. Này mảnh thế giới mộng ảo, xuân hiểu mưa đêm tập kích người, gió thổi hoa vũ rơi, mưa rơi tiêu diệp tiêu tiêu, khắp nơi đều là lạnh buốt tận xương lạnh lẻo, không có thể trốn tránh. Thân hạc cùng thiên mẫu điện tất cả mọi người, mặc dù không phải Diệp thần mục tiêu công kích, nhưng bọn hắn nhận xuân hiểu ý cảnh dư ba trùng kích, cũng là thấy khắp cả người sinh lạnh. Cho dù là thiên đế cường giả, tại đây thế giới mộng ảo bên trong, cũng là vô cùng cô độc nhỏ bé tồn tại. Đây là thiên hạ đệ nhất giang khúc, đại mộng xuân hiểu uy lực. Nhân sinh bất quá một trận ảo mộng, chỉ có thiên địa vĩnh hằng. Đừng cho hắn cấu tạo huyễn tưởng cơ hội, giết hắn. Sửu thần giống to, hoàn toàn không có vừa mới nắm chắc thắng lợi trong tay trầm ổn, hắn vẫy tay một cái, triệu hồi ra thi quỷ phong môn. Âm tinh thái tử cùng ô liên đạo tổ, chỉ có thể triệu hồi ra thi quỷ phong môn hư ảnh, bắt đầu dùng bộ phận lực lượng. Nhưng sửu thần, lại là đem chân chính thi quỷ phong môn, hoàn toàn triệu hoán xuống tới. Oanh! Thi quỷ phong môn mở ra, đếm không hết yêu ma ác quỷ, theo cửa lớn sau lưng trào ra, điên cuồng nhào về phía thiên ma cổ bảo, trong nháy mắt liền đem thiên ma cổ bảo che mất. Diệp thần ngồi ngay ngắn ở thiên ma trong pháo đài cổ, lại là mảy may không hoảng hốt. Hắn đại mộng xuân hiểu cầm khúc, đã diễn tấu, mộng cảnh thế giới sơ bộ cấu tạo thành công. Tại trong phiến mộng cảnh này, Diệp thần liền là tuyệt đối chúa tể. Có được vạn hoa đồng huyết nhãn hắn, có thể dễ dàng khống chế mộng cảnh, cải biến hết thảy. Tan biến đi. Diệp thần nhẹ nhàng nôn âm thanh, đôi mắt bắn ra hai vệt tia máu, theo trong thành bảo bắn mạnh mà ra. Ong ong. Một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy cái kia hai vệt tia máu bắn ra, liền dọn sạch thiên địa vạn ác, hết thảy yêu ma ác quỷ, trong nháy mắt hét thảm lên, thân thể suy suy rung động, biến thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, sửu thần kinh hãi. Thân hạc cùng thiên mẫu điện đám người, cũng là vô cùng chấn động. Xem ra tại đây mảnh trong ảo cảnh, Diệp Thí Thiên là vô địch. Thân hạc nội tâm kinh hỉ, vô cùng bội phục Diệp thần thủ đoạn. Tại thế giới chân thật, Diệp thần dĩ nhiên đánh không lại sửu thần. Nhưng ở trong ảo cảnh, vậy liền chưa hẳn. Tại đây mảnh huyễn cảnh, Diệp thần quả thực là vô địch tồn tại, sửu thần chỗ triệu hồi ra yêu ma ác quỷ, đã toàn bộ bị hắn ép diệt, hoàn toàn không thể bừa bãi tàn phá. Đáng chết tiểu tử, huyễn cảnh phá diệt, vỡ cho ta. Sửu thần quát lên điên cuồng, sát khí tuôn ra, ý chí hóa ra thất sát lang yên, cuồn cuộn trùng thiên, đem một tầng tầng không gian ép bạo. Cách cách, tầng tầng không gian, như pha lê phá toái. Nhưng, không gian vỡ vụn về sau, lại hiển lộ ra thế giới, vẫn là huyễn cảnh thế giới. Này mảnh huyễn cảnh, có ngàn ngàn vạn vạn nặng, sửu thần hoàn toàn không cách nào đánh vỡ. Nếu như riêng là đại mộng xuân hiểu, hoặc là đơn thuần là vạn hoa đồng huyết nhãn, đều khốn không được sửu thần. Nhưng cả hai kết hợp, cho dù là sửu thần, cũng khó có thể thoát khỏi. Dù sao, hắn giờ phút này, chẳng qua là một đạo bùn nhão hóa thân thôi. Thiên ma phệ hồn trảm. Sửu thần thân thể rung động, cảm nhận được thật sâu uy hiếp, tay kéo một phát, thiên ma sát khí cuồn cuộn bùng nổ, hóa thành một đạo kinh thiên tuyệt trảm, chém thẳng hướng Diệp thần thiên ma cổ bảo. Một chiêu này thiên ma phệ hồn trảm, là hồn thiên đế nhất tộc sát chiêu, hắn là hồn thiên đế sáng tạo ra quái vật, là hồn thiên đế hóa thân, tự nhiên cũng là 10 điểm tinh thông. Thiên ma phệ hồn, phong mang nổ tung, như muốn ép táng hư không, phá diệt hết thảy. Nếu không phá hết huyễn cảnh, hắn liền muốn chảm phá thiên ma cổ bảo, trực tiếp đem Diệp thần chém giết, kể từ đó, huyễn cảnh liền có thể tự sụp đổ. Bén nhọn hắc ám phong mang,
biểu chạm tới, Diệp Thần cũng cảm nhận được lăng lệ, thiên ma cổ bảo chưa hẳn có thể ngăn trở. Hắn phi thân mà ra, vạn hoa đồng huyết nhãn lấp lánh, muốn lợi dụng huyễn thuật thủ đoạn, đem cái kia lăng lệ hắc ám phong mang, hóa thành hư vô. Nhưng, hắc ám phong mang y nguyên khủng bố, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế chém tới, không có chút nào bị bóp méo tiêu tan dấu hiệu. Diệp Thần chấn động, biết Sửu Thần lợi hại, không dễ dàng như vậy tiêu tan. Nếu như là bình thường người, tại hắn xuân hiểu huyễn cảnh thế giới bên trong, chỉ có bị mặc cho làm thịt xuống tràng. Nhưng Sửu Thần, vô cùng mạnh mẽ, lại có thể cùng Diệp Thần đối kháng, không nhận áp chế. Con! Diệp Thần xuất kiếm, ngăn cản được Sửu Thần nhất kích. Thiên ma phệ hồn chảm hắc ám phong mang, hoàn toàn bị Diệp Thần chảm diệt. Cái gì? Sửu Thần chấn kinh, hắn một kích này, đủ để ép diệt thiên đế. Theo lý mà nói, Diệp Thần không có khả năng ngăn trở. Diệp Thần cười một tiếng, kỳ thật ở bên ngoài, hắn thật đúng là ngăn không được, có thể muốn bị nhất kích chém giết. Nhưng ở này mảnh huyễn giới, hắn là tuyệt đối chúa tể. Coi như Sửu Thần phong mang, đủ để ép diệt thiên đế, cũng không tổn thương được hắn. Thiên sát tinh, buông xuống. Diệp Thần vung tay lên, phát ra cổ lão triệu hoán. Oanh long long. Một khỏa ngôi sao to lớn, chậm rãi theo trên đỉnh đầu hắn hiển hiện ra. Đó chính là thiên sát tinh. Viên này thiên sát nên tinh, chịu thiên quỷ chớ chú thuật quấn quanh, ban đầu có 18 tầng như địa ngục áp chế, nhưng đi qua thân hạc hóa giải về sau, nguyền rủa hóa đi 3 tầng. Thiên sát tinh nội tình năng lượng, cũng là đại đại phóng thích. Diệp Thần hơi triệu hoán ra thiên sát tinh, vô tận sát khí năng lượng, cổ lão uy nghiêm, liền điên cuồng quán chú đến trong cơ thể của hắn. Răng rắc, Diệp Thần toàn thân xương cốt nổ vang, tóc rối tung, sát khí ngút trời, tại sao lưng hiển hóa ra một tôn vĩ đại thần linh thân ảnh. Cái kia một tôn vĩ thần, chính là vô cùng cường đại thiên đấu sát thần. Thiên đấu sát thần thân ảnh, thoạt nhìn không có một điểm hư ảo bộ dáng, ngược lại giống là chân thật tồn tại, vô cùng rõ ràng. Cái kia tản ra mãnh liệt sát khí, kinh thiên chiến ý, khiến cho người toàn trường mỗi người, cũng vì đó sợ mất mật. Diệp Thần giơ kiếm chỉ thiên, kiếm ý đang nổi lên. Đó là thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm ý. Oanh long long. Thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm ý đang nổi lên, chấn động thiên địa càn khôn, hư không vô tận truyền đến cuồn cuộn lôi minh, bão táp đang gầm thét, mưa sa gào thét, bóng đêm bầu trời nứt ra, rơi xuống phích lịch hào quang, rất nhiều không gian thời gian, bị nổi lên kiếm ý gợn sóng, ép đoạn táng diệt, pháp tắc không ngừng phá toái, yên diệt hư không hóa thành hắc động vòng xoáy, tựa như muốn thu cắt chư thiên vong hồn. Mau vào vào thanh liên cổ tháp. Thân hạc cảm nhận được nguy hiểm, e sợ cho bị ảnh hưởng đến, vội vàng hạ lệnh, dẫn theo rất nhiều thiên mẫu điện người, dồn dập tràn vào thanh liên cổ tháp bên trong. Diệp Thần trong tay kiếm, bị từng đầu huyết sắc sát khí sương mù quấn quanh, vô cùng khủng bố. Bất luận cái gì người đều đó có thể thấy được, một kiếm này nếu là chảm giết ra ngoài, chư thiên không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể ngăn cản được. Không. Sửu Thần cũng choáng váng, nếu như là ở bên ngoài, coi như Diệp Thần thi triển thiên đấu lớn đồ kiếm, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng ở này mảnh xuân hiểu trong ảo cảnh, Diệp Thần lại là vô địch tồn tại, một khi này cực hạn kiếm quang bùng nổ, cái kia cho dù là hắn, cũng không có khả năng ngăn trở. Chu Mục Thần, nhanh, đem thiên tội cổ kiếm cho ta mượn. Cho ta mượn. Sửu Thần gào thét, hai tay giơ lên hò hét, đang kêu gọi lấy chút gì. Hắn đúng là đang kêu gọi tên Chu Mục Thần, muốn mượn thiên tội cổ kiếm. Tại đây mảnh trong ảo cảnh, hắn nghĩ giết ngược lại Diệp Thần, chỉ có dùng cái kia chí cao thần khí, thiên tội cổ kiếm. Nhưng, tiếng kêu của hắn, ý chí của hắn, cũng không thể truyền ra ngoài. Người này đạo hóa thân quá yếu, cử động lần này vô dụng. Diệp Thần thần sắc hờ hững, chung quanh hư không, đều tuôn ra đi lại thiên đấu lớn đổ kiếm mãnh liệt kiếm ý, Sửu Thần trừ phi là giết chết hắn. Bằng không không có thể đột phá này kiếm ý phong tỏa. Quả nhiên, Sửu Thần tiếng kêu hạ xuống về sau, không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh. Thấy thế, Sửu Thần ánh mắt lộ ra thật sâu hoảng sợ, hắn liên tục lui về sau đi. Oanh long long, thiên địa phong lôi mãnh liệt, Diệp Thần thiên đấu lớn đổ kiếm, kiếm ý cuối cùng ấp ủ đến cực hạn. Xoẹt, tại kiếm ý ấp ủ hoàn thành trong nháy mắt, Diệp Thần huy kiếm chém xuống. Kinh thiên nhất kiếm cuồng bạo chảm ra,
mang theo đồ thiên diệt địa khủng bố đại khí phách, hung hăng hướng về sử thần chém giết mà ra. Một đầu vạn trượng lớn lên huyết sắc sát lục kiếm mang, đem thiên vũ thời không đều chém sụp đổ, đại đạo ma diệt, mưa gió lôi minh đan sen, chư thiên hết thảy phảng phất đều muốn dưới một kiếm này, ép đoạn táng diệt. Thân Hạc cùng thiên mẫu điện đám người, núp ở thanh liên cổ tháp bên trong, thấy một kiếm kia khủng bố uy thế, tất cả mọi người choáng váng. Không không không, ta này đạo hóa thân, còn không thể. Hồn thiên đế, Chu mục thần, các ngươi. Sửu thần lâm vào to lớn bối rối hoảng hốt bên trong, trong miệng không ngừng thì thào, đưa tay hóa ra từng đạo cấm chế, mong muốn ngăn cản. Nhưng, không có một chút tác dụng nào. Diệp thần một chiêu này thiên đấu lớn đồ kiếm, uy thế quá hung mãnh, kiếm quang chém qua, bẻ gãy nghiền nát, ép diệt hết thảy. Sửu thần bày ra cấm chế phòng ngự, trong nháy mắt liền toàn bộ diệt vong, liền giấy cũng không bằng. A a a, hắn phát ra vô cùng bén nhọn kêu thảm. Thân thể tại thiên đấu lớn đồ kiếm phong mang dưới, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành cho bụi, hóa thành từng sợi khói đen tản mạn khắp nơi mà đi. Mà thấy cái kia rất nhiều tản mạn khắp nơi khói đen, Diệp thần tay cầm một túm, đem rất nhiều khói đen thu nạp tới, trong tay luyện chế thành một khỏa ô uế đan dược, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Viên đan dược kia tràn ngập ô uế ghê tởm, nhưng là dùng sửu thần khí tức luyện chế mà thành, nếu như có thể tiêu hóa. Diệp thần có lẽ có thể biết sửu thần nhiều bí mật hơn. Sửu thần đan dược vào bụng, khó mà hình dung ghê tởm ô uế khí tức, tại diệp thần trong cơ thể nổ tung, điên cuồng trùng kích kinh mạch của hắn cùng đạo tâm. Bất quá, diệp thần đã sớm chuẩn bị, liệt nhật mệnh tinh tại đan điền trôi nổi, tịnh hóa rất nhiều ô uế, luân hồi đạo tâm vận chuyển, ngăn trở sửu thần ô uế trùng kích. Vừa mới hắn đánh chết, cuối cùng không phải sửu thần bản thể, mà là một đạo hóa thân. Này hóa thân năng lượng, Diệp thần tự hỏi mình có thể tiếp nhận. Tại liệt nhật mệnh tinh chiếu dọi đến, rất nhiều ô uế bị tịnh hóa, Diệp thần thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu, hắn tâm tư minh ngộ, theo sửu thần trong hơi thở, dần dần bắt được mấy cái có giá trị manh mối. Đầu tiên, sửu thần, hồn thiên đế, Chu mục thần, đích thật là tam vị nhất thể tồn tại. Sửu thần là hồn thiên đế trái tim biến thành, có thể nói là hồn thiên đế tự tay sáng tạo ra quái vật. Mà Chu mục thần, hắn sinh ra, cũng cùng hồn thiên đế có quan hệ, là hồn thiên đế dùng tới ngăn chế sửu thần tồn tại. Tại sửu thần trong trí nhớ, cũng không có Chu mục thần đản sinh cụ thể chi tiết, nhưng cũng dùng khẳng định hòa hồn thiên đế có quan hệ. Mục thần nhị chữ, hồn thiên đế ban đầu nghĩ khống chế thần, liền là sửu thần. Sửu thần quá mức khủng bố, đã thoát ly khống chế của hắn, cho nên hắn ngoài định mức chế tạo ra Chu mục thần. Là muốn một lần nữa khống chế sửu thần. Nhưng mà, sửu thần lại không phải bất luận cái gì người có thể khống chế, sau này liền Chu mục thần, đều thoát khỏi hồn thiên đế khống chế, tự lập môn hộ. Diệp thần đọc đến lấy sửu thần trí nhớ, trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ. Hắn xem như hiểu rõ, Chu mục thần là thiên khư thần điện phía sau màn chúa tể, là sáng tạo ra đà đế cổ thần kinh khủng tồn tại, nhưng một mực không lộ liễu, bí ẩn. Chính là bởi vì hắn cùng hồn thiên đế, có thiên ti vạn lũ sâu xa, sợ hãi bị người nhìn rõ thiên cơ, cho nên điệu thấp làm việc. Bất quá, Diệp thần biết, Chu mục thần, hồn thiên đế, sử thần tam vị nhất thể bí mật, rất nhanh sẽ bị chư trời biết. Lớn như vậy thiên cơ, là dù như thế nào, đều không thể lại tiếp tục che giấu. Sau đó, theo sử thần trong trí nhớ, Diệp thần cũng biết, sử thần cũng có sợ hãi đồ vật, hắn cũng có hắn bóng mờ. Sửu thần sợ hãi, một là mỹ thần, hai là thái thản tinh tòa. Xem ra cái này sửu thần, cũng sợ mình bị phong ấn đến thái thản tinh chỗ ngồi mặt. Diệp thần cười cười, tâm tư hoạt lạc. Thái thản tinh tòa bí tịch, liền trên tay hắn, chẳng qua là bị hoang thiên đế chỗ phong ấn, vô pháp mở ra thôi. Chờ thần khổng lồ Titan tiền bối, suy tính ra hoang thiên đế hậu nhân hạ lạc về sau, ta có thể được đi bái phỏng một thoáng. Diệp thần tâm nghĩ đến, nghĩ phá vỡ phong cấm, chỉ có thỉnh hoang thiên đế hậu nhân ra tay. Nếu như phong cấm có thể thuận lợi phá vỡ, Diệp thần là có thể đạt được thái thản tinh tòa tu luyện bí tịch. Nếu có thể luyện thành môn này thần thuật, hắn liền có đối kháng sửu thần tư cách. Mặc dù không thể đem hắn triệt để diệt sát, ít nhất cũng có thể trước phong ấn. Biết sửu thần nội tâm kinh khủng, Diệp thần buông lỏng rất nhiều. Oanh long long. Thiên địa phong lôi tiêu tán, huyễn cảnh thối lui, mưa cũng ngừng,
Thái Dương theo trong tầng mây ra tới, ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, làm cho toàn bộ Cửu Liên thời không, đều là tràn đầy sinh cơ. Thanh Liên cổ tháp bên trong, Thân Hạc cùng Thiên Mẫu Điện đám người, nhìn xem đại địa khắp nơi sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, ánh nắng ấm áp, âm khí đã hoàn toàn tiêu tán cảnh tượng, có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn thậm chí trước đó liền làm xong táng diệt chuẩn bị. Chiến đấu, thật kết thúc. Thân Hạc có chút choáng váng, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, dưới ánh mặt trời lộ ra đến vô cùng thẳng tắp, làm lòng người say. Ô Liên đạo tổ cùng Sửu Thần, thật bị Diệp Thần nghiền ép, coi như là tận mắt nhìn thấy, Thân Hạc cùng Thiên Mẫu Điện đám người, cũng là khó có thể tin. Ta đây là ở đâu bên trong? Đại chiến kết thúc, Ô Liên đạo tổ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mờ mịt nhìn xem hết thảy chung quanh. Hắn thân thể khắp nơi vỡ tan, bị thương rất nặng, nhưng đáy xúc tích thâm hậu, còn có mấy cái tuyến thời gian chưa diệt, cuối cùng là bảo vệ tính mệnh, mà lại đạo tâm cũng khôi phục trong vắt, thanh tỉnh lại, không hề bị Sửu Thần mê hoặc. Diệp Thần thấy Ô Liên đạo tổ tỉnh táo, mỉm cười, trận đại chiến này, cuối cùng là viên mãn kết cục, về sau chờ Ô Liên đạo tổ khôi phục thực lực, Cửu Liên thời không có hắn bảo hộ, liền sẽ không lại lâm vào trong nguy hiểm. Hắn đã bị Sửu Thần mê hoặc qua hai lần, đạo tâm phòng ngự cứng cỏi, Sửu Thần lại nghĩ mê hoặc hắn, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thần đều lưu tại Thiên Mẫu Điện bên trong, lợi dụng túc mệnh chi hoàn năng lượng, phục sinh người chết trận. Nhưng, giống Hôi Hồ Tử cùng rất nhiều cao tầng trưởng lão, trước mắt Diệp Thần còn không có đủ thực lực, đi phục sinh bọn hắn, chỉ có thể trước đem tên của bọn hắn, ghi chép đến túc mệnh chi hoàn bên trên, trở về sau thực lực đến, lại đi phục sinh. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần lại từ từ tiêu hóa Thanh Liên đạo tổ thần thông. Cái kia chín môn thần thông, Thanh Liên chống trời pháp, Hỗn Độn luyện thể thuật, Thủy Tinh quan tưởng pháp, Quá Sơ sinh diệt đạo, Thần Đạo dưỡng sinh quyết, Thần Đạo huyễn tưởng sách, Thiên Hành toái không thuật, Tinh Hà tẩy luyện pháp, Thiên Ý giết người đao, mỗi một môn đều là độc bộ thiên hạ tồn tại. Trong đó, Quá Sơ sinh diệt đạo Diệp Thần đã sớm tiếp xúc qua, hắn còn nhớ rõ là kiếm tổ đạo pháp, nghĩ không ra sẽ thu vào đến Thanh Liên đạo tổ tuyệt học bên trong. Nghĩ đến kiếm tổ cùng Thanh Liên đạo tổ ở giữa, cũng có được thiên ti vạn lũ liên lạc. Đáng tiếc, Diệp Thần hướng Ô Liên đạo tổ, hỏi thăm kiếm tổ lai lịch thời điểm, đối phương lại nói trí nhớ mài mòn nghiêm trọng, đã quên đi. Đến mức Thân Hạc, nàng cũng là nghe qua kiếm tổ, đó là nguyên sơ thế giới một vị mạnh mẽ kiếm đạo chí tôn, nhưng nàng ra đời thời điểm, kiếm tổ liền đã vẫn lạc, nàng cũng biết không nhiều. Diệp Thần luôn cảm giác cái này kiếm tổ, lại là tương lai nhân vật mấu chốt, đáng tiếc trước mắt cũng khó có thể thấy rõ. Ngoại trừ này Quá Sơ sinh diệt đạo, Thanh Liên đạo tổ còn sót lại thần thông, Diệp Thần cũng là cẩn thận phỏng đoán, lĩnh ngộ nghiên cứu, chậm rãi tiêu hóa. Nhưng mà, Diệp Thần tháng ngày, cũng không thể bình tĩnh bao lâu. Bởi vì, hắn phát hiện, luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng tình huống càng ngày càng hỏng bét. Bộ kia Thiên Mẫu đệ nhị thân thể, phía trên mang theo Sửu Thần sát khí, bây giờ này sát khí, Đao Phong nữ hoàng vẫn không có xua tan đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, làn da che kín tầng tầng hắc ám bùa chú. Đồng thời, Thiên Mẫu điện cũng hướng Diệp Thần bẩm báo, Cửu Liên thời không trong địa mạch, có còn sót lại Sửu Thần khí tức. Những cái kia khí tức, mặc dù vô cùng mỏng manh, thoạt nhìn không có ý nghĩa, nhưng là một cái ẩn giấu tai họa. Nếu như không giải quyết triệt để đi, tương lai có một ngày, Sửu Thần rất có thể muốn quay đầu trở lại. Này Sửu Thần, thật là đáng chết a. Diệp Thần khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy Sửu Thần tội ác, quả thực là truyền nọc độc vô tận, khó mà triệt để tẩy trừ. Hắn đã đem Sửu Thần hóa thân diệt sát, nhưng Sửu Thần lưu lại tai họa ngầm, lại như giỏi trong xương, khó mà tiêu tán. Thiên Mẫu Điện, Ô Liên đạo tổ cùng Cô Tinh Thân Hạc, gọi tới Diệp Thần, thương lượng việc này. Sửu Thần âm khí không tiêu tan, Diệp Thí Thiên, người có thể có cái gì giải quyết chi pháp? Ô Liên đạo tổ ngồi chung một chỗ bồ đoàn bên trên, tiếng nói có chút khách khí hướng Diệp Thần hỏi thăm. Không có. Diệp Thần hết sức thản nhiên trả lời, ta dựa vào Thiên Đế Kim Luân, Quang Minh Chi Tâm, Thần Thánh Chi Thư các loại lực lượng, có thể áp chế Sửu Thần sát khí, nhưng rất khó triệt để xua tan. Này Sửu Thần, nghiệp chướng nặng nề, truyền nọc độc vô tận, mong muốn đem khí tức của hắn trừ tận gốc, thật sự là vô cùng gian nan. Diệp Thần chính mình cũng đau đầu vấn đề này, bởi vì luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong nữ hoàng tình huống càng ngày càng hỏng bét,
Hiện tại thần hồn của Đao Phong Nữ Hoàng đã triệt để cùng thân thể hòa làm một thể, nàng coi như nghĩ thoát ly thân thể, cũng không thể tùy tiện làm được. Sửu thần sát khí đang không ngừng ăn mòn nàng. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, cái kia nàng khả năng cần Diệp Thần tự mình ân trạch, hai người kết hợp, nàng đạt được Diệp Thần luân hồi máu tẩm bổ, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Nhưng kể từ đó, nhân quả tiêm nhiễm quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt sẽ không như thế làm. Thân Hạc lông mày nhẹ trao lại, nói, bây giờ cửu liên thời không còn lại, chẳng qua là một chút âm khí, có khó như vậy trừ tận gốc sao? Diệp Thần đạo, ta có lực lượng ánh sáng, rất khó thẩm thấu đến địa mạch phía dưới, địa mạch hắc ám vô tận, luôn có quang minh chiếu không tới địa phương. Kỳ thật Đao Phong Nữ Hoàng tình huống, cũng gần như là như thế này, coi như Diệp Thần dùng rất nhiều quang minh thủ đoạn, thay nàng chiếu phá hắc ám, nhưng nàng thân thể thần hồn chỗ sâu hắc ám, lại khó mà trừ tận gốc. Thân Hạc trầm ngâm nói, phải không? Diệp Thí Thiên, nếu là liền ngươi cũng không thể giải quyết, này thật là có chút khó giải quyết. Diệp Thần hỏi, các ngươi cũng không có cách nào sao? Hắn vẫn là không muốn đi đến một bước cuối cùng, hy vọng có biện pháp khác, có thể giúp Đao Phong Nữ Hoàng hóa đi sửu thần sát khí. Thân Hạc đạo, biện pháp cũng là có, bất quá rất khó. Ta biết trong truyền thuyết thần âm điện, có một chén nhỏ thần âm nến, đây là Nguyên Thiên Đế chế tạo đồ vật. Năm đó, Nguyên Thiên Đế bóng mờ, hóa thành cửu âm, mỗi một cái âm tộc thế lực, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Nguyên Thiên Đế chế tạo ra thần âm nến, cáo chi cửu âm chủng tộc, nếu như trong bọn họ, có ai không muốn trầm luân hắc ám, có ai tâm hướng quang minh lời, liền cung phụng thần âm nến. Thần âm nến hào quang cũng không lóa mắt, nhưng lại mang theo Nguyên Thiên Đế chúc phúc lực lượng, nếu ai cung phụng, người đó liền có thể đạt được Nguyên Thiên Đế chúc phúc, tránh cho tại hắc ám trầm luân. Tại chín trong âm, thần âm điện liền thờ phụng thần âm nến, bọn hắn thành lập chính mình trật tự cùng cung điện, cũng không có trầm luân sa đọa. Nếu như có thể đem thần âm nến mượn tới, liền có thể hóa đi sửu thần sát khí. Tại nâng lên thần âm nến thời điểm, Thân Hạc trong giọng nói cũng là lộ ra một tia hướng tới. Rõ ràng cho dù là nàng, đối cái kia thần âm nến cũng là tràn đầy hứng thú. Thần âm nến sao? Diệp Thần cúi đầu trầm tư, yên lặng nhòm ngó thần âm nến sau lưng nhân quả, lại chỉ thấy âm khí thao thiên, một tòa to lớn cung điện chấn thiên mà đứng, vô cùng nguy nga. Thân Hạc gật đầu nói, đúng vậy, đã từng thần âm điện có cái gọi hư vụ tẫn người, hắn muốn tiến vào cửu liên thời không, bắt lấy phản đồ âm tinh thái tử, nhưng ta không có đồng ý. Ta nói với hắn, hắn muốn vào tới, trừ phi là nắm thần âm nến cho ta mượn, nhưng hắn cự tuyệt, nói thần âm nến là thần âm điện thánh vật, không có khả năng mượn bên ngoài. Mà lại hắn chẳng qua là một cái bình thường hộ pháp, cũng không có tư cách tiếp xúc thần âm nến. Này thần âm điện thật đúng là che giấu, ta thủy chung đẩy không tính được tới chỗ kia tọa độ. Nói đến đây, Thân Hạc tầm mắt ngắm nhìn Diệp Thần, Diệp Thí Thiên, ta ở trên thân thể ngươi, thấy được thần âm điện nhân quả, ngươi có phải hay không biết thần âm điện hạ lạc? Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, nói thần âm điện, ta đích xác cùng bọn hắn từng có tiếp xúc. Thân Hạc nói tới hư vụ tấn, Diệp Thần tại tới cửu liên thời không trước đó, liền đã thấy qua. Hư vụ tấn còn giao cho hắn đồng dạng tín vật, gọi hắn nếu có hứng thú đảm nhiệm thần âm điện lời của thánh tử, liền đi âm sơn đỉnh, tìm một cái gọi Lạc Diêm người. Thân Hạc nghe Diệp Thần cùng thần âm điện ở giữa, từng có tiếp xúc, lập tức mừng rỡ, nói, Diệp Thí Thiên, ngươi là luân hồi trận doanh nhân vật, cái kia ngươi đi hỏi bọn họ một chút, nếu có thể mượn tới thần âm nến, liền không thể tốt hơn. Diệp Thần nhíu mày ngưng tư, thần âm nến có thể là thần âm điện thánh vật. Mong muốn mượn tới tay, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, trừ phi hắn đáp ứng đảm nhiệm thần âm điện thánh tử. Nhưng một khi làm thần âm điện thánh tử, chỉ sợ nhân quả tiêm nhiễm vô tận. Mộ chủ, ta sắp không chịu được nữa, ngươi nhanh chóng đi đem thần âm nến mượn tới, bằng không ta đạo tâm, muốn bị sửu thần sát khí bao phủ. Luân hồi mộ địa bên trong, Đao Phong Nữ Hoàng phát ra thanh âm thống khổ, nàng rõ ràng không ngờ tới, sửu thần sát khí như thế liên miên, chảm bất tận. Đoạn không xong, để cho nàng chịu đủ khổ sở. Bây giờ nghĩ triệt để trừ tận gốc, cũng chỉ có dựa vào thần âm nến. Thần âm nến là Nguyên Thiên Đế chế tạo thánh vật, đối chân áp quỷ dị có cực kỳ tốt hiệu quả. Diệp Thần thấy Đao Phong Nữ Hoàng bộ dáng như vậy, cũng là có chút lo lắng cùng không đành lòng, nói tiền bối ngươi yên tâm,
ta nhất định mau sớm đem thần âm nến mang cho ngươi. Nội tâm lo lắng, Diệp Thần mặt ngoài không lộ một chút, ánh mắt y nguyên bình tĩnh nói với Thân Hạc. Thân Hạc cô nương, ta có khả năng thử một chút. Nhưng chúng ta luân hồi trận doanh, cường địch vây quanh, hy vọng các ngươi về sau có thể nhiều hơn trợ lực. Thân Hạc đạo, đó là tự nhiên, ta Cửu Liên thời không, là các ngươi vĩnh viễn đồng minh. Dừng một chút, gò má nàng lại hơi hơi ửng hồng, thanh âm thấp một chút, nói, Diệp Thí Thiên, ngươi cũng là ta vĩnh viễn bằng hữu. Diệp Thần tâm bên trong rung động, gật gật đầu, nói, ta đây đi. Hắn cáo biệt Thân Hạc cùng Ô Liên đạo tổ, rời đi Cửu Liên thời không, chuẩn bị dựa theo cùng hư vụ tấn ước định, đi tới Âm Sơn đỉnh. Chậm đã. Lúc này, đã thấy một người đuổi tới, là Ô Liên đạo tổ. Ô Liên đạo tổ, ngươi còn có chuyện gì? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Ô Liên đạo tổ tế ra một bộ quyển trục, trịnh trọng giao cho Diệp Thần, nói. Diệp công tử, lần này ngươi cứu vãn ta, cũng sắn đã cứu chúng ta Cửu Liên thời không, ta không có vật gì tốt đưa cho ngươi. Ngày này ma cổ bảo mảnh vỡ tàng bảo đồ, là ta trước kia ngẫu nhiên đoạt được, ta liền đưa cho ngươi, chính là tạ ơn, không thành kính ý. Diệp Thần có chút giật mình, nói thiên ma cổ bảo tàng bảo đồ. Ô Liên đạo tổ nói, đúng vậy, ta biết trên người ngươi, đã có 5 mảnh vụn, nhưng cuối cùng này một mảnh vụn, ngươi muốn tìm được, lại là phi thường gian nan. Bởi vì cái kia cuối cùng mảnh vỡ, ẩn giấu cực sâu, chỉ có dựa vào lấy ta này tấm tàng bảo đồ, mới có thể tìm tới. Hắn đem quyển trục nhét vào Diệp Thần trong tay, Diệp Thần bày ra xem xét, quả nhiên thấy phía trên tiêu chú một cái bảo tàng tọa độ, cái kia bảo vật chính là thiên ma cổ bảo cuối cùng một mảnh vụn. Diệp Thần quét nhìn liếc mắt, thiên cơ phù hợp phía dưới, liền biết này tàng bảo đồ chắc chắn không sai, thật ghi chép mảnh vỡ hạ lạc. Thiên ma cổ bảo cùng sở hữu 6 mảnh vụn, Diệp Thần đã được đến 5 khối, còn kém cuối cùng một khối. Nếu có thể tập hợp đủ, thiên ma cổ bảo khôi phục hoàn chỉnh, lực phòng ngự nhất định trở nên vô cùng cường hãn, dù sao đây chính là hồn thiên đế năm đó ở lại qua thành bảo, từng một lần ngăn cản qua nguyên thiên đế nhiều lần oanh kích, rất lợi hại. Đa tạ. Diệp Thần tạ ơn Ô Liên đạo tổ, liền bày ra thiên hành toái không thuật, rời đi Cửu Liên thời không, đi tới Âm Sơn đỉnh. Ngày này đi toái không thuật, là Thanh Liên đạo tổ tuyệt học thần thông một trong, có thể phá toái hư không. Không không lúc nào không không gian pháp tắc kiên cố, hắc ám đáy xúc tích thâm hậu, lại có vô số ma vật hoành hành. Mà lại, không không thời không cương vực, cũng là lớn đến không có giới hạn, bình thường phá không thủ đoạn, xuyên toa không gian tốc độ, cũng nhanh không đi nơi nào. Trước kia Diệp Thần có Thái Thản thần hạm, đi đường có chút thuận tiện. Hiện tại Thái Thản thần hạm không có, nhưng có Thanh Liên đạo tổ thiên hành toái không thuật đi đường, cũng không tính quá phiền toái. Ngày này đi toái không thuật, phá vỡ hư không thời điểm, sẽ không dẫn phát bất luận cái gì gợn sóng, lặng yên không một tiếng động. Cho nên, Diệp Thần một đường phá không, cũng không làm kinh động trong bóng tối ẩn núp ma vật, tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Không cần lâu nay, Diệp Thần liền đến một chỗ ranh giới. Chỗ này ranh giới hoang dã mịt mờ, tuyết bay đầy trời, không thấy bóng người. Tại mịt mờ trong đồng hoang, chỉ thấy một tòa nguy nga mỏm núi, cao vút trong mây, không biết cao bao nhiêu, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cương phong như đao thổi phá, trên ngọn núi tràn đầy tuyết trắng mênh mang, lộ ra hòn đá đều là vô cùng cao chót vót. Nơi này chính là Âm Sơn sao? Diệp Thần móc ra hư vụ tấn giao cho hắn tín vật, đó là một cái hộp nhỏ, đem cái hộp nhỏ mở ra sau khi, còn có thể thấy một khỏa nhuộm tơ máu, chậm rãi chuyển động ánh mắt, 10 điểm quỷ dị. Theo tín vật này bên trên dấu vết suy đoán, Diệp Thần biết mình xác thực đi tới Âm Sơn. Hắn nếm thử câu thông hư vụ tấn, nhưng phát hiện đối phương giống như là một cái cho tới bây giờ không tồn tại người, hoàn toàn bắt không đến hắn chút nào khí tức, cũng không cách nào thành lập câu thông. Được rồi, trước đi lên đỉnh núi nhìn một chút. Diệp Thần nhớ tới ước định ban đầu, liền nên dẫn tín vật, cất bước hướng Âm Sơn đi đến. Âm Sơn cực cao, phong tuyết tràn ngập, cương phong như đao, thiên địa pháp tắc năng lượng hư mỏng, bầu trời địa mạch ở giữa, phảng phất lại mang có cái gì cổ lão cấm chế. Diệp Thần trèo lên một lần lên núi, liền thấy hô hấp khó khăn, linh khí vận chuyển không thông suốt, trên đầu vai chịu nặng, giống như đè ép hai ngọn núi lớn. Nơi này, cũng là có điểm cổ quái. Diệp Thần nói thầm một tiếng, này Âm Sơn địa mạch áp chế, mặc dù mãnh liệt,
nhưng hắn cũng không phải ăn chay, chân đạp thanh liên, mỗi một bước hạ xuống, liền có một đóa thanh liên nở rộ, toàn thân linh khí cuồn cuộn, chống cự lại địa mạch áp chế, nhanh chân hướng đỉnh núi bên trên đi đến. Tại kế thừa thanh liên đạo tổ y bát về sau, Diệp Thần thực lực tăng nhanh như gió, không quan trọng một tòa âm sơn, tự nhiên không làm khó được hắn. Hắn leo núi đi đến gần một nửa về sau, này âm sơn liền không có đường, vách núi treo leo bút lập. Diệp Thần cũng không hoảng hốt, trực tiếp như thạch sùng, vịn băng tuyết bao trùm bóng loáng vách đá, một đường hướng đỉnh núi leo mà đi. Này âm sơn khí tức khá là quái dị, bay lượn cùng phá không thủ đoạn, đều hứng chịu tới mãnh liệt áp chế. Diệp Thần cũng không quan tâm, trực tiếp dọc theo vách đá leo, một đường đi lên trên. Leo một khoảng cách về sau, Diệp Thần thấy được từng đầu to bằng cánh tay to lớn thiết tác, theo đỉnh núi bên trên rủ xuống tới. Hắn liền nắm thiết tác, cấp tốc leo lên núi, trên đường tao ngộ một chút dã quái tập kích, nhưng đều bị hắn dễ dàng đánh giết. Dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, bình thường quái vật đã không có khả năng tổn thương đến hắn. Âm sơn đỉnh, cuồng phong gào thét, tuyết trắng tung bay, một cái mặc vòng xoáy màu xanh lục chi môn, trôi nổi ở trong hư không, chậm rãi chuyển động, không ngừng tản mát ra khí tức quỷ dị. Nhưng Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, liền là cái kia vòng xoáy môn hạ, quỳ một thiếu nữ, thân thể nhỏ yếu, trên quần áo tích lấy bạch tuyết, nếu như không phải thân thể của nàng, tại hơi hơi rung động, Diệp Thần đều cho là nàng đã bị băng tuyết chết rét. Xin hỏi, là Lạc Diêm sao? Diệp Thần nhẹ giọng đặt câu hỏi, Hư Vũ Tấn chỉ gọi hắn đến tìm kiếm một cái gọi Lạc Diêm người, nhưng cái này Lạc Diêm là nam hay là nữ, đối phương lại không có nói rõ. Giờ khắc này ở âm sơn đỉnh bên trên, chỉ có như thế một cái quỷ thiếu nữ, cho nên Diệp Thần như thế đặt câu hỏi. Thiếu nữ kia nghe được Diệp Thần thanh âm, thân thể lại run lên một cái, quay đầu quan sát Diệp Thần. Nàng da thịt có chút trắng nón, tướng mạo thanh lệ, ngũ quan đẹp đẽ, nhưng ở bên trái nàng trên mặt, lại là có một đạo hết sức khó coi bớt, tràn ngập loang lổ ô uế dấu vết, trực tiếp phá hủy tướng mạo của nàng, để cho nàng diện mạo trở nên xấu xí. Diệp Thần ngẩn ngơ, theo cái kia đạo bớt phía trên, hắn bắt được một tia quen thuộc thần thông khí tức. Lại có thể là Ma Ban Thiên Lão Quyết. Ma Ban Thiên Lão Quyết, tam thập tam thiên thần thuật một trong, là cổ tinh môn ngũ đại thiên đế bên trong, Ban Thiên Đế thần thuật. Nữ tử này, không phải Lạc Diêm, nàng đến từ cổ tinh môn. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nhưng cẩn thận cảm ứng phía dưới, tựa hồ cũng không phải. Hiện tại Diệp Thần chỉ có thể xác định, thiếu nữ này, khẳng định là nắm giữ lấy Ma Ban Thiên Lão Quyết, mà lại bởi vì tu luyện Ma Ban Thiên Lão Quyết, sinh ra tác dụng phụ, ở trên mặt xuất hiện một đạo bớt xấu xí dấu vết. Diệp Thần tâm bên trong lóe lên vô số suy nghĩ, nữ tử kia quay người lại đi, tiếp tục quỳ lại, trong miệng thì thào nói nhỏ, tựa hồ tại cầu nguyện chút gì. Diệp Thần lo lắng lấy muốn không nên động thủ, nhưng cuối cùng vẫn trước nhẫn nại, yên lặng móc ra Hư Vũ Tấn cho hắn hộp, đem hộp mở ra, bộc lộ ra cái kia viên tựa như vật sống ánh mắt. Tại hạ Diệp Thí Thiên, cầu kiến thần âm điện Lạc Diêm. Diệp Thần cao cao đem hộp giơ lên, nổi lên trung khí, lớn tiếng kêu lên. Tại thanh âm hắn hạ xuống không lâu sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy trôi nổi tại trong hư không vòng xoáy chi môn, oanh long long chuyển động, khí lưu xoay tròn cấp tốc, theo cái kia mặc vòng xoáy màu xanh lục chi môn sau lưng, chậm rãi nhô ra một cái đại thủ. Bàn tay lớn kia, hoàn toàn là màu đỏ thẫm hỏa diễm ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Hắc hắc, cái kia vòng xoáy chi môn sau lưng, lại có lệnh người dùng mình tiếng cười truyền đến. Bàn tay lớn kia, cách không một túm, Diệp Thần đựng trong hộp lấy ánh mắt, liền bay lên, bay đến bàn tay lớn kia bên trong. Bàn tay lớn nắm lấy ánh mắt, chậm rãi lùi về vòng xoáy cánh cửa bên trong, phía sau cửa lại truyền ra một đạo nanh lệ thanh âm khàn khàn. Ngươi chính là kế thừa luân hồi chi chủ cái vị kia Diệp Thí Thiên. Diệp Thần mừng rỡ, nói, phải, các hạ liền là thần âm điện Lạc Diêm. Thanh âm kia cười hắc hắc nói, đúng, ta chính là Lạc Diêm. Đến mức thần âm điện, hắc hắc, ta miễn cưỡng cũng xem như thần âm điện người đi. Ta đến từ âm diễm tộc, ta bộ tộc 99% người, đều gia nhập thần âm điện, ta nghĩ chỉ lo thân mình, cũng là tuyệt đối không thể. Âm diễm tộc, chính là cửu âm chủng tộc một trong, thân thể là từ từng sợi âm sát liệt diễm hội tụ mà thành, sát khí liệt diễm hung mãnh, sức chiến đấu cực cường, nhưng thiên sinh sợ nước, thiếu hụt cũng là vô cùng lớn lao,
một khi trên thân hỏa diễm dập tắt, bọn hắn sẽ chết. Diệp thần đạo, cái kia, còn mời các hạ. Thanh âm kia nói, hắc hắc, đừng nóng vội, ta biết ngươi muốn đi thần âm điện. Nhưng, tín vật của ngươi, ta không biết thực hư. Cho ta chút thời gian, ta cần xem xét một thoáng, chừng nửa canh giờ. Thời đại này, lừa đảo cũng không ít. Dứt lời, thanh âm kia liền biến mất xuống, không một tiếng động. Diệp thần nhướng mày, Lạc Diêm mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng hắn trực giác thấy, Lạc Diêm nói tới lừa đảo, có lẽ liền là trước mắt hắn còn quỳ trên mặt đất thiếu nữ. Diệp thần liền tại chỗ chờ. Thiếu nữ kia thấy Diệp thần nắm giữ tín vật, có thể cùng Lạc Diêm liên lạc, lập tức kinh hãi. Nàng quay đầu nhìn xem Diệp thần, bờ môi rung động, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại có điều cố kỵ lưỡng lự. Diệp thí thiên công tử, người đi thần âm điện, có thể mang ta lên sao? Ta không là người xấu. Cuối cùng, thiếu nữ vẫn là khẽ cắn môi, kiên trì mở miệng, đúng là thỉnh cầu Diệp thần mang kèm nàng đi thần âm điện. Ồ, Diệp thần khoanh tay, có chút hăng hái nhìn xem thiếu nữ này. Thiếu nữ tu luyện ma ban thiên lão quyết, chắc chắn cùng cổ tinh môn ban thiên đế, tồn tại thiên ti vạn lũ liên lạc, nhưng nàng lại nói chính mình không là người xấu. Diệp thần cũng muốn nghe một chút, nàng muốn giải thích như thế nào. Thiếu nữ biết Diệp thần hoài nghi thân phận của mình, sửa sang một chút từ ngữ, lấy dũng khí mở miệng nói. Công tử, ta gọi Tần Hàm Thu, thật không phải là người xấu. Ta biết trên mặt ta xấu xí vệt, khả năng đưa tới người địch ý, nhưng ta cũng không muốn, ta cùng gia tộc của ta, kỳ thật đều là người bị hại. Chúng ta bị qua cổ tinh môn cùng ban thiên đế áp bách, nếu như có thể mà nói. Chúng ta cũng muốn cùng các ngươi luân hồi trận doanh, hợp lại đối kháng cổ tinh môn. Diệp thần tầm mắt hơi sáng, nói, người bị hại. Cổ tinh môn là thế nào hãm hại các ngươi? Thiếu nữ Tần Hàm Thu hơi chần chờ, sau đó lắc đầu, thanh âm mang theo điểm bất đắc dĩ cùng kinh khủng nói, những chuyện này, nói đến hết sức phức tạp, mà lại ban thiên đế bóng mờ, một mực bao phủ ta Tần gia, có mấy lời ta không dám nói ra khỏi miệng, bằng không khả năng xúc động cấm kỵ. Diệp thần lạnh nhạt nói, ngươi không nói rõ ràng, ta lại làm sao có thể giúp ngươi chớ. Tần Hàm Thu nhanh khóc, nói tại đây bên trong ta không nói được, ban thiên đế bóng mở quá lớn, cấm kỵ áp chế, ta vô pháp phản kháng. Diệp công tử, ngươi trước mang ta đi thần âm điện, chờ đi đến thần âm điện về sau, ta là có thể thoát khỏi ban thiên đế bóng mở, nói cho ngươi hết thảy chân tướng. Diệp thần thiếu đạo, ngươi chỉ cần trước đem ngươi biết đồ vật, toàn bộ nói cho ta biết. Ta mới có thể mang lên ngươi. Tần Hàm Thu lo lắng bất đắc dĩ, quỳ gối Diệp thần trước mặt, nói, Diệp công tử, ta thật không nói được. Diệp thần đạo, ngươi không nói được, ta đây cũng không có biện pháp giúp ngươi, thời đại này, lừa đảo quá nhiều. Tần Hàm Thu vô cùng phẫn nộ gấp, lại là nôn nóng lại là muốn khóc, cuối cùng dứt khoát nói. Diệp công tử, ta trước tiên có thể nói cho ngươi một cái bí mật, liền là đối với các ngươi luân hồi trận doanh. Vô cùng trọng yếu thiên chiêu võ thần, hắn bị nhốt tại sụp đổ di tích cổ bên trong. Cái kia sụp đổ di tích cổ. Tần Hàm Thu còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng từ nơi sâu xa, lại phảng phất có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt nổ tung, giáng xuống thiên phạt. Oanh long long. Thiên địa âm lôi nổ vang, cương phong gào thét. Một cỗ không hiểu âm khí, mang theo kinh khủng loang lổ dấu vết, quấn lên Tần Hàm Thu thân thể. Đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Tần Hàm Thu làn da, cấp tốc bị một tầng loang lổ ô uế dấu vết bao trùm, thật giống như một khối bạch ngọc bên trên, đột nhiên tư sinh ra vô số đốm đen. Lại giống như một thanh sáng đến có thể soi gương trường kiếm, bỗng nhiên xuất hiện đếm không hết vết gì. Tần Hàm Thu là thiếu nữ, cơ da trắng ngần, ban đầu mang lấy xử nữ mùi thơm, nhưng khi này chút đốm đen cùng ô uế tại thân thể nàng bên trên lan tràn về sau. Trên người nàng liền phát ra sụp đổ mùi, giống như sau một khắc liền muốn theo hương diễm hồng nhan, hóa thành loang lổ khô lâu. Liền quỳ xuống đất tư thái, Tần Hàm Thu cũng không cách nào giữ vững, thân thể mềm nhũn tê liệt xuống. Không tốt! Diệp thần kinh hãi, biết Tần Hàm Thu nhận lấy cấm kỵ nguyền rủa, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy thân thể của nàng, ấn lấy đầu vai của nàng, đại lượng linh khí quán chú đi vào. Tiếp theo sát! Diệp thần lại tế ra thiên đế kim luân cùng quang minh chi tâm, mong muốn xua tan Tần Hàm Thu trên người nguyền rủa khí tức. Nhưng, cỗ nguyền rủa này vô cùng mãnh liệt, Diệp thần bắt được ban thiên đế khí tức.
thực lực của hắn, cùng Ban Thiên Đế chênh lệch quá xa. Ban Thiên Đế cấm kỵ nguyền rủa, mặc dù hắn vận dụng Thiên Đế Kim Luân cùng Quang Minh Chi Tâm năng lượng, cũng hoàn toàn không cách nào tan ra. Thần đạo cảnh cùng Thiên Đế cảnh chênh lệch, vậy đơn giản là đom đóm cùng liệt nhật khác nhau, vô luận dùng pháp bảo gì thần khí đều không thể nghịch chuyển. Ta còn không tin, Vạn Hoa Đồng huyết nhãn, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần phản ứng thật nhanh, lập tức mở ra Vạn Hoa Đồng huyết nhãn, nhìn chăm chú lấy Tần Hàm Thu, quát khẽ nói. Người thân như lưu ly, sạch sẽ không nhiễm, quang huy thần thánh, không tăng không cấu. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy tại Diệp Thần tầm mắt nhìn soi mói, Tần Hàm Thu trên da rất nhiều đốm đen, giống như thủy triều cấp tốc rút đi, hết thảy nguyền rủa cấm kỵ dấu vết, như băng tuyết tan rã, da thịt so dĩ vãng còn muốn trắng nõn sạch sẽ rất nhiều. Ban Thiên Đế cấm kỵ nguyền rủa, Diệp Thần cũng không phải là không có phá giải thủ đoạn. Hắn có một chiêu phá giải biện pháp, cái kia chính là Vạn Hoa Đồng huyết nhãn. Mượn nhờ Vạn Hoa Đồng huyết nhãn uy lực, Diệp Thần có khả năng đem chân thực cùng huyễn tưởng tùy ý chuyển hóa. Tại vừa mới, hắn đã đem Tần Hàm Thu chịu nguyền rủa tổn thương, toàn bộ chuyển hóa thành ảo giác. Ảo giác là không tồn tại, cho nên Tần Hàm Thu chịu tổn thương, tự nhiên cũng không tồn tại. Này loại chân huyễn chuyển biến thủ đoạn, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nghịch chuyển sinh tử. Cái này là Vạn Hoa Đồng huyết nhãn chỗ lợi hại. Vạn Hoa Đồng huyết nhãn tu luyện tới chỗ sâu, thậm chí là có khả năng đem tự thân tử vong sự thật, chuyển biến thành ảo giác, từ đó vĩnh hằng bất tử. Đương nhiên, đủ loại này thủ đoạn, đều cần trả giá đắt, đạo tâm bị long đong, con mắt nhói nhói thậm chí mù mất, linh hồn rơi vào hắc ám thâm uyên, mất lý trí, đây đều là khả năng tiêm nhiễm hậu quả. May mắn, Tần Hàm Thu tu vi, cũng không tính mạnh. Diệp Thần Vạn Hoa Đồng huyết nhãn hiệu quả, có thể ở trên người nàng, phát huy đến cực hạn, chính mình cũng sẽ không phải chịu quá lớn thương hại. Nhưng nếu như là Đao Phong Nữ Hoàng loại này cường giả, nàng mặt trái trạng thái, cũng không phải là dễ dàng như vậy cải biến, coi như Diệp Thần mở ra huyết nhãn, đánh đến con mắt mù mất, đều khó mà đem Đao Phong Nữ Hoàng mặt trái trạng thái, chuyển hóa thành ảo giác, dù sao tu vi của nàng cảnh giới quá cao, liên lụy nhân quả cũng 10 điểm to lớn. Nhân quả càng lớn, chân huyễn chuyển hóa liền khó khăn. Tần Hàm Thu ngây dại, chỉ cảm thấy làm phức tạp chính mình nhiều năm tích tụ khí, quét sạch sành xanh. Âm sơn đỉnh, băng tuyết bao trùm, mặt đất bên trên tích lũy băng tuyết, sáng đến có thể soi gương. Tần Hàm Thu chiếu chiếu chính mình bộ dáng, liền thấy trên mặt mình xấu xí vệt bớt, cũng đã biến mất, tướng mạo trở nên vô cùng mỹ lệ, không còn có nửa điểm hắc ám cùng đột ngột. Diệp Thần lợi dụng Vạn Hoa Đồng huyết nhãn, đem trên người nàng tất cả mặt trái trạng thái, toàn bộ chuyển hóa thành ảo giác. Nàng bây giờ trạng thái, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong nhất thời điểm. Không sao chứ. Diệp Thần giãn ra một ngụm chọc khí, đem Vạn Hoa Đồng huyết nhãn thu liếm, cũng may mà hắn phản ứng nhanh, nếu là động tác hơi chậm, chờ Ban Thiên Đế cấm kỵ nguyền rủa, triệt để xâm nhập Tần Hàm Thu tim phổi, đó là xa cổ đại thần tới đều không có cách nào cứu. Không sao. Diệp công tử, ngươi thật đúng là lợi hại. Tần Hàm Thu sờ lấy chính mình bóng loáng gương mặt, kinh hỉ kích động đến khó mà lời nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thần thông lại lợi hại như thế, vậy mà có thể cùng Thiên Đế cảnh Ban Thiên Đế đối kháng, hóa giải nàng tất cả mặt trái trạng thái, còn để cho nàng khôi phục mỹ mạo. Diệp Thần lắc đầu, kỳ thật chính diện đối quyết, hắn trăm triệu không phải Ban Thiên Đế địch thủ. Chẳng qua là dựa vào đặc thù huyễn thuật, mới chặn lại đối phương sức mạnh cấm kỵ. Người mới vừa nói, võ tổ bị nhốt tại một cái gọi sụp đổ di tích cổ địa phương. Diệp Thần ngữ khí trịnh trọng mà hỏi. Tần Hàm Thu vừa mới nói tới Thiên Chiêu Võ Thần, chính là võ tổ, Thiên Chiêu Võ Thần là võ tổ khác một cái danh hiệu, hắn là thượng thiên tỏ rõ muốn đản sinh tuyệt thế võ thần, ứng thiên mà sinh, đã định trước mạnh mẽ. Đúng, Thiên Chiêu Võ Thần. Tần Hàm Thu mong muốn tiến một bước nói cho Diệp Thần chân tướng, nhưng không hiểu thấy khí nhét suy nghĩ trong lòng, 10 điểm khó chịu, lông mày lập tức nhíu một cái, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn. Tốt, người trước không cần lên tiếng. Diệp Thần khoát khoát tay, không để cho nàng dùng nói thêm gì đi nữa. Theo Tần Hàm Thu bộ dáng, hắn có khả năng đánh giá ra, đối phương xác thực không có nói sai. Tại Tần Hàm Thu sau lưng, đích thật là có Ban Thiên Đế cấm kỵ bóng mờ. Tại bao phủ hết thảy.
Chờ đi đến thần âm điện về sau, ngươi sẽ chậm rãi nói, có một số việc, ta nhất định phải biết. Diệp thần đạo. Tốt, đa tạ Diệp công tử. Tần Hàm Thu vô cùng cảm kích, đứng dậy, yên lặng đứng tại Diệp thần bên người. Vừa mới Diệp thần xua tán đi ban thiên đế cấm kỵ nguyền rủa, để cho nàng chấn động không gì sánh nổi, cũng vô cùng sùng bái. Hiện tại đứng tại Diệp thần bên người, nàng cảm nhận được vô thượng cảm giác an toàn. Diệp thần tâm bên trong có muôn vàn nghi vấn, Tần Hàm Thu gia tộc, cùng cổ tinh môn đến cùng có liên hệ gì? Bọn hắn cùng ban thiên đế ở giữa, lại có cái gì ân oán? Bọn hắn là làm sao biết võ tổ bị nhốt ở nơi nào? Cái kia mảnh sụp đổ di tích cổ, như thế nào tồn tại? Bất quá, này muôn vàn nghi vấn, cũng chỉ có đi đến thần âm điện về sau, Diệp thần mới có thể, đạt được giải đáp. Dù sao thời khắc này Tần Hàm Thu, còn bị ban thiên đế bóng mở bao phủ, hẳn là nhân quả luật loại hình đồ vật, chỉ cần nàng dám tiết lộ cổ tinh môn tương quan sự tình, cấm kỵ nguyền rủa liền sẽ buông xuống, để cho nàng tiếp nhận cực đoan thống khổ. Cũng chỉ có đi đến thần âm điện, tại thần âm điện trên địa bàn, ban thiên đế nhân quả luật, mới sẽ không có hiệu lực. Hai người tại chỗ chờ đợi Lạc Diêm trở về. Đang đợi nhanh sau nửa canh giờ, trong hư không vòng xoáy chi môn, oanh long long chuyển động, một đầu màu đỏ thẫm hỏa diễm bàn tay lớn, chậm rãi từ trong đó nhô ra. Sau đó, là một đầu cao lớn người lửa, từ sau cửa rậm chân ra tới. Đầu kia người lửa, thân thể thuần túy là do màu đỏ thẫm hỏa diễm hội tụ mà từng, âm khí quấn quanh toàn thân, vù vù rung động, là cửu âm trong chủng tộc, vô cùng đặc thù âm diễm tộc nhân. Người lửa bên trái hốc mắt, trống rỗng, bên trong nhảy lên một luồng màu xanh sẫm quỷ hỏa, nhưng bên phải hốc mắt, bên trong lại khảm nạm lấy một khỏa sinh động máu mắt thường, phía trên vải lấy tơ máu, đang chậm rãi chuyển động. Người lửa toàn thân đều là hỏa, duy chỉ có viên này con mắt là máu thịt, vì vậy hết sức rõ ràng. Lạc Diêm, là ngươi đi. Diệp thần nhìn xem cái kia viên con mắt, đúng là mình nửa canh giờ trước, giao cho Lạc Diêm ánh mắt, muốn đi thần âm điện tín vật. Hắc hắc, là ta, đa tạ ngươi đồ vật, ta cuối cùng có một chút máu thịt. Lạc Diêm nhếch miệng cười một tiếng, lại nói, ngươi cũng là lợi hại, mang theo viên này âm thi quỷ nhãn, cũng có mấy ngày a. Thế mà không bị một điểm ăn mòn. Diệp thần cười cười, nói, vật kia còn không tổn thương được ta. Kỳ thật, tại mang theo cái kia khỏa nhãn cầu thời điểm, Diệp thần liền thấy cái kia ánh mắt, tràn ngập quỷ dị khí tức, không ngừng ăn mòn hắn. Nhưng hắn thân thể cùng thể chất, đều là vô cùng cường đại, cái kia nho nhỏ ăn mòn, liền da của hắn đều không phá hết, không đáng giá nhắc tới. Thế gian này, có thể uy hiếp được Diệp thần hắc ám, chỉ có không không lúc nào không bản nguyên hắc ám, còn có sửu thần, hồn thiên đế trở trí cao hắc ám. Lạc Diêm hài lòng gật gật đầu, nói, rất tốt, ngươi có thể tiếp nhận âm thi quỷ nhãn ăn mòn, lại có thể leo lên âm sơn đỉnh, ngươi đã chứng minh chính mình thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách đảm nhiệm thần âm điện thánh tử. Ta có khả năng dẫn ngươi đi thần âm điện. Diệp thần đạo, ta làm thần âm điện thánh tử về sau, cần phải làm những gì? Ta trước hết nói cho các ngươi biết, nếu có tuân bản tâm sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Diệp thần có nguyên tắc của mình, hắn không có khả năng tuân lưng bản tâm của mình, đi vì thần âm điện hiệu lực. Hắn đảm nhiệm thánh tử, là muốn thần âm điện nắm thần âm nến cho hắn mượt, làm báo đáp, hắn có thể giúp thần âm điện giải quyết một chút phiền toái, hai bên theo như nhu cầu mỗi bên. Hắn có khả năng ra sức, nhưng tuyệt đối là muốn tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong. Nếu như vượt qua năng lực của hắn, hoặc là làm trái bản tâm, hắn khẳng định là sẽ cự tuyệt. Lạc Diêm nói, ngươi yên tâm, thần âm điện sẽ không bức bách ngươi, ngươi giết âm vu lão tổ, cầm tới hoài thương kiếm cùng túc mệnh chi hoàn, nắm giữ lấy cực mạnh lực lượng, bọn hắn cần phải mượn lực lượng của ngươi, hỗ trợ hoàn thành một chút nghi thức. Ngô, tình huống cụ thể. Người có khả năng cùng điện chủ trao đổi, ta trước mang người tới. Diệp thần gật đầu nói tốt, ta nghe nói các ngươi thần âm điện, còn có một chén nhỏ gọi thần âm nến thánh vật, ta đảm nhiệm thánh tử về sau, không biết có thể mượn dùng cái kia thánh vật. Nếu như không thể lời, này thánh tử ngay trước cũng không có ý gì. Lạc Diêm lấy làm kinh hãi, nói, người muốn mượn dùng thần âm nến. Diệp thần con ngươi chớp động, nói, đúng. Một bên Tần Hàm Thu cũng là gấp vội mở miệng nói, ta cũng muốn mượn. Lạc Diêm cái kia viên vải lấy tơ máu con mắt, trừng Tần Hàm Thu liếc mắt, nói.
tiểu cô nương, người còn không có tư cách này. Lại hướng Diệp thần đạo, Diệp thí thiên, đến mức lời của ngươi, ta không dám chắc chắn, cái kia thần âm nến, là thần âm điện thánh vật, âm thi lão tổ không có khả năng tùy tiện mượn bên ngoài. Ai, chính ngươi nói với hắn đi. Đi theo ta. Lạc Diêm vẫy tay, đem cái kia mặc vòng xoáy màu xanh lục chi môn, xé mở một đầu khe nứt to lớn. Diệp thần gật đầu, liền chuẩn bị mang theo Tần Hàm Thu đi vào chung. Thấy thế, Lạc Diêm vội vàng khoát tay, nói ai, Diệp thí thiên, người muốn làm gì? Thần âm điện tọa lạc tại viễn cổ thánh địa, là không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào. Tiểu cô nương này, nàng còn là một tên lường gạt, trước kia muốn cầm giả tín vật lừa gạt ta, nếu như không phải xem ở nàng đáng thương mức, ta sớm liền giết chết nàng. Nghe Lạc Diêm lời nói, Tần Hàm Thu có chút khủng hoảng, tầm mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diệp thần. Diệp thần đạo, nàng là bằng hữu ta, ta muốn mang bên trên nàng cùng một chỗ, còn mời dàn xếp một thoáng. Lạc Diêm vội la lên, không được, nàng Tần gia đã từng là ban thiên đế chó săn, cho tới bây giờ còn bị ban thiên đế bóng mở bao phủ. Mặc dù ban thiên đế tay, còn duỗi không đến thần âm điện, nhưng thân phận nàng đặc thù, ta không thể thả nàng đi vào. Ban thiên đế chó săn. Diệp thần nhướng mày, xem ra Tần Hàm Thu gia tộc, cùng cổ tinh môn ban thiên đế ở giữa, liên lụy đích thật là to lớn. Tần Hàm Thu hoảng rồi, hướng Diệp thần đạo, Diệp công tử, ta không là người xấu, ngươi biết. Diệp thần gật đầu, hắn tự nhiên biết, Tần Hàm Thu không là người xấu, hiện tại liền hướng Lạc Diêm nói. Nàng không là người xấu, ta có khả năng cam đoan, ta đã đáp ứng nàng, muốn dẫn nàng đi thần âm điện, ta không thể đổi ý. Ta sẽ ngăn chặn khí tức của nàng, cam đoan sẽ không để cho nàng nhiễu loạn thần âm điện thiên địa pháp tắc là được. Lạc Diêm chau mày, nhưng thấy Diệp thần kiên quyết như thế, cũng không tiện cự tuyệt, nhân tiện nói. Được a, ta cho phép nàng đi vào, nhưng nàng nếu là dám chạy loạn, hoặc là xúc phạm cái gì cấm kỵ, thần âm điện thủ vệ muốn đem nàng giết chết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tần Hàm Thu hoảng hốt vội nói, ta sẽ thủ quy củ. Diệp thần gật đầu, nếu Lạc Diêm đã đáp ứng, vậy liền không thể tốt hơn, nói, đi thôi. Ngay sau đó, Diệp thần mang theo Tần Hàm Thu, đi theo Lạc Diêm, cùng nhau xuyên qua cái kia vết nứt không gian, đi tới thần âm điện thế giới đang ở. Hô hô hô, tại xuyên qua không gian vết nứt về sau, Diệp thần xuất hiện tại một mảnh âm phong gào thét thiên vũ phía trên, chung quanh khói mù mông mông, đại địa bão cát bao phủ. Ánh mắt của hắn nhìn câu ra xa hướng phương xa, có thể thấy phương xa trên mặt đất, nghiêng cắm một thanh khổng lồ tàn kiếm bên trên khảm nạm đầy rất nhiều bảo thạch, nhưng đã toàn bộ vỡ vụn, mất đi hào quang, vô cùng ảm đạm, bị vô tận âm khí vần quanh. Đó là cái gì? Diệp thần nhìn xem cái kia nghiêng cắm to lớn tàn kiếm, nội tâm thật sâu xúc động. Mặc dù cự kiếm đã tàn khuyết ảm đạm, nhưng còn có thể mơ hồ cảm nhận được, thanh kiếm này đã từng ẩn chứa trật tự, pháp tắc cùng lực lượng, là một loại bình định thiên hạ, giúp đỡ càn khôn, đóng đầu vạn giới lực lượng vĩ đại, như thiên tử đế hoàng chi kiếm. Tại nhìn chăm chú cái kia cự kiếm thời điểm, Diệp thần thậm chí thấy luân hồi mộ địa truyền ra xúc động. Cỗ này xúc động sau lưng linh hồn, lại là cửu thương cổ hoàng. Chư thiên vị thứ nhất nhân hoàng, cửu thương cổ hoàng. Hắc hắc, đây chính là cửu thương cổ hoàng lưu lại trảm ma bảo kiếm A. Lạc Diêm nở nụ cười, năm đó cửu thương cổ hoàng, là thời đại viễn cổ, chư thiên cổ thần đều công nhận thánh nhân vương, cũng là vị thứ nhất nhân hoàng, nơi này nhưng thật ra là hắn đã từng thống trị địa bàn một trong. Cái kia nắm trảm ma bảo kiếm, là cửu thương cổ hoàng dùng tới trấn thủ trật tự, không phải sát phạt chi kiếm, mà là trật tự chi kiếm. Tại hắn ra ngã xuống về sau, cái kia trảm ma bảo kiếm cũng mất đi hào quang, biến thành sắt vụn. Bất quá nơi này, dù sao cũng là cửu thương cổ hoàng đã từng địa bàn, là viễn cổ thánh địa, pháp tắc trật tự thâm hậu, sẽ không dễ dàng bị không không thời không hắc ám ăn mòn. Cho nên, thần âm điện đem chính mình sơn môn, xây dựng ở này, là vì vững chắc trật tự, tránh cho sa đọa. Nào, người xem, cái kia chính là thần âm điện sơn môn. Lạc Diêm chỉ hướng chân trời phương xa. Tại sao trảm ma bảo kiếm còn muốn địa phương xa xôi, khói mù khói xám cuồn cuộn phía dưới, mơ hồ có khả năng thấy một tòa to lớn cung điện đường nét, mông lung, hết sức không chân thiết, như hải thị thận lâu. Diệp thần con mắt híp lại, dõi mắt nhìn thoáng qua, cái kia đường nét cũng đã không thấy được.
Tần Hàm thu dõi mắt trông về phía xa, cũng là hết sức ngạc nhiên. Mơ hồ nhìn thấy thần âm điện, so với nàng trong tưởng tượng, còn muốn hùng vĩ bàng bạc được nhiều. Đi theo ta. Lạc Diêm hướng hai người vẫy tay, mang theo hai người hướng về thần âm điện bay vút đi. Thần âm điện chỗ ranh giới, liền là cửu thương cổ hoàng ngày xưa lãnh thổ, là viễn cổ thánh địa, mặc dù tuế nguyệt tang thương, cho tới hôm nay, trong địa mạch y nguyên ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Diệp thần cảm nhận được minh mông khí tức, đợi một thời gian, sâu trong lòng đất năng lượng nội tình, một lần nữa đảo dũng mãnh tiến ra, này mảnh bão cát đầy trời thế giới, có lẽ có thể lần nữa khôi phục bồng bột sinh khí. Rát! Đang một đường bay lượn ở giữa, Diệp thần chợt nghe trên đỉnh đầu, truyền đến một hồi to lớn hót vang âm thanh, 10 điểm bén nhọn, muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đường to lớn bóng mờ, từ phía chân trời lướt ngang mà qua. Đó là một đầu to lớn đến có chút quá mức côn trùng, ngoại hình có điểm giống giáp trùng, nhưng xác thịt tựa như là sắt thép rèn đúc, tại tối tăm dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lùng màu sắc, toàn thân ma khí lượn lờ, sau lưng lại sinh ra trọn vẹn 7 đầu chuồn chuồn cái đuôi, trùng cánh từ phía chân trời lướt qua, phát ra to lớn vù vù tiếng, khiến cho đầu người choáng váng. Đây là... Diệp thần nhìn xem đầu này to lớn đến có chút quá mức côn trùng, lập tức ngẩn ngơ. Hắn thế mà bắt được vĩ thú khí tức. Là thất vĩ, loạn ma sa trùng. Thật sự là đau đầu a, quái vật này xử lý không được, thần âm điện liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lạc Diêm nhìn xem trên đỉnh đầu xẹt qua to lớn bóng mờ, cũng là lộ ra một cỗ bất đắc dĩ cùng khó giải quyết vẻ mặt. Thất vĩ, loạn ma sa trùng. Diệp thần chấn động trong lòng. Đúng vậy, quái vật này hung mãnh cực kỳ, dùng tinh thần làm thức ăn, ma khí thao thiên. Mà lại đã bị sử thần thu phục, trước mắt là sử thần 8 bên trong, ma chữ cờ đại đầu mục. Năm đó thần âm điện sơ đại điện chủ, âm tinh tộc lão tổ, liền là bị loạn ma sa trùng giết chết. Bây giờ điện chủ, là âm thi tộc lão tổ, đối mặt loạn ma sa trùng, là không còn dám chính diện chống lại, chỉ có thể co vào phòng ngự, chờ đợi cơ hội. Ha ha, âm thi lão tổ gọi ngươi qua đây làm thánh tử, đoán chừng là muốn dựa vào ngươi đi đối phó loạn ma sa trùng đi. Lạc Diêm cười một thoáng, nhìn về phía Diệp thần tầm mắt, lại dẫn điểm đồng tình. Bởi vì chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể đủ nhìn ra, này loạn ma sa trùng tuyệt đối khó đối phó. Đây chính là thất vĩ a. Tại chín đầu vĩ thú phân thân bên trong, thất vĩ lực lượng, gần với cửu vĩ cùng 8 đuôi, cường đại đến đủ để dễ dàng nghiền nát thiên đế mức độ. Đáng sợ như vậy tồn tại, muốn Diệp thần cái này thần đạo cảnh 3 tầng trời võ giả, đi đối kháng đánh giết. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Diệp thần biến sắc, chẳng lẽ thần âm điện gọi hắn làm thánh tử, liền là muốn cho hắn đi đối phó thất vĩ. Nhưng, hắn tu vi chỉ có thần đạo cảnh 3 tầng trời, lại làm sao có thể đối kháng thất vĩ. Đầu kia loạn ma sa trùng, đã bay về phía chân trời phương xa, bóng dáng rất nhanh biến mất tại bão cát khói mây bên trong. Nhưng, Diệp thần tâm tình, vẫn là chấn động. Loạn ma sa trùng khí tức. 10 điểm khủng bố mạnh mẽ. Mà lại, Lạc Diêm còn nói, loạn ma sa trùng đã quy thuận sử thần, bây giờ là sử thần bát kỳ, ma chữ cờ kỳ chủ. Sau lưng có sử thần chống đỡ, cái kia loạn ma sa trùng thực lực, liền càng khủng bố hơn. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục đi đường đi. Lạc Diêm thản nhiên nói, tiếp tục mang theo Diệp thần cùng Tần Hàm Thu, hướng thần âm điện tiến đến. Trên đường đi. Lạc Diêm lại cho Diệp thần nói rất nhiều thần âm điện che giấu. Thần âm điện chủ yếu là âm thi tộc, âm tinh tộc, âm diễm tộc tam đại thế lực tạo thành, sơ đại điện chủ là âm tinh tộc lão tổ, liền là phụ thân của âm tinh thái tử. Diệp thần tại cửu liên thời không thời điểm, đã đem âm tinh thái tử đánh giết, còn đúc tạo thành quang minh chi tâm bên trên âm văn. Năm đó âm tinh lão tổ, bị loạn ma sa trùng sống ăn sống, như vậy ngã xuống. Âm tinh thái tử tại thần âm điện bên trong địa vị, cấp tốc giảm xuống, lại chịu sử thần mê hoặc vài câu, liền trực tiếp làm phản mà ra. Bây giờ thần âm điện điện chủ, là âm thi tộc lão tổ. Đến mức âm diễm tộc, cũng là thần âm điện cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng Lạc Diêm đại khái không thích trói buộc, cho nên đối thần âm điện cũng không có quá lớn lòng trung thành. Diệp thần nghe được này rất nhiều che giấu, nghĩ thầm, hết thảy kẻ cầm đầu, đều là sử thần. Nếu như âm tinh thái tử, không phải chịu sử thần mê hoặc, hắn cũng sẽ không làm phản.
lòng người ghen ghét, thất lạc, chua xót, không cam lòng các loại cảm xúc, đều là kịch liệt cảm xúc, rất dễ dàng bị sửu thần lợi dụng. Diệp thần càng ngày càng cảm giác được, chính mình phải đối mặt trung cực kẻ địch, khủng bố cỡ nào. Một đường tiến lên, Lạc Diêm đem Diệp thần cùng Tần Hàm Thu, đưa đến cửu thương cổ hoàng cái kia nắm chảm ma bảo dưới thân kiếm, liền ngừng dừng chân lại, nói. Tốt, tiếp xuống đường, đến lượt các ngươi đi. Ta sẽ không tiễn các ngươi. Dọc theo con đường này đi thẳng, liền có thể đi đến thần âm điện. Cẩn thận loạn ma sa trùng, chỉ muốn các ngươi không chủ động khiêu khích, quái vật kia là sẽ không dễ dàng ra tay. Ha ha, quái vật kia không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là nghiêng trời lệch đất, máu chảy nghìn vạn dặm. Lạc Diêm chỉ hướng về phía trước, theo chảm ma bảo kiếm chỗ, đã có khả năng rõ ràng thấy thần âm điện to lớn đường nét, to lớn hùng vĩ dị thường, cái kia cỗ rộng rãi cảm giác áp bách, mang theo viễn cổ cửu thương cổ hoàng trật tự oai, khiến cho người nghẹt thở. Diệp thần đạo tâm mạnh mẽ, tự nhiên không bị quá lớn ảnh hưởng. Nhưng Tần Hàm Thu, lại là kiều khu phát run, hai chân run lên, rất muốn quỳ ngã xuống, hướng về thần âm điện quỳ bái, như cúng bái cổ lão nhân hoàng. Ngươi không đưa chúng ta đi qua sao? Diệp thần hỏi. Không được, ta buồn ngủ, chính các ngươi chậm rãi đi, chờ đi đến thần âm điện, sẽ có người ra tới tiếp các ngươi. Lạc Diêm đánh một cái ngáp, một bộ lười biếng bộ dáng, không tiếp tục hộ tống hai người ý tứ, chào hỏi liền xoay người đi. Thấy Lạc Diêm rời đi, Diệp thần cùng Tần Hàm Thu hai người nhìn nhau. Bất đắc dĩ, hai người đành phải một mình tiến lên, hướng về thần âm điện tiến đến. Tốt, Tần cô nương, hiện tại có khả năng nói cho ta biết, các ngươi gia tộc, cùng cổ tinh môn, ban thiên đế ở giữa, đến cùng có cái gì sâu xa. Diệp thần một bên đi đường, một bên hướng Tần Hàm Thu hỏi. Hắn hết sức muốn biết, Tần gia cùng cổ tinh môn quan hệ. Nghe Diệp thần tra hỏi, Tần Hàm Thu thân thể run lên, ánh mắt lại dẫn điểm cảnh giác nhìn chung quanh, giống như sợ ban thiên đế cấm kỵ bóng mờ, lại đột nhiên hàng lâm xuống. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện dị dạng về sau, Tần Hàm Thu mới thần tâm an tâm một chút, thở phào một hơi, sửa sang một chút ngôn từ, liền hướng Diệp thần đạo. Kỳ thật, ta Tần gia lão tổ ban đầu, liền là cổ tinh môn bên trong nô lệ, chịu ban thiên đế nắm trong tay, sau này lập được công, bị ban thiên đế ban thưởng thần thuật ma ban thiên lão quyết, tu vi dần dần dâng lên, nhưng y nguyên không thoát khỏi được thân phận làm nô lệ. Sau này, cổ tinh môn nghĩ săn giết võ tổ, một lần đem võ tổ bắt được, bị diệt mất hắn vô số tuyến thời gian, nhưng một đầu cuối cùng tuyến thời gian, nhưng là như thế nào đều không thể ép diệt. Đây là bởi vì, võ tổ là thiên chiêu võ thần, chỉ cần thiên đạo bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Nếu như ai có thể giết chết hắn, thì tương đương với nghịch thiên, là không thể tưởng tượng thao thiên chiến tích. Cổ tinh môn ngũ đại thiên đế, thi triển đủ loại tàn khốc không phải người thủ đoạn. Y nguyên vô pháp diệt sát võ tổ. Sau này, mạt pháp thời đại buông xuống, võ tổ thừa dịp cổ tinh môn hỗn loạn, chạy ra ngoài, cũng chạy trốn tới sụp đổ di tích cổ bên trong, như vậy ẩn nấp đi. Sụp đổ di tích cổ diện tích to lớn, tung hoành nghìn vạn dặm, là ngày xưa lục đạo cổ thần một trong, sụp đổ chi chủ một khối lãnh thổ di tích, cổ tinh môn nghĩ tại mênh mông sụp đổ di tích cổ bên trong, tìm kiếm đến võ tổ, là chuyện phi thường khó khăn tình. Bọn hắn chỉ có thể điều động đại lượng nhân thủ, vây quanh sụp đổ di tích cổ, đem chỗ kia định là cấm địa, cấm chỉ bất luận cái gì người xuất nhập, nhưng bọn hắn cho tới hôm nay, đều không có thể một lần nữa bắt lấy võ tổ, bởi vì sụp đổ di tích cổ quá lớn. Nhưng, võ tổ cũng bị kẹt ở sụp đổ di tích cổ bên trong, không thể thoát thân, nếu là hắn cảm mạo đầu, cổ tinh môn tuyệt đối sẽ thi triển bắt lấy, võ tổ lợi hại hơn nữa. Chung quy là lẻ loi một mình, đánh không lại cổ tinh môn vô số cao thủ. Diệp thần nghe xong Tần Hàm Thu, cảm thấy cực kỳ chấn động, âm thầm suy nghĩ, nguyên lai võ tổ sư tôn, liền là bị nhốt tại sụp đổ di tích cổ bên trong. Cái kia sụp đổ di tích cổ. Diệp thần nắm giữ đại lượng manh mối, hiện tại âm thầm suy tính sụp đổ di tích cổ tọa độ, quả nhiên rõ ràng bắt được. Hắn biết sụp đổ di tích cổ hạ lạc, nhưng cũng cảm nhận được vô tận nguy hiểm. Cổ tinh môn tại sụp đổ di tích cổ bốn phía, bày ra thiên la địa võng, bất kỳ người nào dám can đảm tới gần di tích cổ, chỉ có bị loạn đao phân thây xuống tràng. Diệp thần cũng là cảm nhận được thật sâu nguy hiểm, nếu là hắn hiện tại đi sụp đổ di tích cổ, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm. Bất quá,
Biết được võ tổ hạ lạc, Diệp Thần tâm tình là hết sức cao hứng, cái này có rõ ràng mục tiêu. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn không sớm thì muộn có thể đi sụp đổ di tích cổ, đem võ tổ cứu thoát ra. Võ tổ sư tôn, chờ ta. Diệp Thần tâm bên trong nói thầm. Tần Hàm Thu nói tiếp, mạt pháp buông xuống thời điểm, chư thiên một mảnh hỗn loạn, ta Tần gia lão tổ cũng tìm tới cơ hội, dẫn đầu tộc nhân trốn ra cổ tinh môn, tự lập môn hộ. Nhưng, ban thiên đế đã sớm tại chúng ta hết thảy Tần gia tộc nhân linh hồn, bày ra hồn ấn, coi như mạt pháp buông xuống về sau, hồn ấn lực lượng buông lỏng, lại vẫn không có tan biến. Ta Tần gia đời đời kiếp kiếp, đều chịu đủ cái kia hồn ấn tra tấn, chỉ có thể tu luyện ban thiên đế mà ban thiên lão quyết, vô pháp tu luyện mặt khác thần thông, tự thân khí huyết tu luyện lớn mạnh về sau, sẽ chủ động hiến tế ra ngoài, cung phụng cho ban thiên đế, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Diệp Thần nghe đến đó, hỏi Tần cô nương, cái kia thần hồn của ngươi bên trong, cũng có ban thiên đế hồn ấn. Tần Hàm Thu nói, vốn là có, nhưng Diệp công tử, may mắn có ngươi ra tay, này hồn ấn đã biến mất. Thanh âm mang theo cảm kích cùng vui vẻ. Diệp Thần giật mình, nghĩ đến là trong trước đây hắn dùng vạn hoa đồng huyết nhãn, đem Tần Hàm Thu trên người mặt trái trạng thái, toàn bộ chuyển biến thành ảo giác về sau, làm phức tạp nàng hồn ấn cũng đi theo biến mất. Vậy người Tần gia tộc nhân khác, cũng còn thụ lấy hồn ấn tra tấn. Diệp Thần hỏi. Tần Hàm Thu sắc mặt, lập tức ảm đạm xuống, nói, đúng vậy, Diệp công tử, không biết ngươi có thể. Diệp Thần cắt ngang nàng nói, ta không thể. Hắn biết Tần Hàm Thu muốn hỏi cái gì, khẳng định là muốn gọi hắn mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, vì Tần gia mọi người giải quyết hồn ấn khổ sở. Nhưng, giải quyết một hai người còn có khả năng, Tần gia nhiều người như vậy, Diệp Thần lại làm sao có thể toàn bộ đến giúp. Tần Hàm Thu lập tức quấn bách không, hoảng hốt vội nói, Diệp công tử, ngươi đừng nóng giận, là ta đường đột. Kỳ thật, ta Tần gia chịu hồn ấn làm phức tạp, cha ta cũng vẫn muốn tay giải quyết. Hắn không biết từ chỗ nào, đạt được cơ duyên to lớn, thực lực tăng vọt, lại còn nói muốn đi khiêu chiến ban thiên đế. Diệp Thần kinh ngạc nói, khiêu chiến ban thiên đế, nễ đa lợi hại như vậy. Ban thiên đế có thể là cổ tinh môn ngũ đại thiên đế một trong, mà ban thiên lão quyết thần thuật sáng tạo giả, có thể sáng tạo ra tam thập tam thiên thần thuật người, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng có thể nói là siêu nhất lưu cường giả. Tần Hàm Thu nói, đúng vậy, ta cũng rất tò mò, tại mấy trăm năm trước, hắn không biết từ nơi nào được đại cơ duyên, thực lực bành trướng đến đủ mà đối kháng ban thiên đế mức độ. Thậm chí, hắn khiêu chiến ban thiên đế thời điểm, còn một lần áp chế ban thiên đế. Một lần áp chế ban thiên đế. Diệp Thần vẻ mặt chấn động, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này là chuyện không thể nào, ban thiên đế nhân vật bậc nào, có thể áp chế hắn người, thanh danh nhất định là có 102 chư thiên, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Mà phụ thân của Tần Hàm Thu, Diệp Thần liền tên đều chưa từng nghe qua. Nếu như Tần Hàm Thu không có nói láo, cái kia chuyện này sau lưng, nhất định có khác kỳ quặc. Dùng người bình thường thực lực, không có khả năng áp chế ban thiên đế. Tần Hàm Thu nói, ta cũng vô cùng kỳ lạ, nghĩ không ra cha ta sẽ trở nên lợi hại như vậy. Nhưng cũng tiếc, ban thiên đế chung quy là siêu nhất lưu cường giả, hắn cuối cùng dựa vào tu vi thâm hậu nội tình, đem cha ta giết ngược lại. Cha ta bị trọng thương, bại trốn về nhà, ban thiên đế bóng mờ, y nguyên bao phủ tại gia tộc bọn ta phía trên. Cha ta trọng thương qua đi, lại không biết sao, trở nên điên điên khùng khùng, gia tộc bọn ta đành phải dùng huyền hàn thần tỏa, đưa hắn trói lại. Nói đến đây, Tần Hàm Thu ngữ thanh đái lấy chút bất đắc dĩ cùng thương cảm, nói. Các trưởng lão đều nói, cha ta trong lòng có một khối quỷ dị bóng mờ, chỉ có thần âm nến có thể giải. Ta biết âm sơn đỉnh, có tiến vào thần âm điện biện pháp, liền hàng năm quỳ lạy tại chỗ kia, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Diệp Thần nghe đến đó, xem như triệt để hiểu rõ. Nguyên lai Tần Hàm Thu muốn tiến vào thần âm điện, cũng là vì mượn dùng thần âm nến, xua tan phụ thân nàng trong lòng bóng mờ, nhưng phụ thân khôi phục thần trí, không nữa điên. Thần âm nến là thần âm điện thánh vật, Tần cô nương, người muốn mượn dùng, chỉ sợ không quá dễ dàng. Diệp Thần nhíu mày nói ra, kỳ thật liền chính hắn, đều không có niềm tin tuyệt đối, có thể mượn đến thần âm nến. Tần Hàm Thu lắc đầu, nói, bất kể như thế nào, ta tổng không thể buông tha, chỉ có mượn dùng thần âm nến hào quang,
mới có thể nhường phụ thân ta khôi phục tỉnh táo. Diệp Thần im lặng, không nói gì thêm, mang theo Tần Hàm Thu, tiếp tục hướng Thần Âm Điện đi đến. Muốn mượn thần âm nến, chỉ có đi trước đến Thần Âm Điện lại nói. Oanh long long. Phía trước đi thời khắc, Diệp Thần nghe được phía trước chân trời, truyền đến một hồi to lớn khí lưu tiếng nổ vang rền. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đầu to lớn giáp trùng, ma khí lượn lờ, dựng thẳng bảy đầu chuồn chuồn cái đuôi, đang chấn xí cấp tốc từ phía chân trời bay qua. Chính là cái kia thất vĩ loạn ma sa trùng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhớ kỹ Lạc Diêm theo như lời nói, cũng không có lên khiêu khích loạn ma sa trùng, mà là mang theo Tần Hàm Thu, cùng một chỗ ngã nhào xuống đất. Loạn ma sa trùng liền theo hai người đỉnh đầu khoảng cách gần bay qua, chấn xí tiếng cuốn lên thiên địa phong lôi, mười điểm khủng bố, cái kia cỗ bàng bạc vĩ thú ma khí, càng là rung động tâm thần của người ta. Loạn ma sa trùng bay qua về sau, liền hướng phương xa bay đi, cũng không có công kích Diệp Thần hai người. Diệp Thần cùng Tần Hàm Thu đứng dậy, nhìn xem loạn ma sa trùng đi xa bóng dáng, âm thầm vui mừng. Nếu là loạn ma sa trùng khởi xướng tiến công, hai người sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. May mắn đầu này côn trùng, không thấy chúng ta. Tần Hàm Thu nói ra, chỉ cho là loạn ma sa trùng không có phát hiện nàng và Diệp Thần. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, nó thấy được, chẳng qua là cái kia vĩ thú, sẽ không tùy tiện ra tay thôi. Vĩ thú là tồn tại cực kỳ cường đại, mọi cử động sẽ dắt động thiên địa đại thế, khiến cho vô tận hắc ám quỷ dị dâng trào. Những cái kia hắc ám quỷ dị, thậm chí sẽ trái lại bao phủ vĩ thú bản tâm. Diệp Thần đoán chừng cái kia loạn ma sa trùng, đã sản sinh ra linh trí, không có tùy tiện động thủ, là sợ khiên động hắc ám, đem tự thân linh trí bao phủ, lại lần nữa biến thành một đầu chỉ biết sát lục, không có có trí tuệ quái vật. Tiếp tục tiến lên, không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Diệp Thần cùng Tần Hàm Thu, rốt cục thuận lợi đi tới Thần Âm Điện. Chỉ thấy Thần Âm Điện trước, lối đi hai phía đứng đầy người, từng cái vô cùng dũng mãnh, thần sắc nghiêm nghị, khi nhìn đến Diệp Thần đến về sau, mọi người cùng tiếng hô to. Cung nghênh luân hồi chi chủ Diệp Thí Thiên. Cung nghênh luân hồi chi chủ Diệp Thí Thiên. Tiếng chấn cửu thiên, vân tiêu dung chuyển. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, có mấy cái người mặc màu xanh da trời bát quái đạo bào lão giả, nhanh chân đi ra. Mấy cái kia lão giả, trên thân mặc dù ăn mặc đạo bào hoa lệ, nhưng toàn thân mỗi một tấc làn da, đều lộ ra tử khí cùng thi ban, hành tẩu động tác cũng 10 điểm cứng đờ, diện mạo dữ tợn phát xanh, hiển nhiên một bộ cương thi, thoạt nhìn 10 điểm yêu dị khả phố. Cầm đầu lão giả kia, cùng hắn nói là người, chẳng thà nói là một bộ khô thi, khô héo tóc xắn một cái đạo kế, gương mặt cực kỳ dữ tợn ghê tởm, như là tại trong quan tài nằm mấy ngàn năm thi thể, đối diện hướng Diệp Thần đi tới, mang theo một cỗ khó ngửi mùi thối. Diệp Thần lông mày cau chặt, lui lại nửa bước. Lão giả kia thấy Diệp Thần lui nửa bước động tác, đá phấn trắng trong mắt chuyển động, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ, nói. Gặp qua luân hồi chi chủ, lão phu là Thần Âm Điện điện chủ, âm thi tộc lão tổ. Ta âm thi tộc thiên sinh liền là thi thể bộ dáng, quái đản ghê tởm, ngược lại để luân hồi chi chủ bị sợ hãi, thứ lỗi thứ lỗi. Lão giả bộ dáng mặc dù ghê tởm khủng bố, nhưng nói chuyện 10 điểm có trật tự, cung kính khách khí. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, hắn theo Lạc Diêm trong miệng, đã biết Thần Âm Điện điện chủ, liền là âm thi lão tổ. Âm thi tộc bề ngoài, đều là cùng thi thể như thế, khủng bố dữ tợn vô cùng. Diệp Thần tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy trước mắt cái này cương thi lão giả, ăn nói như thế ổn trọng, trong lòng vẫn là sinh ra một cỗ to lớn hoang đường cảm giác. Ta không phải luân hồi chi chủ, ta gọi Diệp Thí Thiên. Diệp Thần cười khổ đáp lại. Âm thi lão tổ nói, Diệp công tử kế thừa luân hồi đạo thống, ngươi chính là luân hồi mới chi chủ. Luân hồi truyền thừa 10 thế, đến ngươi nơi này là đệ thập nhất thế, nghĩ đến có khả năng nghịch thiên quật khởi. Diệp Thần đạo, ta không phải. Âm thi lão tổ khăng khăng nói, ngươi đúng vậy, Diệp công tử, tại ta Thần Âm Điện trong mắt, ngươi liền là một đời mới luân hồi chi chủ. Ta từng cung cấp phụng thần âm nến, nghe được Nguyên Thiên Đế đại nhân thần dụ, hắn nói. Chỉ có luân hồi chi chủ, mới có thể cứu vớt chúng ta. Chúng ta sinh ra từ Nguyên Thiên Đế đại nhân bóng mờ, ban đầu đã định trước xa đọa hắc ám, nhưng chúng ta âm thi, âm tinh, âm diễm tam tộc, đều không muốn hắc hóa, chỉ muốn hóa hình làm người, thành vì nhân tộc một phần tử. Nhân tộc thân thể, là hoàn mỹ nhất,
trật tự tối vi vĩnh hằng, vững chắc, nhưng đối với kháng hắc ám. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy người chung quanh, ngoại trừ âm thi tộc bên ngoài, còn có chút toàn thân là lửa âm diễm tộc nhân, còn có làn da u ám, từng khỏa âm tinh hoàn lượn quanh âm tinh tộc người. Tất cả mọi người tầm mắt, đều mang nóng rực cùng chờ mong, ngắm nhìn Diệp Thần. Bọn hắn hy vọng Diệp Thần ra tay, có thể cứu vớt bọn họ, để bọn hắn thoát khỏi âm tộc hắc ám, thành là chân chính người. Tiền bối, các ngươi là muốn hóa người. Diệp Thần khẽ cau mày, hắn có thể cảm nhận được, thần âm điện rất nhiều âm tộc người, tại đây mảnh cửu thương cổ hoàng lưu lại trong thánh địa, lại có nguyên thiên đế chế tạo thần âm nến bảo hộ, bọn hắn thành lập sơ bộ ổn định trật tự, nhưng này chút trật tự, cũng không là vĩnh hằng, rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Vì duy trì tự thân trật tự ổn định, thần âm điện thậm chí không dám cởi mở này mảnh đất giới, cự tuyệt người ngoài bước vào, chính là sợ nhiễu loạn ổn định. Diệp Thần đã hiểu rõ, không ổn định ra liền là thần âm điện lớn nhất thống khổ. Bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi thân phận của âm tộc, thành vì nhân tộc, từ đó thu hoạch được vĩnh hằng ổn định. Âm thi lão tổ nói, đúng vậy, chúng ta thành lập thần âm điện, chính là vì chủ tính chung tài nguyên, vì hóa người làm chuẩn bị. Nhưng, ai, mong muốn hóa người, lại không dễ dàng như vậy. Diệp công tử, ngươi lộ trình mệt nhọc, ta trước vì ngươi bày tiệc mời khách, ngươi nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lại trao đổi. Diệp Thần gật đầu nói, có khả năng. Ngay sau đó, hắn liền đi theo âm thi lão tổ, tiến vào thần âm điện. Âm thi lão tổ sớm liền chuẩn bị xong yến hội, lớn bài buổi tiệc, chào hỏi Diệp Thần cùng Tần Hàm Thu. Yến hội trên điện phủ, âm thi lão tổ ngồi ngay ngắn ở chủ nhân bảo tọa lên. Tại hắn ngồi ngay ngắn bảo tọa về sau, bích ngọc tạo hình thành trên vách tường, treo một chén nhỏ ánh đèn. Cái kia một chén nhỏ ánh đèn, đế đèn là âm màu đen của bóng đêm, nhưng vô cùng sáng long lanh, không có chút nào tì vết cùng ô uế. Hải đăng bên trên đốt ánh nến, hỏa tâm màu da cam ánh nến lộ ra từng sợi sương mù trắng xóa, nhìn kỹ lại, cái kia kỳ thật không phải sương mù, mà là một chút thần thánh ánh sáng óng ánh hạt, sau lưng mang theo nguyên thiên đế ý chí lực lượng. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền có thể xác định, đó chính là thần âm nến, là nguyên thiên đế năm đó chế tạo đồ vật. Thần âm nến hào quang, mang theo nguyên thiên đế chúc phúc lực lượng, chiếu sáng thần âm điện, khiến cho đến thần âm điện rất nhiều âm tộc người, tránh cho xa đọa hắc ám, tránh khỏi hắc hóa. Này ngọn đèn thần âm nến, có thể nói là toàn bộ thần âm điện trái tim, là thứ trọng yếu nhất. Diệp Thần có thể cảm nhận được, tại thần âm nến bên trong, ký thác vô số thần âm điện người tinh thần. Này ngọn đèn thần âm nến, có thể nói là toàn bộ thần âm điện người hải đăng. Này thần âm nến quả nhiên có nguyên thiên đế chúc phúc lực lượng, ta nếu có thể đạt được, sẽ có thể giúp Đao Phong nữ hoàng tiền bối, giải thoát khổ sở. Diệp Thần tâm nghĩ đến. Âm thi lão tổ thấy Diệp Thần không quan tâm, tầm mắt thỉnh thoảng liền nhìn xem thần âm nến, cảm thấy cũng là hiểu rõ, nói. Diệp công tử, ngươi là muốn thần âm nến sao? Diệp Thần tâm bên trong run lên, nhưng nếu âm thi lão tổ đều ngay thẳng như vậy đặt câu hỏi, hắn cũng không giấu giếm, nói đúng, ta muốn mượn dùng thần âm nến mấy ngày, không biết tiền bối có thể cho phép. Âm thi lão tổ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, không được, này thần âm nến không thể động, đây là ta thần âm điện thánh vật, cũng là tất cả mọi người trong lòng hải đăng. Một khi động thần âm nến, ta thần âm điện căn cơ liền hỏng mất. Diệp Thần đạo tiền bối, tại hạ cũng không phải là muốn chiếm lấy thần âm nến, chẳng qua là mượn dùng mấy ngày. Âm thi lão tổ lắc đầu nói, mượn dùng cũng không được, Diệp công tử, xin hãy tha lỗi. Diệp Thần sầm mặt lại, lập tức không nói. Âm thi lão tổ làm một thủ thế, vội vàng nói. Diệp công tử, xin ngươi đừng sinh khí, tại chúng ta hóa người trước đó, thần âm nến thật không thể động, bằng không chúng ta muốn trong nháy mắt lâm vào sụp đổ hỗn loạn, hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần ngươi chịu đảm nhiệm thánh tử, giúp chúng ta hóa người, này thần âm nến đưa cho ngươi cũng có thể. Diệp Thần tâm bên trong lập tức khẽ động, nói tiền bối, các ngươi nghĩ hóa người, ta có thể giúp được cái gì? Âm thi lão tổ nói, ngày mai chúng ta sẽ vì ngươi cử hành thánh tử lên ngôi nghi thức, ngươi thành ta thần âm điện thánh tử về sau, liền có thể cùng chúng ta thành lập nhân quả liên lạc. Chúng ta đã sớm chế tạo ra một cái bánh xe số mệnh, đến lúc đó, chỉ cần Diệp công tử hỗ trợ thôi động bánh xe số mệnh, chúng ta là có thể cải biến vận mệnh, chân chính thoát khỏi thân phận của âm tộc, thành vì nhân tộc,
đạt được vĩnh hằng trật tự. Kỳ thật, nhân tộc trong cơ thể trật tự, cũng không phải vĩnh hằng, bất quá khẳng định là so âm tộc ổn định nhiều. Thoát khỏi âm thân, hóa hình làm người, cũng là thần âm điện trên dưới tâm nguyện. Diệp thần đạo, cái này bánh xe số mệnh, chỉ có ta có thể đẩy. Âm thi lão tổ nói, đúng vậy, chỉ có ngươi. Nguyên thiên đế tiên đoán nói, làm một ngày kia, luân hồi chi chủ chấp trưởng túc mệnh chi hoàn, hắn là có thể lợi dụng túc mệnh chi hoàn lực lượng, giúp chúng ta thôi động bánh xe số mệnh, cải biến vận mệnh. Diệp thần tâm hạ lóe lên rất nhiều suy nghĩ, trầm ngâm nói, này nghe, tựa hồ cũng không phải quá khó khăn, ta hẳn là có thể làm được. Âm thi lão tổ cười khổ nói, ta tin tưởng Diệp công tử thực lực, dĩ nhiên có thể làm được. Nhưng, liền sợ thất vĩ loạn ma sa trùng làm loạn. Thất vĩ. Diệp thần trong mắt lướt qua một tia đề phòng, cái kia thất vĩ loạn ma sa trùng, cũng để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Âm thi lão tổ nói, đúng vậy, thất vĩ loạn ma sa trùng, vì sử thần hiệu lực, vẫn muốn hủy diệt ta thần âm điện trật tự, để cho chúng ta hết thảy âm tộc người, đều trở thành sử thần tín đồ. Trước đây điện chủ âm tinh lão tổ, thề sống chết chống lại, bị loạn ma sa trùng sống ăn sống. Ta biết, loạn ma sa trùng mạnh mẽ, sau lưng có sử thần trợ lực, khó đối phó, liền co vào trận thế, từ đó chỉ cố thủ thần âm điện, tuyệt không chủ động xuất kích. Bây giờ tại đây mảnh cổ lão nhân hoàng thánh địa, ta thần âm điện cùng loạn ma sa trùng, xem như lâm vào giằng co. Nhưng, nếu như chúng ta nghĩ thôi động bánh xe số mệnh, cái kia loạn ma sa trùng, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ra tay nhiễu loạn. Ta liền sợ nghi thức không may xuất hiện, bùng nổ cắn trả, cái kia không cần loạn ma sa trùng động thủ, ta thần âm điện liền muốn diệt vong. Mặc dù tại đi qua kỷ nguyên bên trong, ta một mực chuẩn bị phản kích thủ đoạn, nhưng vẫn là không có hoàn mỹ giết ngược lại loạn ma sa trùng phần thắng, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần, vậy cũng không thể tiếp nhận. Diệp thần nghĩ đến loạn ma sa trùng mạnh mẽ, vẻ mặt cũng là chìm xuống, nói, vậy làm sao bây giờ? Không giải quyết đi loạn ma sa trùng, chung quy là một cái tai họa ngầm. Âm thi lão tổ cười khổ nói, đúng là như thế, nghĩ hoàn mỹ giết ngược lại loạn ma sa trùng, tuyệt đối không thể, nhất định phải trả giá một chút. Ta thần âm điện do âm thi tộc, âm tinh tộc, âm diễm tộc tam tộc cấu thành, bây giờ nghĩ giết ngược lại loạn ma sa trùng, chỉ có hy sinh nhất tộc. Nghe được hy sinh nhất tộc này bốn chữ, Diệp thần vẻ mặt biến đổi. Trong điện phủ, tam đại âm tộc rất nhiều nhân vật cao tầng nhóm, cũng là thần sắc ảm đạm, áp lực to lớn. Có thể theo thời đại viễn cổ, tồn sống tới ngày nay, người nào cũng không muốn hy sinh. Nhưng vì toàn bộ thần âm điện kéo dài, nhất định phải có người đứng ra hy sinh. Âm thi lão tổ nói, Diệp công tử, chờ ngày mai thánh tử lên ngôi nghi thức qua đi, liền từ ngươi tới cử hành rút thăm, dùng rút thăm phương thức, quyết định ai đi hy sinh. Dùng hy sinh nhất tộc làm đại giá, chúng ta đủ mà đối kháng loạn ma sa trùng, cam đoan bánh xe số mệnh thuận lợi thôi động. Diệp thần chấn động trong lòng, vô ý thức nói ra, không được. Thần âm điện chỗ cuồn cuộn bao la, sinh hoạt vô số âm tộc con dân. Mặc kệ là âm thi tộc, vẫn là âm tinh tộc, âm diễm tộc, nhân khẩu số lượng đều là hàng trăm triệu. Muốn hy sinh ngàn tỷ người, đi đối kháng loạn ma sa trùng, cái này đại giới thực sự quá lớn, máu nhiệt thâm trọng. Diệp thần không muốn tiêm nhiễm lớn như vậy nhân quả. Này rút thăm nghi thức, thần âm điện chính mình bất lực đi. Muốn Diệp thần tới chủ trì, rõ ràng chính là sợ máu nghiệt nhân quả quá lớn, không chịu nổi, cho nên muốn Diệp thần ra tay. Âm thi lão tổ cười khổ nói, Diệp công tử, chỉ có biện pháp này. Rút thăm quyết định một tộc kia đi hy sinh, sau lưng máu nghiệt nhân quả, vô cùng trọng đại, ta thần âm điện không người có thể thừa nhận được, chỉ có người cái này luân hồi người thừa kế, mới có đủ thực lực, đi tiếp nhận lớn như vậy nhân quả. Chờ giải quyết hết loạn ma sa trùng. Ta thần âm điện con dân thuận lợi hóa người, này thần âm nến ngươi cứ việc có khả năng lấy đi. Diệp thần trầm mặc xuống, nghĩ thầm, nếu có thể thuần phục loạn ma sa trùng, cũng không cần lớn như vậy hy sinh. Chẳng qua là, loạn ma sa trùng là thất vĩ, sau lưng thậm chí còn có sử thần cái bóng, nghĩ muốn thuần phục, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp thần trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra càng thích đáng biện pháp. Âm thi lão tổ trấn an nói. Diệp công tử, người đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên ngôi trở thành thánh tử. Có một số việc, hy sinh không thể tránh được, hy vọng Diệp công tử không cần loạn bản tâm.
Vào đêm, Diệp Thần ngủ ở Thần Âm Điện một tòa trong tẩm cung, có thể nghe được phía ngoài cung điện, thỉnh thoảng truyền đến loạn ma sa trùng bay lượn thanh âm, trùng cánh lướt qua chân trời, cuốn lên khí lưu, phát ra nổ thật to. Loạn ma sa trùng mỗi ngày đều lại ở Thần Âm Điện vùng trời bay tuần, là muốn tìm kiếm cơ hội đột phá. Bất quá, Thần Âm Điện phòng thủ vô cùng nghiêm mật, loạn ma sa trùng cũng không có công phá cơ hội. Nó nếu là cưỡng ép ra tay, cái kia chỉ có ngọc đá cùng vỡ xuống tràng. Bất quá có khả năng khẳng định là, nếu như Thần Âm Điện dám nếm thử thôi động bánh xe số mệnh, loạn ma sa trùng nhất định sẽ ra tay, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Thùng thùng. Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn, lúc này lại nghe được bên ngoài tẩm cung truyền đến tiếng đập cửa. Diệp công tử. Là Tần Hàm Thu thanh âm. Cửa không có khóa, vào đi. Diệp Thần đạo. Kẹt kẹt. Tần Hàm Thu đẩy cửa tiến đến, mang theo điểm thấp thỏm lo lắng. Tần cô nương, làm sao vậy? Diệp Thần hỏi. Diệp công tử, đây là Ma Ban Thiên Lão Quyết bí tịch, phía trên có ta Tần gia các triều đại cao thủ viết chú thích, ta nghĩ đưa cho ngươi. Tần Hàm Thu rụt rè xuất ra một quyển bí tịch, đặt vào Diệp Thần trên mặt bàn. Ồ! Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Hàm Thu trong đêm bái phỏng, là muốn cho hắn đưa bí tịch. Này Ma Ban Thiên Lão Quyết, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, Diệp Thần đã cũng tu luyện qua, mà lại đã nhập môn. Nhưng luận lĩnh ngộ tinh thông, khẳng định còn so ra kém Tần gia. Dù sao, Tần gia tại Ban Thiên Đế nguyền rủa dưới, chỉ có thể tu luyện Ma Ban Thiên Lão Quyết, vạn cổ đến nay, nghiên cứu đến xuất thần nhập hóa. Bất quá, người Tần gia tại tu luyện lớn mạnh về sau, bọn hắn khí huyết, sẽ tự động hiến tế một bộ phận cho Ban Thiên Đế. Ban Thiên Đế chịu ban thưởng thần thuật, liền là nắm Tần gia xem như dê bò xẻ thịt. Ngoại trừ Tần gia bên ngoài, Ban Thiên Đế còn có vô số nô lệ tôi tớ, tín đồ con dân, chính hắn không cần tu luyện, chỉ cần bọn thủ hạ tu luyện, hắn là có thể bóc lột xẻ thịt khí huyết, không ngừng tinh tiến. Đến mức Tần gia, tại Ban Thiên Đế bóng mở bao phủ xuống, cũng không cách nào tu luyện thần thông khác. Nếu như bọn hắn không tu luyện Ma Ban Thiên Lão Quyết, cái kia liền không có bất kỳ cái gì tu vi, tại không không lúc nào không chỉ có một con đường chết. Diệp Thần cầm lấy Tần Hàm Thu cho bí tịch, tiện tay đọc qua, quả nhiên thấy trên bí tịch, có rất nhiều tinh diệu độc đáo chú thích. Đá ở núi khác, có thể công ngọc. Diệp Thần nhìn xem này chút chú thích, cũng là lớn có điều ngộ ra, mơ hồ cảm giác với bản thân đối Ma Ban Thiên Lão Quyết minh ngộ, tăng lên thật nhiều. Mà lại, hắn luân hồi huyết mạch đặc thù. Coi như tu luyện Ma Ban Thiên Lão Quyết, cũng không cần lo lắng bị Ban Thiên Đế thu hoạch. Rất tốt, Tần cô nương, đa tạ. Diệp Thần gật đầu tạ ơn. Tần Hàm Thu nhẹ nhàng ừ một tiếng, gương mặt hơi đỏ lên, lại có chút xấu hổ, nói khẽ. Diệp công tử, nếu người thuận lợi mượn đến thần âm nến, có thể mau cứu cha ta sao? Hắn đạo tâm có quỷ dị bóng mờ, cả người điên cuồng nhiệt, chỉ có thần âm nến có thể giải. Diệp Thần nhưng không có lập tức đáp ứng, nói cái này muốn trễ chút lại nói, ta cũng còn không có cầm tới thần âm nến. Thần âm nến là thần âm điện điểm chí mạng, cũng là thần âm điện trên dưới hải đăng, Diệp Thần mong muốn mượn dùng, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ít nhất, hắn muốn tới ngày mai, tham gia thánh tử lên ngôi nghi thức, trở thành thần âm điện thánh tử về sau, mới có tư cách đàm luận bước kế tiếp. Tần Hàm Thu cũng biết mình có chút lo lắng, đỏ mặt nói, được a. Diệp công tử, thật xin lỗi, ta lại đường đột. Ta đi trước, hy vọng ngươi có thể thuận lợi cầm tới thần âm nến. Quay người rời đi. Diệp Thần nhìn xem vội vàng rời đi Tần Hàm Thu, có chút sở khóc sở cười, liền trong phòng, tiếp tục đọc qua Ma Ban Thiên Lão Quyết bí tịch, cảm ngộ tu luyện. Này Ma Ban Thiên Lão Quyết, hết sức lợi hại, tu luyện tới đỉnh phong, có thể dễ dàng công phá người đạo tâm, nhưng người đạo tâm bị long đong. Xuất hiện quỷ dị đốm đen, lâm vào điên cuồng sụp đổ bên trong. Ma Ban chi đạo, đỉnh phong cực hạn, có thể che trời, che đậy tinh không, có thể trực chỉ thiên hoang địa lão. Một đêm cảm ngộ, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, thần âm điện trưởng lão, qua tới mời Diệp Thần, đi tham gia thánh tử lên ngôi nghi thức. Diệp Thần đi vào lên ngôi quảng trường bên trên, liền thấy điện chủ âm thi lão tổ, đã chuẩn bị xong lên ngôi nghi thức. Quảng trường hai phía đứng sừng sững lấy rất nhiều tinh nhuệ võ giả, tay cầm cờ xí, chiêng trống tiếng động vang trời, hoa vũ rực rỡ, tràng diện hạo đại. Trong sân rộng, là một tòa tỉ mỉ dựng đài cao,
dùng cổ lão hòn đá xây tạo mà thành, từng bậc bậc thang kéo dài mà lên, đài cao đỉnh đứng thẳng nguyên thiên đế pho tượng, pho tượng trước trưng bày rất nhiều dê bò súc vật, tiên đào hoa quả chờ tế tự đồ vật. Này lên ngôi nghi thức, là Diệp Thần lên ngôi về sau, trèo lên lên đài cao, hướng nguyên thiên đế tế bái, tại tế bái nguyên thiên đế qua đi, liền có thể trở thành thần âm điện thánh tử. Âm thi lão tổ cùng rất nhiều cao tầng trưởng lão, đã tại dưới đài chờ Diệp Thần, bên cạnh là âm thi tộc, âm tinh tộc, âm diễm tộc vô số cường giả, tất cả mọi người vẻ mặt đều mơ hồ lộ ra một cỗ khẩn trương. Bởi vì, hôm nay lên ngôi nghi thức, tại Diệp Thần trở thành thánh tử về sau, liền cần cử hành rút thăm, quyết định một tộc kia hy sinh. Người nào cũng không muốn hy sinh, nhưng vì thần âm điện tương lai, nhất định phải có người đi chết. Diệp công tử, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Âm thi lão tổ nhìn thấy Diệp Thần tới, ôm quyền lên tiếng chào. Đa tạ tiền bối quan tâm, tại hạ hết thảy mạnh khỏe. Diệp Thần ôm quyền hoàn lễ. Âm thi lão tổ tiếu đạo, rất tốt, hôm nay chính là lên ngôi nghi thức, ngươi có thể trở thành ta thần âm điện thánh tử, là ta thần âm điện vô thượng vinh hạnh. Nói xong, âm thi lão tổ theo bên cạnh trưởng lão trong tay, tiếp đến thánh tử quyền trưởng, pháp bào, mũ miệng, áo choàng chờ thánh vật, tự thân vì Diệp Thần lên ngôi. Diệp Thần tay cầm quyền trưởng, người mặc pháp bào, đầu đội mũ miệng, khí tức lập tức trở nên vô cùng cao quý. Quảng trường bốn phía thần âm điện võ giả, đồng loạt quỳ xuống, trong miệng tề hô cung nghênh thánh tử lên ngôi. Pháo mừng vang lên, tiếng chiêng trống động thiên. Giữa đất trời, lại có thật nhiều thần âm điện các cường giả, đang nghiêm mật thủ hộ, hết thảy đại trận vận sức chờ phát động, thần âm điện các nơi trên lầu tháp, rất nhiều tên nỏ, hỏa pháo, cũng là vận sức chờ phát động, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Này chủ yếu là phòng ngừa loạn ma sa trùng buông xuống, nhiễu loạn lên ngôi nghi thức. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền cất bước đạp vào cầu thang, dọc theo đài cao đỉnh đi đến. Đài cao đỉnh, là nguyên thiên đế pho tượng, tạo hình đến sinh động như thật. Diệp Thần sinh ra một cỗ ảo giác, phảng phất thấy nguyên thiên đế đang nhìn chăm chú chính mình. Nguyên thiên đế tiền bối, hẳn là cũng đã xuất quan a. Diệp Thần tâm nghĩ đến, lần trước hắn thấy nguyên thiên đế, người sau nói muốn bế quan, bây giờ đã qua rất lâu, nguyên thiên đế khả năng đã xuất quan. Diệp Thần đi vào nguyên thiên đế pho tượng dưới, đốt hương vẩy rượu tế bái, trong lòng yên lặng cầu khẩn, vì thần âm điện cầu nguyện. Ông! Một cỗ to lớn ông động truyền ra. Diệp Thần sững sờ, chỉ cho là nguyên thiên đế hiển linh, dương mắt xem xét, rồi lại không thấy pho tượng có gì dị dạng. Cỗ này ông động âm thanh, không phải pho tượng phát ra, đến từ càng cao trên trời. Diệp Thần ngẩng đầu, liền thấy một đường to lớn bóng mờ, che trời bỏ ra. Trên đỉnh đầu của hắn, là một đầu khổng lồ đến có chút đáng sợ hắc ám giáp trùng, bao trùm lấy thao thiên ma khí, sau lưng dựng thẳng bảy đầu chuồn chuồn cái đuôi, đồng tử như ngôi sao lấp lánh hào quang, chính là loạn ma sa trùng. Không tốt, loạn ma sa trùng tới, đề phòng. Phía dưới rất nhiều thần âm điện trưởng lão, lớn uống. Lập tức, toàn bộ thần âm điện, hết thảy cường giả đều là cảnh giác, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Ong ong. Loạn ma sa trùng chấn động cánh, ở trên trời lượn vòng lấy, cũng không có buông xuống đến thần âm điện bên trong, cũng không có xúc phạm thần âm điện đại trận cấm chế. Rõ ràng, loạn ma sa trùng cũng có điều cố kỵ, nó tuy là thất vĩ, vô cùng cường đại, thần âm điện nhưng cũng không phải ăn chay. Nếu như nó dám tùy tiện tiến công, cái kia chờ đợi nó, sẽ là thần âm điện vô cùng đáng sợ phản kích. Đến lúc đó, loạn ma sa trùng cùng thần âm điện, chỉ có ngọc đá cùng vỡ xuống tràng. Hô hô hô, loạn ma sa trùng ở chân trời xoay quanh một hồi về sau, toàn thân ma khí dâng lên, thân thể vặn vẹo, lắc mình biến hóa, đúng là hóa thành hình người. Hóa thành hình người sau loạn ma sa trùng, quả thực là một tôn ma đạo quân vương, thân thể cao như nhật nguyệt, khí tức lớn như trời, một bộ tinh quang pháp bảo ra thân, tóc dài rối tung, tầm mắt hung hãn mà bá đạo. Diệp Thí Thiên, có thể có hứng thú tâm sự. Sau khi hóa hình thất vĩ loạn ma sa trùng, tầm mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Thần, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo một cỗ uy nghiêm, cho người ta to lớn áp bách, như quân vương thánh lệnh, không thể làm trái. Ở phía sau hắn, một cái thi sơn huyết hải ma đạo thế giới, chậm rãi bày ra, che khuất bầu trời. Diệp công tử, cẩn thận yêu nghiệt này mê hoặc, cạp. Âm thi lão tổ thấy thế, hét lớn một tiếng,
e sợ cho Diệp Thần bị thất vĩ mê hoặc áp chế. Diệp Thần đạo tâm vững chắc, tự nhiên không bị ảnh hưởng, cười cười, hướng Loạn Ma Sa Trùng nói. Các hạ nghĩ trò chuyện cái gì, có thể xuống tới trò chuyện. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Huyết Long cùng Tiểu Cấm Yêu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu như Loạn Ma Sa Trùng dám động thủ, Diệp Thần có khả năng mượn dùng Huyết Long cùng Tiểu Cấm Yêu lực lượng, phản kích đối phương, thậm chí giết ngược lại. Dù sao, hắn không phải độc thân tác chiến. Thần âm điện trên dưới, đều là tuốt gươm giơ nỏ bộ dáng, chỉ cần Loạn Ma Sa Trùng dám buông xuống, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Loạn Ma Sa Trùng hắc hắc cười lạnh, tự nhiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục nói. Diệp Thí Thiên, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện thôi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi lên nói chuyện, ta có khả năng dẫn ngươi đi thấy võ tổ. Ta có khả năng phát thệ, ta bản thân tuyệt không làm thương hại ngươi. Diệp Thần đôi mắt co rụt lại, dẫn ta đi gặp võ tổ. Loạn Ma Sa Trùng nói, đúng vậy, ta đã suy tính đến võ tổ cụ thể chỗ, ta có khả năng dẫn ngươi đi sụp đổ di tích cổ gặp hắn. Diệp Thần tâm bên trong đại động, biết rõ Loạn Ma Sa Trùng không có hảo ý, nhưng nghe đến võ tổ hạ lạc, hắn vẫn là hết sức tâm động, trong lòng suy nghĩ cân nhắc một lát, liền thiếu đạo. Tốt, chúng ta liền nói chuyện. Dứt lời, Diệp Thần bay lên trời, liền muốn đi trực diện Loạn Ma Sa Trùng. Diệp công tử, không thể. Phía dưới, Âm Thi lão tổ cùng Tần Hàm Thu đám người, đều là lớn tiếng gấp hô, e sợ cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần tu vi chỉ có thần đạo cảnh 3 tầng trời, đối mặt Loạn Ma Sa Trùng, có thể trăm triệu không phải địch thủ. Nếu là Loạn Ma Sa Trùng làm loạn, liền bình thường thiên đế cực muốn bị hắn nghiền nát, huống chi là Diệp Thần. Diệp Thần khoát khoát tay, ra hiệu Âm Thi lão tổ cùng Tần Hàm Thu không cần phải lo lắng. Hắn bay đến trên trời giữa tầng mây, cùng Loạn Ma Sa Trùng mặt đối mặt, nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần trong cơ thể, Huyết Long cùng Tiểu Cấm Yêu, đều là độ cao đề phòng. Một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn liền muốn xuất thủ. Đây cũng là Diệp Thần lực lượng chỗ, dựa vào Huyết Long cùng Tiểu Cấm Yêu này hai tấm át chủ bài, hắn có trực diện Loạn Ma Sa Trùng tư cách. Loạn Ma Sa Trùng nhìn thấy Diệp Thần thế mà thực có can đảm độc thân đi lên, trong lòng cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, nói. Rất tốt, Diệp Thí Thiên, người quả nhiên có đảm lược, vào đi. Hắn vung tay lên, liền mang theo Diệp Thần, tiến vào tự mình mở ra thiên ma bên trong tiểu thế giới. Ông, hai người tiến vào tiểu thế giới về sau, cái kia thi sơn huyết hải ma đạo thế giới, lập tức thu liếm, hóa thành một đoàn quỷ dị âm u ma vân, trôi nổi tại bên trên bầu trời. Thần âm điện đám người nhìn thấy một màn này, lập tức vô cùng rối loạn, lo lắng không thôi. Diệp Thần tiến vào Loạn Ma Sa Trùng thế giới, một khi xảy ra bất trắc, vậy phải làm thế nào cho phải? Tất cả mọi người nghe lệnh, một khi thánh tử ngoài ý muốn nổi lên, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đánh giết Loạn Ma Sa Trùng. Âm Thi lão tổ quả quyết thét ra lệnh, nghĩ thầm một khi có cái gì sai lầm, hôm nay coi như liều mạng ngọc thạch câu phần, Âm Thi, Âm Diễm, Âm Tinh tam tộc tận vong, cũng không thể để Loạn Ma Sa Trùng dễ chịu. Thiên ma bên trong tiểu thế giới, Loạn Ma Sa Trùng mời Diệp Thần, tại một tấm bạch cốt bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho hắn một chén máu tươi ủ thành rượu, thiếu đạo uống rượu. Diệp Thần lắc đầu, nói, lời khách sáo cũng không cần nói cho ta biết, võ tổ ở nơi nào. Diệp Thần biết võ tổ tại sụp đổ di tích cổ, nhưng sụp đổ di tích cổ phi thường lớn, nếu như không có cụ thể tọa độ, hắn cũng không cách nào tìm kiếm đến võ tổ chỗ. Loạn Ma Sa Trùng cười hắc hắc, nói ta có khả năng nói cho ngươi võ tổ hạ lạc, thậm chí có khả năng mang theo sử thần tộc người cùng một chỗ, giúp ngươi đi cổ tinh môn nghĩ cách cứu viện. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải gia nhập sử thần tộc. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói, ngươi muốn gọi ta gia nhập sử thần tộc. Loạn Ma Sa Trùng nói, đúng vậy, sử thần đại nhân là chư thiên nhân vật vĩ đại nhất, hắn nói cái thế giới này, lòng người tràn ngập ghê tởm, sát lục không ngớt, đã không có tồn tại ý nghĩa. Cuối cùng có một ngày, sử thần đại nhân khí tức, sẽ bao phủ cái thế giới này. Chờ cựu thế giới chung kết về sau, sử thần đại nhân sẽ chế tạo ra một cái thế giới mới, bởi vì hắn biết lòng người tất cả ghê tởm, cho nên hắn chế tạo thế giới mới, có thể tránh cho hết thảy ghê tởm sinh ra. Cái kia thế giới mới, nhất định là một cái hoàn mỹ thế giới,
lại cũng sẽ không có bất luận cái gì ghê tởm cùng sát lục tồn tại. Mà nghĩ tại cựu thế giới chung kết bên trong sống sót, đi tới thế giới mới, chỉ có đầu nhập vào sửu thần đại nhân, thành tâm cung phụng. Đây là duy nhất cứu rỗi. Diệp Thí Thiên, ta cho ngươi một cái cứu rỗi cơ hội, gia nhập chúng ta đi. Loạn ma sa trùng thanh âm, như ma như sợi, mang theo mãnh liệt mê hoặc khí tức, lay động nhân tâm. Rõ ràng chỉ có một mình hắn nói chuyện, nhưng Diệp Thần nghe vào trong tai, lại phảng phất nghe được chư thiên ma thần ngâm sướng, đang điên cuồng dung chuyển tinh thần của hắn, muốn hắn quy y sửu thần, đạt được cứu rỗi. Thật cường liệt mê hoặc. Diệp Thần thầm giật mình, nếu như là người bình thường, tại loạn ma sa trùng thế giới bên trong, đối mặt như thế mê hoặc, chỉ sợ đạo tâm liền muốn mê thất, thật quy y sửu thần. May mắn, Diệp Thần luân hồi đạo tâm cường hãn, tại nghe xong loạn ma sa trùng mê hoặc về sau, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo, lạnh nhạt nói. Ta không cần cứu rỗi, ngươi muốn gọi ta gia nhập sửu thần tộc, đó là nói giỡn. Nhìn xem Diệp Thần cái kia lạnh nhạt trầm ổn bộ dáng, loạn ma sa trùng vẻ mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi bỗng nhiên đứng người lên, ngươi. Ngươi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần nhận được hắn mê hoặc về sau, thế mà hoàn toàn không hề bị lay động. Phải biết, nơi này chính là hắn xây dựng thế giới. Ở cái thế giới này, hắn nghĩ mê hoặc nhân tâm, đó là dễ dàng. Nhưng Diệp Thần lại như là bàn thạch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Loạn ma sa trùng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được một màn trước mắt. Không có ra khả năng. Ngươi chẳng qua là thần đạo cảnh, ngươi coi như kế thừa luân hồi đạo thống, đạo tâm cũng sẽ không bền bỉ như vậy. Loạn ma sa trùng đại chấn, khẽ cắn môi, vung tay lên, tế ra một lá cờ. Đó là sửu thần tộc pháp bảo, thiên ma cờ lớn. Thiên ma cờ lớn, toàn thân ma khí lượn lờ, quỷ dị khói đen dâng lên, cờ xí bên trên in một cái to lớn ma chữ, tản mát ra cổ lão khí tức thần bí. Thiên ma cờ lớn, vạn ma mở mắt. Cho ta trấn áp. Loạn ma sa trùng quát lên một tiếng lớn, thiên ma cờ lớn phấp phới, cuồng bạo ma khí dâng lên, bóp méo hư không. Ông. Một hồi to lớn vù vù vang lên, chỉ thấy Diệp Thần đỉnh đầu hư không, xuất hiện từng đầu vết nứt, mỗi một cái khe bên trong, đều có một khỏa con mắt màu đỏ ngòm, tại không ngừng khép mở chớp mắt. Thoáng chốc ở giữa, trên bầu trời xuất hiện ngàn vạn viên huyết sắc ma nhãn, mang theo mãnh liệt điểm xấu ma khí. Đang quan sát nhìn chăm chú lấy Diệp Thần. Vô số ma nhãn nhìn chăm chú, cho Diệp Thần đạo tâm mang đến to lớn áp bách. Loạn ma sa trùng đã thề, hắn sẽ không xuất thủ tổn thương Diệp Thần. Giờ khắc này, hắn thi triển thiên ma cờ lớn, triệu ra ngàn vạn ma nhãn, cũng không phải muốn thương tổn Diệp Thần, mà là muốn nghiền ép Diệp Thần đạo tâm, nhường Diệp Thần quy thuận, đầu nhập vào sửu thần tộc. Ta nói, ta không cần cứu rỗi, cũng sẽ không quăng dựa vào các ngươi. Diệp Thần cười lạnh, mặc dù loạn ma sa trùng thi triển muôn vàn thủ đoạn, hắn luân hồi đạo tâm, đều khó có khả năng bị dung chuyển. Chư thiên vạn giới, trừ phi đỉnh phong nhất sửu thần tái nhập, bằng không không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể dung chuyển Diệp Thần đạo tâm. Bất hủ phong bia, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong chốc lát, hư không chấn động, thời không pháp tắc nổ tung, này mảnh thi sơn huyết hải thế giới, bạo phát ra một cỗ vô tận vầng sáng. Chiếu rọi hoàn vũ, phảng phất muốn trấn áp bóng đêm vô tận quỷ dị, một tòa thật to lạnh lùng bia đá, chậm rãi nổi lên, cũng chấn rơi xuống đất. Đó chính là bất hủ phong bia, phía trên ghi chép ngày xưa luân hồi chi chủ, vô số vinh quang, vô số sử thi truyền kỳ. Này chút đi qua sử thi vinh quang, tụ lại, hóa thành bất hủ phong bia, uy thế đủ để áp sập vô tận bầu trời, thời gian muốn bị ép đoạn, không gian muốn yên diệt thành hư vô. Ầm ầm. Bất hủ phong bia một chấn rơi xuống đất, đại địa liền băng liệt, một cỗ mạnh mẽ khí tràng, mang theo thao thiên chiến ý quét ngang ra ngoài. Ba ba ba, vùng hư không này, ngàn ngàn vạn vạn viên ma nhãn, toàn bộ bạo liệt, dòng máu bắn tung tóe, sâu trong hư không có từng đợt ma thần thống khổ khóc thét phát ra. Trôi nổi ở chân trời thiên ma cờ lớn, lập tức nhận trọng kích, vô lực rớt xuống đất. A, loạn ma sa trùng cũng nhận to lớn trùng kích. Kêu thảm một tiếng, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thí Thiên, ngươi dám phản kháng ta sửu thần tộc. Loạn ma sa trùng giận dữ gào thét, triệt để chấn động, thân thể thoáng qua, ma khí thao thiên, trực tiếp liền hóa ra thất vĩ bản tướng,
To lớn ma trùng thân thể, như núi cao biển rộng, không ai bì nổi, bàng bạc ma khí hóa thành từng đầu xích sắt, xoạt kéo phá không đánh giết hướng Diệp Thần. Tiểu La Bạc, trước tiên đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Diệp Thần không sợ chút nào, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, cùng Tiểu Cấm Yêu trao đổi. Được rồi, phụ thân. Tiểu Cấm Yêu không chút do dự, thân thể thoáng qua, liền hóa thành một luồng tinh thuần bàng bạc yêu khí, quán trú vào Diệp Thần trong thân thể. Oanh long long. Diệp Thần đạt được Tiểu Cấm Yêu linh khí quán trú, chỉ một thoáng khí tức bão táp, toàn thân yêu khí dâng lên, tại sau lưng triển khai một đôi ác ma chi dực. Hắn chỉ mượn dùng Tiểu Cấm Yêu lực lượng, cũng không có mượn dùng Huyết Long lực lượng. Bởi vì, Huyết Long thân phụ lấy rất nhiều vĩ thú năng lượng, không thể khinh động. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không sẽ vận dụng Huyết Long lực lượng. Chỉ dựa vào Tiểu Cấm Yêu lực lượng, hắn dĩ nhiên khó mà trấn áp loạn ma sa trùng, nhưng tự vệ là đủ. Mà lại, Diệp Thần còn có một môn thần thông, có thể khắc chế loạn ma sa trùng. Cái kia chính là, thuần thú bát tự quyết. Uy tự quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, đem loạn ma sa trùng bắn mạnh mà đến ma khí xích sắt, toàn bộ chấn động, lại đem tự thân linh khí, bất hủ phong bia khí tức, chuyển hóa thành một cỗ cường đại uy áp, trấn áp hướng loạn ma sa trùng. Nói cho cùng, vĩ thú cũng là dã thú, cũng muốn chịu thuần thú bát tự quyết khắc chế. Cái gì? Loạn ma sa trùng đại chấn, chỉ thấy Diệp Thần hiển hóa ra thiên địa pháp tướng, bàn tay lớn che trời, che đậy tinh không vũ trụ, lòng bàn tay một cái to lớn uy chữ, quay đầu hướng nó chấn sát xuống tới, nó chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở. Răng rắc, này mảnh thi sơn huyết hải thế giới, cũng là không thể thừa nhận Diệp Thần uy áp, khắp nơi nổ tung phá toái. Ma khí tán loạn. Tiếp theo sát, mảnh thế giới này băng diệt. Diệp Thần cùng loạn ma sa trùng, lại xuất hiện tại thế giới bên ngoài. Thần âm điện trên dưới vô số võ giả, liền thấy bên trên bầu trời, vô cùng hùng vĩ một màn. Trước đây còn vô cùng hung hăng càn quấy loạn ma sa trùng, tại Diệp Thần cự thủ trấn áp xuống, thế mà thân thể phát run, lộ ra 10 điểm chật vật. Vĩ thú đánh, phá cho ta. Loạn ma sa trùng chấn nộ. Vĩ thú năng lượng triệt để bùng nổ, hít sâu một hơi, chư thiên hư không, vô tận thế giới quỷ dị khí tức, gào thét tới, tại trong miệng nó hóa ra một quả lớn đại hắc ám viên cầu, sau đó oanh một tiếng, như bạo đạn oanh tạc mà ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần thân thể đánh tới. Thiên ma cổ bảo, ngự. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức gọi ra thiên ma cổ bảo, ở trên người hóa thành một bộ thiên ma chiến bào. Loạn ma sa trùng vĩ thú đánh. Hung hăng nổ tại Diệp Thần thiên ma chiến bảo phía trên. Diệp Thần nhận to lớn trùng kích, thân thể cấp tốc lui lại, may mắn có Tiểu Cấm Yêu lực lượng chống đỡ, mà lại thiên ma chiến bảo phòng ngự cũng đủ mạnh mẽ, hắn cũng không có thụ thương. Yêu nghiệt này, quả nhiên không đơn giản. Mặc dù không bị thương, nhưng loạn ma sa trùng hung mãnh thủ đoạn, cũng làm cho Diệp Thần thấy chấn động. Loạn ma sa trùng không hổ là thất vĩ. Coi như trước bị Diệp Thần uy tự quyết áp chế, cũng có thể phản kháng. Nếu là lại chiến đấu tiếp, Diệp Thần chỉ sợ không phải loạn ma sa trùng địch thủ. Dù sao loại cấp bậc này vĩ thú, năng lượng linh khí cực kỳ kéo dài, mà Diệp Thần trong cơ thể Tiểu Cấm Yêu lực lượng, cũng không có cách nào duy trì bao lâu. Thánh tử ra tới. Trời ạ, hắn thế mà có thể cùng loạn ma sa trùng đối kháng. Mau ra tay, đánh giết yêu nghiệt này. Thần âm điện trên dưới chấn động, bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần chút tu vi ấy, thế mà có thể cùng loạn ma sa trùng đối kháng, thậm chí một lần nhường loạn ma sa trùng chật vật. Trong lúc trước mắt, thần âm điện cũng không lo được nhiều như vậy, âm thi, âm tinh, âm diễm tam tộc người, anh dũng giành lên trước, vô số cường giả phóng lên tận trời, tế động binh khí pháp bảo, vô số thần thông hào quang bùng lên, hướng về loạn ma sa trùng oanh tạc mà đi. Các nơi tháp lâu phía trên, một tòa tòa nỏ pháo hỏa pháo, rất nhiều tên nỏ đạn pháo, cũng là dốc vốn giống như, oanh tạc hướng loạn ma sa trùng thân thể. Phanh phanh phanh, loạn ma sa trùng thân thể lọt vào cuồng bạo oanh tạc, từng đóa nổ tung pháo hoa nổ lên, nó thân thể máu thịt cũng bị nổ bay không ít, máu thịt be bét. Đáng chết, các ngươi dám đả thương ta muốn các ngươi chết. Loạn ma sa trùng nổi giận, phát ra ngoan thoại. Nhưng cũng không có phản kích, ngược lại chấn động cánh, cấp tốc ra bên ngoài trốn chạy mà đi. Trong chớp mắt, loạn ma sa trùng liền mang theo điểm chật vật, thoát đi thần âm điện, xa xa bay mất.
thấy loạn ma sa trùng trốn chạy, thần âm điện trên dưới bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Trong lòng mọi người, một lần vô cùng khủng bố mạnh mẽ loạn ma sa trùng, thoạt nhìn cũng không phải trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Diệp Thần vẻ mặt lại là ngưng trọng, hắn biết, loạn ma sa trùng tuyệt đối không có tốt như vậy đối phó. Loạn ma sa trùng còn nể mặt nhau, quyết tử phản kích, có thể là có ý định khác. Cùng gieo hò mọi người khác biệt, âm thi lão tổ cũng như Diệp Thần như vậy, sắc mặt nghiêm túc. Hắn rõ ràng biết, loạn ma sa trùng tuyệt khó đối phó. Chư vị an tĩnh, âm thi lão tổ giơ tay lên một cái, thần âm điện trên dưới liền đình chỉ gieo hò, an tĩnh lại, tầm mắt đều nhìn về phía hắn. Lên ngôi nghi thức tiếp tục, thỉnh Diệp công tử tỏ rõ thánh tử quyền hành. Âm thi lão tổ mắt nhìn hướng trên đài cao Diệp Thần, lớn tiếng nói. Diệp Thần gật gật đầu, liền đem trong tay quyền trượng, giơ lên cao cao. Dưới đài cao, ngoại trừ âm thi lão tổ bên ngoài, thần âm điện tất cả mọi người quỳ xuống, trong miệng tề hô. Cung nghênh thánh tử vào chỗ, thí thiên thánh tử công che thiên địa, đức chiêu nhật nguyệt, chúng ta thành tâm cúng bái. Diệp Thần nhìn xem đám người cúng bái cung kính bộ dáng, liền biết mình về sau cùng thần âm điện, là khó hòa giải. Âm thi lão tổ lại nói tốt, tiếp đó, liền là rút thăm nghi thức, thí thiên thánh tử, thỉnh ngươi rút thăm. Dứt lời, âm thi lão tổ vung tay lên, Diệp Thần trước người liền xuất hiện ba cây thăm trúc. Diệp Thần nhìn xem trôi nổi trước người ba cây thăm trúc, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Thần âm điện trên dưới đám người phải sợ hãi, có trưởng lão hướng âm thi lão tổ nói, lão tổ, còn muốn rút thăm sao? Ta xem cái kia loạn ma sa trùng, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy, mong muốn đối kháng nó, có lẽ không cần hy sinh nhất tộc thảm liệt như vậy. Âm thi lão tổ nói, loạn ma sa trùng là thất vĩ dị thú, lại là sử thần tộc kỳ chủ. Thực lực của nó, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Theo kế hoạch tiến hành, thỉnh thí thiên thánh tử rút biến thăm, rút đến một tộc kia liền muốn có toàn tộc hy sinh chuẩn bị. Nghe được âm thi lão tổ, toàn trường người đều là kinh hãi ngưng trọng. Diệp Thần cũng là cho mày, hắn cũng không muốn tiêm nhiễm lớn như vậy nhân quả. Thí thiên thánh tử, thỉnh rút thăm. Âm thi lão tổ nói ra. Diệp Thần xem đến phía dưới vô số ánh mắt. Đều đang nhìn chăm chú chính mình, nghĩ thầm, có ta ở đây, coi như loạn ma sa trùng làm loạn, cũng sẽ không xuất hiện diệt tộc tình huống bi thảm. Mà lại, ta có túc mệnh chi hoàn, có thể đem người đã chết phục sinh. Thôi, liền đón lấy này nhân quả. Diệp Thần biết âm thi lão tổ quyết ý rút thăm, hắn muốn cầm đến thần âm nến, này phần nhân quả là muốn tiếp nhận. Ngay sau đó, Diệp Thần không do dự nữa, liền rút một nhánh rút thăm, đảo đi tới nhìn một chút. Chỉ thấy thăm trúc bên trên viết âm thi tộc tam chữ. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía âm thi lão tổ, nội tâm rất có xúc động, công kỳ kết quả rút thăm, nói. Rút được âm thi tộc. Nghe được kết quả này, thần âm điện xôn xao, âm thi tộc trên dưới càng là hít sâu một hơi. Âm thi lão tổ vẻ mặt không thay đổi, nói, rất tốt, âm thi tộc trên dưới nghe lệnh, nếu như loạn ma sa trùng tái phát khó, tộc ta trên dưới không tiếc hy sinh. Cũng muốn đem cái kia yêu nghiệt đánh giết. Âm thi tộc mọi người cùng kêu lên đáp, đúng. Nếu kết quả rút thăm như thế, âm thi tộc cũng không có lời oán giận, một khi tình huống nguy cấp, bọn hắn nguyện ý hy sinh. Diệp Thần im lặng, chỉ nghe âm thi lão tổ tiếp tục nói, thí thiên thánh tử, vừa mới đánh lùi loạn ma sa trùng, bây giờ chính là thôi động bánh xe số mệnh cơ hội. Chúng ta có khả năng đi tới vận mệnh thánh địa, nếm thử thôi động bánh xe số mệnh. Nếu như thuận lợi, có thể đuổi tại loạn ma sa trùng làm loạn trước đó, hoàn thành nghi thức. Kể từ đó, ta thần âm điện trên dưới, liền không cần ai đi hy sinh. Diệp Thần đạo, hết thảy đều nghe tiền bối phân phó. Âm thi lão tổ, rất tốt, xuất phát đi tới vận mệnh thánh địa. Thanh âm hắn truyền lệnh mở đi ra, thần âm điện trên dưới chấn động, dồn dập gọi, xuất phát đi tới vận mệnh thánh địa. Xuất phát đi tới vận mệnh thánh địa. To lớn âm thanh vang dội tại trong thiên địa quanh quẩn, rung động tâm thần của người ta. Diệp Thần, Tần Hàm Thu, âm thi lão tổ đám người, liền dẫn theo thần âm điện rất nhiều đệ tử, trùng trùng điệp điệp, xuất phát đi tới vận mệnh thánh địa. Vận mệnh thánh địa, là thần âm điện trong giấc mộng, cải biến tự thân vận mệnh địa phương. Bọn hắn chế tạo bánh xe số mệnh, ngay tại vận mệnh trong thánh địa. Cái kia mảnh thánh địa, khoảng cách thần âm điện cũng không xa.
thậm chí có thể nói ngay tại thần âm điện hậu sơn, là một mảnh thế giới tưởng tượng, mắt trần không thể nhận ra. Diệp thần đi theo âm thi lão tổ, rất mau tiến vào vận mệnh thánh địa huyễn tưởng thế giới. Này mảnh huyễn tưởng thế giới, cũng là bão cát đầy trời, khắp nơi khói mù. Diệp thần dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy phương xa bão cát cho bụi thấp thoáng ở giữa, thiên vũ phía trên, lơ lửng một đường to lớn mâm tròn. Cái kia đạo mâm tròn, chắc hẳn liền là thần âm điện chế tạo bánh xe số mệnh. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng về bánh xe số mệnh chỗ đi tới. Trên đường đi, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Diệp thần đoàn người bốc lên bão cát, rất mau tới đến bánh xe số mệnh xuống. Diệp thần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong bánh xe số mệnh. Cái kia bánh xe số mệnh, 10 điểm to lớn thần thánh, thậm chí so với Diệp thần túc mệnh chi hoàn, còn muốn lớn lớn, như là một cái không thể diễn tả thao thiên bánh răng, lơ lửng trong trời cao, đứng im bất động, lộ ra ảm đạm hào quang, màu sắc như kim loại lạnh lùng, để cho người ta nhìn xem liền thấy run rẩy, phảng phất linh hồn bị xúc động, tim đập thình thịch. Bất quá, này bánh xe số mệnh, nhìn như to lớn, nhưng luận năng lượng nội tình, hoàn toàn không thể cùng Diệp thần túc mệnh chi hoàn so sánh. Bởi vì, túc mệnh chi hoàn là chân thật tồn tại, đã chế tạo ra tới. Nhưng này bánh xe số mệnh, nhưng vẫn là huyễn tưởng trạng thái, cũng không có chế tạo thành chân thực. Mà lại, bánh xe số mệnh phía trên, chỉ có âm thi tộc, âm diễm tộc, âm tinh tộc tam tộc vận mệnh quý tích, không giống Diệp thần túc mệnh chi hoàn như vậy, bao quát chư thiên. Nếu là có thể thuận lợi thôi động bánh xe số mệnh, cái kia thần âm điện tam tộc vận mệnh, là có thể đạt được cải biến, thoát khỏi âm sát tà khí, chân chính hóa thân thành người. Ra. Ngay tại Diệp thần nhìn chăm chú bánh xe số mệnh thời điểm, hắn nghe được một hồi đứt quãng tiếng kêu. Chỉ thấy bánh xe số mệnh dưới, xuất hiện một đạo nhỏ bé yếu đuối thân ảnh, đó là một cái vô cùng non nớt tiểu nữ hài, xem bộ dáng chỉ có 7-8 tuổi, con mắt là hồng bảo thạch huyết sắc, ánh mắt mang theo mờ mịt cùng hồ đồ, trên trán dán vào một tấm bùa, đang lảo đảo nghiêng ngã chạy đi tới, bước chân như lúc ban đầu học theo hài đồng, trong miệng hướng âm thi lão tổ kêu gọi. Ra. Âm thi lão tổ cười khổ một tiếng, hướng Diệp thần đạo, đó là tôn nữ của ta, nàng gọi tiểu mộng. Diệp thần ngẩn ngơ, đã thấy cô bé kia, ngoại hình cách ăn mặc giống như là một đầu tiểu cương thi, làn da tái nhợt đến có chút quá mức, chạy nhanh động tác cũng có chút cứng đờ, bất quá bộ dáng xinh đến 10 điểm đáng yêu sạch non, làm cho người thương tiếc, đón gió cắt chạy nhanh thời điểm, trên trán phù lục, giống như muốn bị gió thổi đi, nàng phải cẩn thận nắm bắt. Cuối cùng, tiểu nữ hài chạy đi tới âm thi lão tổ bên người, lại có chút hiếu kỳ ngẩng lên đầu nhỏ, đánh giá Diệp thần. Ra, người đại ca này ca, vì cái gì, muốn mang theo mặt nạ? Tiểu nữ hài hỏi. Âm thi lão tổ tiếu đạo, bởi vì đại ca ca ưa thích mang mặt nạ, liền mang theo mặt nạ. Tiểu mộng, mau cùng đại ca ca vấn an, hắn gọi Diệp Thí Thiên, là chúng ta thần âm điện thánh tử. Tiểu nữ hài hết sức có lễ phép. Thanh âm mềm dẻo hướng Diệp thần khom người vấn an, người tốt, đại ca ca, ta gọi tiểu mộng, là cái cương thi. Diệp thần ngẩn ngơ, tầm mắt đánh giá tiểu mộng, lại mơ hồ cảm nhận được, trong cơ thể của nàng, tựa hồ tồn tại một cỗ đặc thù năng lượng khí tức. Cỗ khí tức kia, vô cùng khinh khủng, là vĩ thú khí tức, thậm chí so với loạn ma sa trùng, còn muốn bàng bạc mạnh mẽ, chẳng qua là bị phong ấn dâng lên, không có bùng nổ thôi. Một khi tiểu mộng trong cơ thể vĩ thú năng lượng, triệt để bùng nổ, cái kia người ở chỗ này, ít nhất phải thương vong chín thành. Trong cơ thể của nàng, Diệp thần nghi ngờ không thôi, nhìn về phía âm thi lão tổ. Âm thi lão tổ cười khổ một tiếng, nói, trong cơ thể nàng phong ấn 8 đuôi. Diệp thần kinh hãi nói, 8 đuôi. Âm thi lão tổ nói, đúng vậy, 8 đuôi kim ô tước năng lượng, liền phong ấn tại trong cơ thể nàng. Tại ban đầu, kỳ thật làm phức tạp ta thần âm điện vĩ thú, không ngừng một đầu, ngoại trừ thất vĩ bên ngoài, còn có 8 đuôi. Chúng nó phụng sử thần chi mệnh, muốn chấn áp ta thần âm điện, chiếm lấy thần âm nến, bởi vì đó là nguyên thiên đế chế tạo thần vật, đối sử thần mang theo uy hiếp, cho nên sử thần nhất định phải cướp đoạt. Chúng ta từng may mắn triệu hoán nguyên thiên đế đại nhân buông xuống, nguyên thiên đế đại nhân ra tay, đem 8 đuôi kim ô tước chấn áp, phong ấn đến tôn nữ của ta trong cơ thể. Nhưng thất vĩ loạn ma sa trùng, còn không có giải quyết. Chúng ta sau này nếm thử lại triệu hoán nguyên thiên đế đại nhân,
đã đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Diệp thần đạo, thì ra là thế. Hắn lại không nghĩ rằng, ngoại trừ loạn ma sa trùng bên ngoài, tám đuôi kim ô tước, đã từng họa loạn thần âm điện. Xem ra sử thần vì chiếm lấy thần âm nến, thật sự là không tiếc đại giới. Đã từng mạnh mẽ tám đuôi, bây giờ đã phong ấn đến tiểu mộng trong cơ thể. Âm thi lão tổ có chút thương tiếc sờ lên tiểu mộng đầu, thở dài một tiếng, nói, từ đó về sau, tiểu mộng liền thành tám đuôi vật chứa, ta sợ nàng vĩ thú khí tức tiết lộ, sẽ cho thần âm điện mang đến thao thiên tai họa, liền đem nàng gửi nuôi tại đây mảnh huyễn tưởng thế giới. Diệp thần cao mày nói, trong cơ thể nàng phong ấn tám đuôi, cuối cùng cần phải giải quyết, tiền bối, ngươi có biện pháp nào? Âm thi lão tổ tầm mắt có chút chần chờ nhìn Diệp thần, nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân từng hạ xuống thần dụ, nói có khả năng đem tám đuôi vật chứa, giao cho luân hồi chi chủ trưởng quản. Thí thiên thánh tử, người kế thừa luân hồi đạo thống, không biết người có chắc chắn hay không, quản được tôn nữ của ta. Tám đuôi năng lượng là cực kỳ khủng bố, tiểu mộng thân là tám đuôi vật chứa, liền là một quả bom hẹn giờ, một khi bùng nổ, hậu quả khó mà lường được. Âm thi lão tổ cũng không xác định, Diệp thần có không có tư cách, có thể quản khống ở tiểu mộng. Dù sao tiểu mộng một khi bùng nổ, cái kia chính là thao thiên tai ương, có thể sẽ cho toàn bộ luân hồi trận doanh, mang đến không thể đoán chừng tai họa. Diệp thần tầm mắt nhìn về phía tiểu mộng, trong lòng cũng là khẽ động. Tiểu mộng cắn ngón tay, bộ dáng non nớt hồ đồ, cùng bình thường tiểu nữ hài không có gì sai biệt, tựa hồ cũng không biết, trên người mình gánh vác lấy đáng sợ đến mực nào nhân quả. Ra ra, ta có khả năng cùng đại ca ca đi ra ngoài chơi sao? Tiểu mộng nói ra, nàng bị giam tại đây mảnh huyễn tưởng thế giới, không biết bao nhiêu năm tháng, đầy trời bão cát, bị tê lòng của nàng, nàng đều đã quên thế giới bên ngoài, đến cùng là như thế nào bộ dáng. Nếu như có thể đi theo Diệp thần, đi tới bên ngoài, nàng là cầu còn không được. Diệp thần lắc đầu, thấy sau lưng nhân quả trọng đại, nhưng cũng không có tùy tiện loạn nói, hướng âm thi lão tổ nói. Tiền bối, chúng ta trước nếm thử thôi động bánh xe số mệnh lại nói. Âm thi lão tổ mừng rỡ, nói, đang lúc như thế, thí thiên thánh tử, vậy liền nhờ ngươi ra tay rồi. Diệp thần gật đầu, tầm mắt nhìn hướng trời cao bánh xe số mệnh, đứng im bất động bánh xe số mệnh, lộ ra trang nghiêm khí tức, khiến cho người nghẹt thở. Lấy lại bình tĩnh, Diệp thần tay vừa nắm, một cỗ sáng chói chói mắt thần mang, theo trong lòng bàn tay hắn dâng lên, một đường to lớn vòng tròn, chậm rãi từ vô tận thần mang bên trong, bay lên. Đó chính là túc mệnh chi hoàn. Túc mệnh chi hoàn từ từ bay lên, lên tới cùng bánh xe số mệnh ngang bằng, cùng to lớn đến quá phận bánh xe số mệnh so sánh, túc mệnh chi hoàn cũng lộ ra nhỏ bé. Một cái vòng tròn, một cái vòng tròn vòng, trôi nổi tại trong trời cao, giống như là một cái nhỏ bánh răng, một cái lớn bánh răng. Chỉ cần Diệp thần lợi dụng túc mệnh chi hoàn lực lượng, là có thể thôi động bánh xe số mệnh cái này lớn bánh răng, tiến vào mà thay đổi thần âm điện chư vận mệnh con người. Phía dưới, thần âm điện vô số âm tộc người tầm mắt, đều tại nhìn lên trên trời kỳ cảnh, nội tâm vô cùng kích động. Diệp thí thiên, thần âm điện nhân quả, người không thể nhúng tay. Ngay tại Diệp thần mong muốn thôi động bánh xe số mệnh thời điểm, một đạo sâu lắng bén nhọn thanh âm, lại là phá bầu trời vang lên. Đó chính là loạn ma sa trùng thanh âm. Tại đây mảnh huyễn tưởng thế giới bên trong, loạn ma sa trùng chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ hình, không biết ẩn giấu ở nơi nào. Đề phòng. Nghe được loạn ma sa trùng thanh âm, âm thi lão tổ phất tay hét lớn, thần âm điện rất nhiều cao thủ, lập tức đề phòng. Trong đó, âm thi tộc sở thuộc người, càng là từng cái làm xong hy sinh chuẩn bị. Ta sử thần tộc cùng thần âm điện ân oán, còn chưa tới phiên ngươi tới can thiệp, bằng không vạch mặt, ta sử thần tộc cùng ngươi luân hồi trận doanh, chính là không chết không thôi. Loạn ma sa trùng thanh âm, càng xâm nghiêm dâng lên. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp thần cười, cũng mặc kệ loạn ma sa trùng uy hiếp, lúc này đem tự thân linh khí, quán chú đến túc mệnh chi hoàn bên trong. Toàn bộ túc mệnh chi hoàn, bộc phát ra mãnh liệt thánh quang, năng lượng bàng bạc, chuyển động, liên đới lấy đem bánh xe số mệnh, cũng chuyển động. Răng rắc, bánh răng vận mệnh, bắt đầu chuyển động. Một mực đứng im bất động bánh xe số mệnh, tại túc mệnh chi hoàn lôi kéo dưới, chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Nguyên bản lu mờ ảm đạm bánh xe số mệnh, tại thời khắc này, bộc phát ra cực kỳ nóng rực thao thiên thần hy,
cuồn cuộn mang khí như liệt nhật, rực rỡ thần thánh, sáng chói vận mệnh hào quang, xỏ xuyên qua vô tận thời không, đem này mảnh huyễn tưởng thế giới, chiếu rọi đến bừng sáng, hết thảy bão cát đều lắng lại. Theo bánh xe số mệnh chuyển động, một màn kinh người, cũng là tùy theo xuất hiện. Thần âm điện âm thi tộc, âm tinh tộc, âm diễm tộc người, từng cái chậm rãi rút đi âm khí, biến thành chân chính nhân tộc. Âm khí rút đi về sau, trong cơ thể của bọn họ pháp tắc trật tự, càng thêm kiên cố ổn định, bạo phát ra mạnh mẽ khí huyết gợn sóng. Ta biến thành người. Trời ạ, trên người ta âm khí, đã toàn bộ biến mất. Ta không còn là thi thể quái vật, mà là chân chính người. Vô số người kinh hỉ reo hò, bánh xe số mệnh thôi động, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn hắn, để bọn hắn thoát khỏi âm sát quấn thân phiền não. Đáng chết, Diệp Thí Thiên, người thật muốn cùng ta Sửu thần tộc là địch. Loạn ma sa trùng thanh âm, triệt để nổi giận. Chỉ thấy hư không rung động ầm ầm, khói đen dâng lên, xương máu cuồn cuộn, huyễn tưởng pháp tắc nứt ra, một đạo khủng bố che trời thân ảnh, hàng lâm xuống. Chính là loạn ma sa trùng. Thời khắc này loạn ma sa trùng, khí huyết đúng là đang điên cuồng bùng cháy, hoàn toàn không để ý đại giới cùng tiêu hao. Ánh mắt của nó tràn ngập kinh thiên lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như nói trước đó, nó cùng Diệp Thần giao thủ, còn giữ lại một tia ranh giới cuối cùng, cái kia giờ phút này, liền là triệt để vạch mặt. Khí huyết cuồng bạo bùng cháy, loạn ma sa trùng vĩ thú khí tức, trở nên cực kỳ khủng bố, che khuất bầu trời, bao phủ khắp nơi, dung chuyển càn khôn. Cái kia chậm rãi chuyển động bánh xe số mệnh, tại nó khí tức áp chế dưới, thế mà một lần nữa lâm vào đứng im. Âm thi tộc trên dưới nghe lệnh, theo ta đánh giết yêu nghiệt này. Âm thi lão tổ gào thét, hồn nhiên bất chấp nguy hiểm, hét lớn một tiếng, liền dẫn theo âm thi tộc vô số cường giả, bay lên trời, hướng về loạn ma sa trùng đánh tới. Phanh phanh phanh, tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, liền có từng cái âm thi tộc cường giả, tại chỗ tự bạo, không để ý tính mệnh hy sinh, điên cuồng đánh thẳng vào loạn ma sa trùng. Trước đó Diệp Thần rút thăm, là rút được âm thi tộc. Âm thi tộc trên dưới, giờ phút này cũng là vô cùng dũng mãnh. Hoàn toàn không sợ tử vong, thà chết cũng muốn chấn áp loạn ma sa trùng, bảo đảm bánh xe số mệnh thôi động. Loạn ma sa trùng lọt vào vô số âm thi tộc cường giả oanh kích, khí tức một hồi tan tác, bánh xe số mệnh lần nữa khôi phục chuyển động. Thí Thiên Thánh Tử, người cứ việc thôi động bánh xe số mệnh, yêu nghiệt này giao cho chúng ta. Âm thi lão tổ quát, liền dẫn người hướng loạn ma sa trùng bay tập mà đi. Theo bánh xe số mệnh chuyển động, âm thi lão tổ trên người âm khí, cũng là chậm rãi rút đi, theo một cỗ thi thể bộ dáng, dần dần biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão giả, thần khí phiêu nhiên. Diệp Thần nhìn thấy bánh xe số mệnh hữu hiệu, lập tức thôi động linh khí, ra tốc thôi động. Âm thi lão quỷ, người nghĩ hóa người, có thể không dễ dàng như vậy. Loạn ma sa trùng hừ một tiếng, biết đến giờ khắc này, nó cùng thần âm điện ở giữa, cân bằng triệt để đánh vỡ, chỉ có vạch mặt. Hai bên có thể muốn ngọc thạch câu phần. Sửu thần đại nhân, hộ ta chân linh. Thiên ma cờ lớn, thiên ma khuynh xào, nghe ta hiệu lệnh, buông xuống. Loạn ma sa trùng phát ra ngâm sướng, một bên hướng sửu thần cầu nguyện, tìm kiếm bảo hộ, một bên khác tế ra thiên ma cờ lớn, cờ xí lay động phấp phới, cuồn cuộn ma khí gào thét mà ra, có vô cùng thiên ma, rát rát rít lên, vọt ra. Mấy ngày này ma, không phải bình thường thiên ma. Mà là Sửu thần tám bên trong, ma chữ cờ thiên ma. Vì trấn áp thần âm điện, loạn ma sa trùng không để ý đại giới, lại có thể là đem ma chữ cờ thiên ma, toàn bộ triệu hoán xuống tới. Toàn bộ ma chữ cờ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ một thoáng, đếm không hết thiên ma quái vật, tràn ngập thiên vũ, trận trận tiếng gào chát chúa, muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Vô tận thiên ma quái vật, chia binh hai đường. Một đường cùng thần âm điện chém giết, một đường khác điên cuồng hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi, muốn ngăn cản hắn lại thôi động bánh xe số mệnh. Bảo hộ Thí Thiên Thánh Tử. Âm thi lão tổ đã sớm chuẩn bị, cũng là phân ra một nửa nhân thủ, đi bảo hộ Diệp Thần. Theo bánh xe số mệnh thôi động, càng ngày càng nhiều âm tộc người, biến thành chân chính nhân tộc, thực lực tăng nhiều. Mà trái lại loạn ma hiện sa trùng bên này, nó chỗ chịu hoán thiên ma quái vật, cũng là bị cắt cỏ. Từng mảnh bị diệt sát, tình thế không thể lạc quan. Thấy thế, loạn ma sa trùng ánh mắt lóe lên thật sâu chấn nộ,
mang theo vô hạn hận ý nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như chẳng qua là ma chữ cờ cùng thần âm điện chém giết, hai bên lực lượng ngang nhau, nó triệu hoán thiên ma, sẽ không bị cắt cỏ thảm như vậy. Nhưng, bởi vì Diệp Thần tồn tại, thôi động bánh xe số mệnh, làm cho thần âm điện rất nhiều cao thủ, đều lột xác thành người, thực lực đại tiến, dẫn đến nó ma chữ cờ, cũng là bị áp chế. Diệp Thí Thiên, người thật sự là muốn ta cùng ngươi đồng quy vu tận a. Loạn ma sa trùng phát ra phẫn hận thanh âm, nó toàn thân khí huyết bùng cháy đến cực hạn, tiếp theo sát, cho nên ngay cả xác thịt đều hòa tan, hóa thành một đoàn sâu lắng rậm rạp màu đỏ thẫm mây mù, trôi nổi ở trong hư không. Tại cái kia màu đỏ thẫm trong mây mù, phảng phất đang nổi lên cái gì đáng sợ kinh khủng đồ vật. Có gì đó quái lạ, âm thi tộc nghe lệnh, xua tan ma vụ. Âm thi lão tổ nhìn xem cái kia màu đỏ thẫm mây mù, vung tay lên, liền đều biết trăm cái âm thi tộc cường giả, hung hãn không sợ chết, phóng lên tận trời, như từng khỏa như đạn pháo, hướng về kia một đoàn màu đỏ thẫm mây mù ném tới. Bọn hắn đúng là tự bạo thân thể, không để ý hy sinh, cũng muốn nổ diệt đi này đoàn ma vụ. Nhưng, cái kia màu đỏ thẫm mây mù, đen chính là ma khí, đỏ là máu tươi, lẫn nhau hỗn hợp, năng lượng nội tình cực kỳ thâm hậu. Mấy trăm cái âm thi tộc cường giả oanh tạc, thế mà không thể dung chuyển một chút. Cái kia trong mây mù, một cỗ siêu thiên khí tức quỷ dị, cũng là ấp ủ đến càng ngày càng lợi hại. Xoạt, xoạt, xoạt. Ngay sau đó, từng đầu hắc ám, to lớn, lông xù cái đuôi, theo cái kia trong mây mù chập chờn mà ra, sau đó cái đuôi lực lượng, bỗng nhiên trở nên hung mãnh, càn quét chư thiên, quét ngang hết thảy. Trong một chớp mắt, có chừng 10 đầu to lớn cái đuôi, theo cái kia trong mây mù nổi lên ra tới, cuồng quét bầu trời càn khôn, rung động ầm ầm, cuốn lên vô tận phong lôi, thanh thế hạo đại. Rất nhiều âm thi tộc cường giả, phát ra tiếng kêu thảm, tại cái kia 10 đầu cái đuôi càn quét dưới, như con kiến hồi yếu ớt, chạm thử liền chết. Cuối cùng, một đầu không thể diễn tả khủng bố cự thú, theo mây mù theo bước ra. Đó là một đầu toàn thân xích sắt vần quanh, vô pháp miêu tả kỳ cụ thể hình dáng cự thú. Bởi vì cự thú hình dáng, thời thời khắc khắc tại biến ảo, có lúc sinh ra trăm ngàn viên con mắt, có lúc mọc ra vô số viên bướu thịt, hoặc là có ngàn vạn căn cốt đâm cùng răng, theo trên thân thể của nó nổ lên. Duy nhất không biến, là cự thú sau lưng 10 đầu cái đuôi. Vô tận sát khí, vô tận uy năng, tại cái kia 10 đầu cái đuôi bên trên hội tụ, quét ngang hết thảy, nghiền ép hết thảy, bẻ gãy nghiền nát, người ngăn cản tan tác tơi bời. 10 đuôi thần thú. Diệp Thần nhìn xem đầu này không thể diễn tả khủng bố cự thú, triệt để choáng váng. Đầu này cự thú, lại có thể là trong truyền thuyết 10 đuôi. Cái gọi là 9 đầu vĩ thú, bất quá là 10 đuôi phân thân. Chân chính kinh khủng nhất, kỳ lạ nhất lệ vĩ thú, là 10 đuôi. Đầu này 10 đuôi, thân thể mông lung, cũng không phải chân thực tồn tại, mà là một đạo huyễn tưởng pháp tướng. Thất vĩ loạn ma sa trùng khí tức, đã không tồn tại. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, chỉ có 10 đuôi thần thú huyễn tưởng pháp tướng. Điều này hiển nhiên là loạn giá ma sa trùng, dùng tự thân khí huyết hiến tế làm đại giá, triệu hoán đi ra 10 đuôi huyễn tưởng pháp tướng. Mặc dù chỉ là ảo tưởng pháp tướng, 10 đuôi khí tức, cũng quá kinh khủng, quỷ dị sát khí phô thiên cái địa, hắc ám sương mù nổ tung, đem chọn cái vận mệnh thánh địa, biến thành một mảnh như địa ngục tồn tại, đếm không hết thi thể quái vật, tu la khô lâu. Theo răng rắc nứt ra bầu trời cùng lớn vết nứt bên trong, chậm rãi bò lên ra tới. Thần âm điện vô số võ giả, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại mắt thấy 10 đuôi pháp tướng trong nháy mắt, đạo tâm của bọn họ, liền nhận lấy to lớn trùng kích, dồn dập lâm vào điên cuồng sụp đổ hoàn cảnh. Hứa nhiều đã vừa mới hóa người âm tộc người, lại lần nữa đánh về nguyên hình, thậm chí bị hắc ám tiêm nhiễm, biến thành càng ghê tởm tồn tại. Diệp Thần túc mệnh chi hoàn, cũng nhận mãnh liệt quỷ dị trùng kích, hào quang lập tức liền trở nên ảm đạm. Đến mức bánh xe số mệnh, thì là triệt để ngừng lại chuyển động, trơn bóng mâm tròn mặt ngoài, sinh ra côn trùng, quỷ dị ma khí quấn quanh. 10 đuôi khí tức, thế mà khủng bố đến tình trạng như thế. Đây vẫn chỉ là huyễn tưởng pháp tướng thôi, nếu là chân chính 10 đuôi, thật là sẽ khủng bố cỡ nào. Diệp Thần chấn động, nhìn thẳng trên bầu trời 10 đuôi pháp tướng. May mắn hắn có được luân hồi đạo tâm, bằng không, hắn tinh thần khả năng cũng muốn sụp đổ. Này 10 đuôi, quá kinh khủng.
Diệp Thần theo 10 đuôi pháp tướng trên thân, lại nhìn thấy cổ lão thiên cơ, đại khái hiểu, 10 đuôi là đà đế cổ thần một lá bài tẩy. Đà đế cổ thần, năm đó là Chu Mục Thần tạo ra, nhưng hắn cũng không cam lòng chịu Chu Mục Thần trưởng khống. Hắn chế tạo 10 đuôi, mặt ngoài nói là muốn đối kháng luân hồi sách, trên thực tế là muốn đối kháng Chu Mục Thần. 10 đuôi quỷ dị khủng bố, cùng sửu thần khủng bố là khác biệt. Sửu thần khủng bố, là lòng người khủng bố. Mà 10 đuôi, là thiên địa hắc ám khủng bố, là chư thiên rất nhiều quỷ dị hội tụ. Dùng thiên địa khủng bố, có thể đối kháng lòng người khủng bố. Đỉnh phong hình dáng dưới 10 đuôi, đủ để cùng sửu thần, Chu Mục Thần đối kháng. Bây giờ đà đế cổ thần, đã cùng Vũ Hoàng cổ đế đúc nóng một thể. Diệp Thần suy đoán, Vũ Hoàng cổ đế nghĩ lật bàn, cũng chỉ có dựa vào 10 đuôi. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, trong toàn trường, còn có thể chống cự 10 đuôi pháp tướng khí tức, cũng chỉ có 2 người. Một cái là Âm Thi lão tổ. Một cái khác, lại là Âm Thi lão tổ tôn nữ, Tiểu Mộng. Tiểu Mộng ngốc ngốc nhìn lên trên trời 10 đuôi thân ảnh, hốt hoảng xuất thần, lẩm bẩm nói, đó là của ta phụ thân sao? Trong mắt người ngoài, vô cùng kinh khủng 10 đuôi, ở trong mắt nàng, lại tựa hồ như là quân phụ tồn tại. Trong cơ thể của nàng, còn phong ấn 8 đuôi năng lượng, cùng 10 đuôi quan hệ mật thiết. Tiểu Mộng, tỉnh! Cái kia là quái vật, ngươi không muốn biến thành loại quái vật này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Âm Thi lão tổ hét lớn, kêu lên. Tiểu Mộng non nớt thân thể run lên, trong mắt lướt qua một tia thần sắc thống khổ, ôm đầu ngồi xổm xuống, lẩm bẩm nói, đầu đau quá, Tiểu Mộng không biết. Xoạt kéo. 10 đuôi pháp tướng toàn thân ma khí dâng lên, trong mắt lướt qua hung mang, nhìn chằm chằm Tiểu Mộng, lộ ra một tia thần sắc tham lam, trên thân một sợi dây xích bắn ra, liền hướng về Tiểu Mộng quấn đi. Tiểu Mộng trong cơ thể phong ấn 8 đuôi, nếu như có thể thôn phệ nàng, đầu này 10 đuôi, là có thể theo huyễn tưởng pháp tướng hư ảo tồn tại, diễn biến ra chân thực máu thịt, thuế trở nên cường đại. Yêu nghiệt, dám đả thương tôn nữ của ta. Âm Thi lão tổ giận dữ, đứng ra, huy kiếm một chảm, đem đầu kia xích sắt chặt đứt, tầm mắt lướt qua một tia dứt khoát, hướng Diệp Thần đạo. Thí Thiên Thánh Tử, về sau liền nhờ ngươi chiếu cố tôn nữ của ta. Tiếng nói vừa ra, Âm Thi lão tổ phi thân lên, đúng là trực trực hướng về 10 đuôi pháp tướng phóng đi. Nguyên Thiên Đế đại nhân, ta cuối cùng trở về dưới chân của ngươi. Âm Thi lão tổ một tiếng ngâm nga, toàn thân khí huyết phồng lên, cơ bắp bành trướng, như một quả như đạn pháo, đập xuống hướng 10 đuôi pháp tướng, sau đó tại chỗ tự bảo. Hắn nhưng là thiên đế cảnh cường giả, mà lại tại bánh xe số mệnh thôi thúc dưới, hắn đã hóa người. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không để ý tự thân tính mệnh, đúng là tại chỗ tự bảo. Kinh khủng nổ tung phát sinh, một đóa mây hình nấm trên không trung nổ lên, 10 đuôi pháp tướng to lớn hư ảnh, tại chỗ liền bị mãnh liệt nổ tung, xé rách đến thất linh bát toái. Tiền bối. Diệp Thần nhìn thấy Âm Thi lão tổ tự bảo, cũng là rất đỗi chấn động. Đợi đến nổ tung lắng lại, Diệp Thần lại thấy có một luồng khói đen, ô minh một tiếng, như là cỗ sao băng cấp tốc ra bên ngoài trốn chạy mà đi. Rất nhiều thiên ma, cũng là chạy trối chết. Mới vừa từ trong cái khe leo ra thi thể quái vật, tu la tà ma các loại, toàn bộ sụp đổ thành cho tàn. Trong chớp mắt, này mảnh vận mệnh thánh địa, ma khí tiêu tán hết sạch. Răng rắc, bánh xe số mệnh bên trên ma khí, cũng là như thủy triều rút đi, khôi phục chuyển động. Theo bánh xe số mệnh chuyển động, vạn trượng hào quang nở rộ mà ra, bánh xe số mệnh như là mặt trời chói chang treo ở chân trời, rơi xuống một mảnh ấm áp. Thần âm điện rất nhiều âm tộc người, tại bánh xe số mệnh bảo hộ chúc phúc dưới, lại lần nữa dần dần hóa hình làm người, hết thảy đều hướng về mỹ hảo cùng trật tự đi đến. Nhưng Diệp Thần trên mặt, lại không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Bởi vì này một trận chiến, Âm Thi tộc nhân cơ hồ hy sinh hầu như không còn, thương vong cực kỳ thảm trọng. Mà lại, thất vĩ loạn ma sa trùng, cũng không có tiêu vong. Vừa mới cái kia một luồng bỏ chạy rời đi khói đen, chính là loạn ma sa trùng bản nguyên khí tức. Giống loạn ma sa trùng loại cấp bậc này vĩ thú, nó có khả năng bị đánh bại, nhưng rất khó bị diệt sát. Chỉ cần bản nguyên bất diệt, liền có quay đầu trở lại cơ hội. Này loạn ma sa trùng, cũng là một cái tai họa ngầm. Diệp Thần tâm nghĩ đến. Đại ca ca, ông nội của ta đâu?
Tiểu Mộng ánh mắt mang theo một tia bi thương cùng bao la mờ mịt, nàng biết đại khái cái gì, nhưng nho nhỏ đầu vô pháp quá thâm nhập suy nghĩ. Diệp Thần thấy nhiều âm tộc người, tại bánh xe số mệnh thôi thúc dưới, đều đã hóa người, nhưng Tiểu Mộng vẫn là một cái tiểu cương thi bộ dáng, liền biết trong cơ thể nàng phong ấn tám đuôi, tình huống rất đặc thù, nghĩ muốn biến thành người bình thường, không hề dễ dàng. Tiểu Mộng, không có chuyện gì, ra ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Diệp Thần vuốt vuốt Tiểu Mộng đầu, tiếu đạo. Âm thi lão tổ triệt để tự bạo, nhưng dùng Diệp Thần thủ đoạn, về sau thực lực đầy đủ, vẫn là có thể đưa hắn phục sinh. Phải không? Tiểu Mộng mờ mịt, không hiểu thấy mũi mỏi như. Mấy cái thần âm điện trưởng lão, đã thuận lợi hóa hình làm người, như từng cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, đi tới, dồn dập hướng Diệp Thần chắp tay biểu thị nói lời cảm tạ. Thí Thiên Thánh Tử, lần này thật sự là nhờ có ngươi, ta thần âm điện cuối cùng là thoát khỏi hắc ám sa đọa vận mệnh, từ đó liền là người bình thường. Nhỏ Mộng cô nương thân phụ tám đuôi, tuân theo lão tổ nguyện vọng, cứ giao cho ngươi chiếu cố. Lần này đại chiến, ta thần âm điện thương vong thảm trọng, bây giờ lão tổ đã một, Thí Thiên Thánh Tử, không bằng liền từ ngươi tới đảm nhiệm điện chủ, tập hợp lại, chấn hưng ta thần âm điện. Có trưởng lão đề nghị, đúng là trực tiếp đề cử Diệp Thần đảm nhiệm điện chủ. Ta tới làm điện chủ. Diệp Thần nghe nói như thế, cũng là 10 điểm ngoài ý muốn. Đúng vậy, bây giờ ta thần âm điện vừa trải qua đại chiến, nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ có Thí Thiên Thánh Tử gia nhâm điện chủ, mới có thể tập hợp lại. Thỉnh Thí Thiên Thánh Tử vào chỗ, chúng ta nguyện thể sống chết hiệu lực. Thỉnh Thí Thiên Thánh Tử chấp trưởng ta thần âm điện quyền hành. Chúng trường lão dồn dập thuyết phục, chung quanh thần âm điện võ giả, cũng là dồn dập quỳ xuống, hô to tán tụng, chỉ cầu Diệp Thần có thể đảm nhiệm thần âm điện điện chủ. Diệp Thần tầm mắt chớp động, suy nghĩ một chút, cũng không có tùy tiện đáp ứng, nói, việc này cho sau lại nghị, chúng ta trở về rồi hãy nói. Chúng cha trường lão đáp, đúng. Ngay sau đó, Diệp Thần liền lưu lại một số người, quét dọn chiến trường, sau đó mang theo mọi người, trở về thần âm điện Sơn Môn. Hắn lại căn dặn mọi người để ý phòng ngự, miễn cho loạn ma sa trùng quay đầu trở lại. Loạn ma sa trùng không thể triệt để diệt sát, chung quy là một cái tai họa ngầm. Bất quá, trải qua trận này, loạn ma sa trùng cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, nó nếu là còn dám trở lại, Diệp Thần cũng là có điểm nắm bắt, có thể lợi dụng thuần thú bí quyết đem chấn áp. Mọi việc sơ định, Diệp Thần hồi đến thần âm điện, rốt cục lấy được thần âm nến. Bây giờ tuyệt đại bộ phận âm tộc người, đều thuận lợi hóa người, coi như đem thần âm nến lấy đi, bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống đi nữa trong bóng tối. Ta mượn dùng thần âm nến mấy ngày sau liền trở về còn. Diệp Thần nói với chúng trưởng lão, hắn biết bây giờ thần âm điện, cũng không phải là tuyệt đối an toàn, còn có loạn ma sa trùng tai họa ngầm. Này ngọn đèn thần âm nến, là rất nhiều thần âm điện người hải đăng, Diệp Thần cũng không tính chiếm dụng. Chẳng qua là mượn dùng mấy ngày. Chúng trường lão nói, điện chủ đại nhân cứ việc cầm đi, chúng ta đã không cần thần âm nến, ngươi chính là chúng ta mới hải đăng. Bây giờ Diệp Thần, còn không có đáp ứng làm thần âm điện điện chủ, nhưng ở chúng trường lão trong lòng, đã nhận định hắn làm điện chủ. Tần Hàm Thu nhìn thấy Diệp Thần lấy được thần âm nến, trong lòng mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ, cha ta được cứu rồi. Đêm đó, trong phòng, Diệp Thần mang theo thần âm nến, trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Chỉ thấy luân hồi trong mộ địa, đao phong nữ hoàng toàn thân làn da biến thành màu đen, cả người hỗn loạn, trạng thái thật không tốt. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, nữ hoàng tiền bối trạng thái như thế hỏng bét, không biết này thần âm nến có hữu dụng hay không. Hắn tế ra thần âm nến, linh khí quán chú đi vào, chỉ thấy thần âm nến phía trên, từng sợi thánh quang nở rộ mà ra. Cái kia từng sợi thánh quang, ẩn chứa nguyên thiên đế chúc phúc lực lượng, điểm điểm hạt ánh sáng bao phủ tại đao phong nữ hoàng trên thân, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy đao phong nữ hoàng trên da khói đen, cấp tốc rút đi, một lần nữa trở nên trơn bóng trơn mềm. Nàng mở mắt, đôi mắt bên trong cũng là toát ra vô tận thần thái, trở nên vô cùng trong veo sáng ngời. Hít thở sâu một hơi, đao phong nữ hoàng hai tay kết ấn, không ngừng hấp thu thần âm nến chúc phúc năng lượng, gột rửa tự thân xác thịt. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nàng liền thật dài thở phào một hơi, tầm mắt chạm nhiên nói. Mộ chủ, nhờ có người thần âm nến, ta cuối cùng đi loại trừ sử thần hắc ám ăn mòn. Diệp Thần kinh hỉ,
nói, nữ hoàng tiền bối, người đã không sao sao. Đao phong nữ hoàng đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ nắm, nói, không sao, mộ chủ, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, ta trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Tiếp đó, ta muốn đi tìm kiếm đại tử thụ hoàng. Nàng nghĩ rời đi luân hồi mộ địa, đi tìm đại tử thụ hoàng, chuyện này, trước kia đã nói với Diệp thần cũng đáp ứng. Hiện tại liền đi sao? Tới gần phân biệt, Diệp thần lại có chút không bỏ. Đao phong nữ hoàng nói, đúng vậy, ta có dự cảm, đại tử thụ hoàng gặp nguy hiểm, ta bắt được vô cùng đáng sợ thiên cơ, nàng khả năng đã lọt vào bảy ác mộng trận ăn mòn. Diệp thần đạo, cái gì bảy ác mộng trận? Đao phong nữ hoàng nói, là sử thần bố trí trận pháp, bảy ác mộng trận là hắn bố cục một trong, dùng bảy người là trận nhãn, mỗi người đều uống vào một chén ác mộng suối chi thủy, tuế nguyệt trải qua nhiều năm về sau, bảy người kia liền sẽ trở thành hắn khôi lỗi. Ta suy tính đến, đại tử thụ hoàng khả năng sớm đã bị bước uống xong ác mộng suối chi thủy, một khi ác mộng suối sát khí bùng nổ, nàng liền sẽ trở thành sử thần khôi lỗi, ta nhất định phải đi cứu vớt nàng. Diệp thần giật mình, nói, lại là cái này sử thần. Đao phong nữ hoàng nói, đúng vậy, sử thần nhất định là chúng ta trung cực kẻ địch. Mộ chủ, ta rời đi về sau, ngươi chính mình cần trị thận, chờ qua một thời gian ngắn, ngươi thực lực mạnh mẽ một chút. Có thể đi tới hư không quỷ giới, đó là hư không quỷ diện địa bàn. Viêm thiên đế đầu, cũng tại hư không quỷ giới bên trong. Ngươi nếu là đi đến hư không quỷ giới, có lẽ có thể thức tỉnh hư không quỷ diện, lần nữa đến viêm thiên đế đầu, vậy liền công đức viên mãn. Bất quá, ngươi tựa hồ còn không có cầm tới viêm thiên đế chân trái, tốt nhất vẫn là lấy trước đến chân trái về sau, sơ bộ thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, lại đi hư không quỷ giới. Dù sao hư không quỷ giới, chỗ kia mãnh quỷ hoành hành, ngươi chỉ cần xông qua tầng tầng kiếp nạn, mới có tư cách thức tỉnh hư không quỷ diệt. Nếu có thể thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, cũng có thể nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn. Đao phong nữ hoàng tầm mắt, nhìn quanh luân hồi mộ địa, cuối cùng rơi xuống một khối còn không có thức tỉnh trên bia mộ. Khối kia mộ bia, nếu như nàng không có cảm ứng sai, liền là hư không quỷ diện mộ bia. Hư không quỷ diện. Là lục đạo cổ thần một trong, xem như huynh trưởng của nàng, thực lực tu vi so với nàng muốn cường hãn, tinh thông quỷ đạo thuật pháp. Cái kia hư không quỷ giới, chính là hư không quỷ diện hậu nhân ở lại địa bàn. Viêm thiên đế đầu, cũng giấu ở trong đó. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, viêm thiên đế thần thể, hắn đã được đến hai tay, đùi phải cùng thân thể, còn kém chân trái cùng đầu. Viêm thiên đế vì không không lúc nào không mang đến hỏa diễm, hắn là hỏa thủy tổ. Mà hắn hỏa diễm, lại là hắn quan sát thiên hỏa mệnh tinh lấy được. Viêm thiên đế cùng thiên hỏa mệnh tinh ở giữa, quan hệ mật thiết. Diệp thần nếu là lần nữa đến chân trái của hắn, chắc chắn có khả năng sơ bộ thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh. Nếu là liền cuối cùng đầu, cũng có thể tới tay, thiên hỏa mệnh tinh là có thể hoàn toàn đã thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Diệp thần tâm thần cũng là nóng rực lên. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết. Viêm thiên đế chân trái hạ lạc. Tốt, ta phải đi, mộ chủ. Ngô, trước khi đi, ta cho ngươi thêm một đạo phù chiếu. Đao phong nữ hoàng lấy lại bình tĩnh, vươn tay, toàn thân linh khí phóng thích mà ra, khí huyết năng lượng cuồn cuộn, vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt, tiêu hao phi thường lớn. Tại trong tay nàng, xuất hiện một đạo phù chiếu, phía trên in một cái, uy chữ. Đây chính là uy tự quyết phù chiếu. Xem đao phong nữ hoàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, liền biết nàng vì ngưng tụ này đạo phù chiếu, cũng là tiêu hao rất lớn. Mộ chủ, người tốt nhất cầm lấy, lúc khẩn cấp về sau có khả năng phát huy được tác dụng, ta ở cùng với ngươi. Đao phong nữ hoàng ôn nhu dặn dò, đem cái kia phù chiếu nhét vào Diệp thần trong tay. Diệp thần tâm hạ 10 điểm cảm kích, cùng đao phong nữ hoàng ôm tạm biệt. Đao phong nữ hoàng rời đi luân hồi mộ địa. Xuất phát đi tìm đại tử thụ hoàng đi. Diệp thần nhìn xem giống tuếch luân hồi mộ địa, nghĩ thầm. Trễ chút thời gian, ta nhất định phải đi hư không quỷ giới một chuyến. Luân hồi mộ địa không có đại năng chấn thủ, chung quy là có chút trống rỗng. Bây giờ đao phong nữ hoàng đã rời đi, Diệp thần chỉ muốn thức tỉnh vị kế tiếp cổ thần. Cái kia chính là, hư không quỷ diện. Mà nghĩ thức tỉnh hư không quỷ diện. Cái kia hư không quỷ giới chính là nơi mấu chốt. Tại đao phong nữ hoàng sau khi đi,
Diệp Thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, lúc này lại thấy túc mệnh chi hoàn truyền ra dị động. Diệp Thần xuất ra túc mệnh chi hoàn, liền thấy ánh sáng lấp lánh, thần khổng lồ Titan thân ảnh, hiện lên ra tới. Thần khổng lồ Titan khí tức, so với lần trước lại mạnh mẽ một chút, cái này khiến Diệp Thần 10 điểm kinh hỉ, vậy xem ra không cần hắn ngoài định mức hao phí tài nguyên, thần khổng lồ Titan đều có thể tự động khôi phục thực lực. Tiền bối, thực lực ngươi lại tinh tiến. Diệp Thần đạo, thần khổng lồ Titan khoát tay một cái nói, chút thực lực ấy, khoảng cách ta đỉnh phong thời điểm, còn kém xa lắm đây. Ta lần này ra tới, là muốn nói cho ngươi, ta đã suy tính đến Hoang Thiên Đế hậu nhân hạ lạc, ngươi có thể đi thử thời vận, có lẽ có thể mở ra Thái Thản tinh tỏa phong cấm. Dạng này, ngươi liền có đối kháng sử thần tư cách. Diệp Thần đạo, tiền bối, ngươi cuối cùng suy tính tới rồi sao? Thần khổng lồ Titan nói, đúng vậy, ban đầu thiên cơ mịt mờ, ta cũng không thấy được gì, nhưng bỗng nhiên linh quang lóe lên, ta từ nơi sâu xa nghe được bảy ác mộng trận ba chữ. Thoáng chốc ở giữa, ta liền cái gì đều suy tính đến. Nguyên lai năm đó, sử thần bố trí một cái đáng sợ trận pháp, liền gọi bảy ác mộng trận, hắn hoặc là cưỡng bức cám dỗ, hoặc là mê hoặc nhân tâm, muốn cho thế gian bảy vị cao thủ, uống xong ác mộng suối chi thủy, trở thành hắn bảy ác mộng trận trận nhãn. Chờ tuế nguyệt trải qua nhiều năm về sau, cái kia bảy vị cao thủ, liền sẽ từ từ đánh mất tâm trí, biến thành hắn khôi lỗi, để cho hắn sử dụng. Hoang Thiên Đế năm đó, liền là bị mê hoặc uống vào ác mộng suối chi thủy, phẫn nộ mà cùng sử thần quyết chiến, nhưng có ác mộng suối ảnh hưởng, hắn cuối cùng không địch lại. Sau chiến tranh, hắn tự biết tâm trí có tiêu vong nguy hiểm, liền lựa chọn tự chém tu vi, ẩn độn. Ta cái kia chòm sao thần thuật, cũng là khi đó bị hắn phong cấm. Ai, hắn nhưng là thiên túng cường giả, thế mà bị sử thần khiến tự chém tu vi. Này sử thần, thật sự là quá mức đáng sợ, quá mức chán ghét, người học thành ta chòm sao thần thuật về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để phong ấn hắn. Diệp Thần sững sờ, thần khổng lồ Titan nói tới bảy ác mộng trận, hắn vừa mới liền nghe Đao Phong nữ hoàng đề cập tới. Đại từ thụ hoàng liền là nhận lấy bảy ác mộng trận làm phức tạp, cho nên Đao Phong nữ hoàng muốn đi tìm người. Xem ra Đao Phong nữ hoàng, đề cập bảy ác mộng trận thời điểm, liền đã xúc động thiên cơ, mơ hồ nhường thần khổng lồ Titan cũng có cảm ứng, suy tính đến Hoang Thiên Đế rất nhiều nhân quả. Hoang Thiên Đế, cũng là bảy ác mộng trận người bị hại một trong. Tiền bối, vị kia Hoang Thiên Đế, ẩn độn ở nơi nào? Diệp Thần liền vội hỏi. Thần khổng lồ Titan nói, ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ suy tính đến, hắn đích hệ huyết mạch hậu duệ, tụ cư tại một cái gọi Thái Hoang cổ giới địa phương, người có lẽ có thể đi thử thời vận. Diệp Thần đạo, Thái Hoang cổ giới. Tốt, tiền bối, ta biết rồi. Thần khổng lồ Titan nói, có thể hay không cởi ra ta chòm sao thần thuật phong cấm, phải xem ngươi rồi. Dứt lời, thần khổng lồ Titan lại lần nữa về tới túc mệnh chi hoàn bên trong. Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn, tiến một bước nhận thức đến sử thần khủng bố. Sử thần chỗ bố trí bảy ác mộng trận, liền Hoang Thiên Đế cùng đại từ thụ hoàng, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cái kia chư thiên vạn giới, còn có ai có thể tránh thoát sử thần bóng mờ. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu suy tính thiên cơ. Hắn muốn tính toán Viêm Thiên Đế chân trái hạ lạc. Hắn có được Viêm Thiên Đế đùi phải, hai tay cùng Thiên Đế thân, manh mối 10 điểm sung túc, lần này ngưng thần suy tính, kết hợp với túc mệnh chi hoàn vận mệnh lực lượng. Rất nhanh, Diệp Thần liền theo mịt mờ vận mệnh trường hà bên trong, nhìn thấy Viêm Thiên Đế chân trái bóng dáng. Tại một cái gọi Thái Hoang cổ giới địa phương. Thái Hoang cổ giới, Hoang Thiên Đế hậu nhân khu quần cư. Diệp Thần sững sờ, tầm mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Sự tình trở nên thú vị lên, nguyên lai Viêm Thiên Đế chân trái, ngay tại Hoang Thiên Đế hậu nhân trên địa bàn. Diệp Thần chỉ hy vọng, chính mình có thể thuận lợi cầm tới chân trái, có thể tuyệt đối không nên cùng Hoang Thiên Đế hậu nhân, sinh ra cái gì xung đột mâu thuẫn cho thỏa đáng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần sớm tỉnh lại, Tần Hàm Thu đã ở ngoài cửa chờ hắn. Diệp công tử, sáng sớm tốt lành. Tần Hàm Thu rụt rè cho Diệp Thần thỉnh an, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Thần cười cười, nói Tần cô nương, yên tâm, ta sẽ cùng ngươi hồi trở lại gia tộc của ngươi một chuyến, nhìn một chút phụ thân ngươi. Phụ thân của Tần Hàm Thu, năm đó ở đánh với Ban Thiên Đế một trận về sau,
liền trở nên điên cuồng nhiệt, nội tâm có to lớn bóng mờ, cần thần âm nến hóa giải. Bây giờ thần âm điện chiến sự sơ định, Diệp Thần cũng là có thể đem thần âm nến, cấp cho Tần Hàm Thu dùng một chút. Đương nhiên, thần âm nến quá mức quý giá, hắn khẳng định cũng muốn đi cùng, không thể để cho Tần Hàm Thu đơn độc mang đi. Tần gia từng đi theo ban thiên đế, đuổi bắt phó tổ, Diệp Thần cũng muốn tiến một bước thấy rõ thiên cơ, có lẽ có khả năng biết càng nhiều che giấu. Tần Hàm Thu mừng rỡ, hai mắt đỏ bừng muốn rơi lệ, nói, đa tạ Diệp công tử, ta thật sự là không biết báo đáp thế nào ngươi. Diệp Thần đạo, không có việc gì, có thể hay không chữa cho tốt phụ thân ngươi, còn mau mau đến xem lại nói. Đại ca ca, lúc này, lại có một thanh âm, rụt rè hô hoán Diệp Thần. Chỉ thấy một đầu tiểu cương thi, cái trán dán vào phù lục, có chút bao la mờ mịt cùng câu nệ đi vào Diệp Thần trước mặt, chính là âm thi lão tổ tôn nữ Tiểu Mộng. Đại ca ca, các trưởng lão nói với ta, gọi ta về sau đi theo ngươi. Tiểu Mộng nhẹ nói ra. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Mộng, theo mặt ngoài xem, Tiểu Mộng tựa hồ là người vật vô hại bộ dáng, nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng lời, liền có thể thấy trong cơ thể của nàng, tồn tại một cỗ lực lượng kinh khủng. Đó chính là tám đuôi kim ô tước lực lượng. Nếu như cỗ lực lượng này, xuất hiện cái gì bạo đi, vậy đối chư ngày qua mà nói, đều là một trận đáng sợ tai họa. Tốt, Tiểu Mộng, về sau ngươi liền theo ta. Diệp Thần cười vuốt vuốt Tiểu Mộng đầu, dự định đưa nàng mang theo trên người. Tám đuôi cái thứ đáng sợ này, cùng hắn nhường hàng ngũ rơi vào bên ngoài, chẳng thà chính mình trưởng khống. Tuy nói dùng Diệp Thần bây giờ thủ đoạn, mong muốn trưởng khống tám đuôi lực lượng, còn 10 điểm gian nan, nhưng về sau luôn sẽ có biện pháp. Tốt, cảm ơn ngươi, đại ca ca. Tiểu Mộng rụt rè nương đến Diệp Thần bên chân, mấy lần nghĩ kéo Diệp Thần tay, nhưng lại không dám. Diệp Thần cười cười, liền kéo nàng non nớt tay lạnh như băng. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Mộng cùng Tần Hàm Thu, cùng chư trưởng lão từ biệt, rời đi thần âm điện. Đương nhiên, lần này rời đi, cũng không cửu biệt, Diệp Thần chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dù sao cái kia thần âm nến, hắn cũng không muốn chiếm lấy, còn cần dùng tới xung làm hải đăng, trấn thủ thần âm điện, hắn chẳng qua là mượn dùng mấy ngày thôi. Các ngươi trước đi với ta một chỗ. Diệp Thần mang theo Tần Hàm Thu cùng Tiểu Mộng hai người, rời đi thần âm điện về sau, liền lúc trước hướng cửu liên thời không. Tần Hàm Thu chỉ muốn lập tức trở về nhà, nhưng đương nhiên không dám mở miệng ngỗ nghịch Diệp Thần, chỉ có thể kiên trì chờ. Cửu liên thời không bên trong, Thân Hạc cùng Ô Liên đạo tổ, nhìn thấy Diệp Thần hồi tới, cực kỳ kinh hỉ, vội vàng ra nghênh tiếp. Diệp Thí Thiên, người mượn đến thần âm nến rồi. Ô Liên đạo tổ không kịp chờ đợi hỏi, cửu liên thời không địa mạch, còn có sửu thần còn sót lại khí tức ảnh hưởng, phải dùng thần âm nến, mượn nguyên thiên đế cổ lão chúc phúc lực lượng, mới có thể xua tan. Mượn đến. Diệp Thần tế ra thần âm nến, hào quang chiếu rọi cửu liên thời không. Ô Liên đạo tổ vô cùng kinh hỉ, nói, rất tốt, rất tốt. Thân Hạc ôn nhu nói, Diệp Thí Thiên, khổ cực, xem ngươi bộ dáng, tựa hồ không quá dễ dàng. So sánh với thần âm nến, Thân Hạc quan tâm hơn Diệp Thần an nguy. Nàng từ trên người Diệp Thần, cảm nhận được hứa bao nhiêu gian nan khốn ngăn, nghĩ đến Diệp Thần có thể mượn đến thần âm nến, cũng là hao phí không ít tâm huyết. Diệp Thần cười khổ một tiếng, này thần âm nến, thật sự là được không dễ. Không biết chết nhiều ít người, chảy nhiều ít máu. Bất quá tại Thân Hạc trước mặt, hắn cũng không có biểu lộ quá nhiều, lạnh nhạt nói, không có việc gì, đều đi qua, có thể giải quyết liền tốt. Ngay sau đó, Diệp Thần đem tự thân linh khí, quán chú đến thần âm nến bên trong, giơ lên cao cao, ánh nến hào quang, sáng chói nở rộ, nguyên thiên đế chúc phúc lực lượng, hóa thành một chút mảnh ánh sáng, như lưu huỳnh tung bay đến cửu liên thời không các nơi, tan rã sử thần còn sót lại khí tức. Làm cho này mảnh thời không, cũng là triệt để trở nên tinh khiết. Hô hấp đến chung quanh tinh khiết không khí, Ô Liên đạo tổ vui mừng quá đỗi, nói, Diệp Thí Thiên, thật sự là may mắn mà có ngươi, cửu liên thời không linh khí khôi phục, tu vi của ta, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, khôi phục lại đỉnh phong. Chờ ta khôi phục thực lực, ta sẽ cùng với ngươi sóng vai, chu diệt sử thần. Nói xong lời cuối cùng, Ô Liên đạo tổ trong ánh mắt, cũng là dâng lên thật sâu hận ý. Sửu thần tuần tự hai lần mê hoặc hắn, nếu như không phải Diệp Thần, hắn chỉ sợ sớm đã sa đọa hắc ám. Hắn hôm nay,
chỉ muốn tru diệt cha sử thần báo thù. Diệp thần gật gật đầu, có Ô Liên đạo tổ trợ lực, vậy sau này đối phó sử thần, hắn áp lực cũng sẽ nhẹ nhõm một ít. Thân Hạc nhìn thấy Cửu Liên thời không linh khí khôi phục, đôi mắt một hồi mê ly, bỗng nhiên u nói với Diệp thần. Diệp Thí Thiên, người về sau muốn đi đâu? Diệp thần tiếu đạo, tự nhiên là bốn phía sông sáo, mà luyện tu vi. Thân Hạc đạo, có thể mang ta lên sao? Diệp thần sững sờ, nói cái gì? Thân Hạc gương mặt đỏ lên, nói ta muốn cùng ngươi, trong lòng ta, ngươi đã thành ta hải đăng, ta. Nàng thanh âm càng nói càng thấp, Nhậm Thùy đều có thể nghe ra, nàng trong lời nói đối Diệp thần hâm mộ chi ý. Nàng vốn là thiên sát cô tinh, tại Diệp thần xông vào tâm cảnh của nàng về sau, nàng đã dứt bỏ không được Diệp thần. Diệp thần chính là nàng hải đăng. Cái này không được đâu. Ngươi là thiên mẫu điện điện chủ, lại muốn trưởng quản Cửu Liên thời không, sao có thể bỏ xuống hết thảy, cùng ta rời đi. Diệp thần cũng có chút bối rối, không nghĩ tới Thân Hạc ngay thẳng như vậy biểu thị. Thân Hạc hít sâu một hơi, rõ ràng cũng là lấy hết dũng khí, nàng biết nếu như bỏ qua Diệp thần, đời này đều khó có khả năng lại có đoàn tụ cơ hội, nói. Thiên mẫu điện sự vụ, có thể giao cho Ô Liên đạo tổ xử lý, ta chỉ muốn cùng ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, ta có thiên đế thực lực, ta có thể giúp được ngươi. Ô Liên đạo tổ tầm mắt tại trên thân hai người nhìn một chút, nhìn không được cười lên, lại sờ lên râu ria, nói, được a, điện chủ, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ xử lý tốt hết thảy sự vụ, ngươi cùng Diệp Thí Thiên, tùy thời đều có thể trở về. Tiểu Mộng lôi kéo Diệp thần tay, chỉ Thân Hạc, nói, cái này đại tỷ tỷ, xinh đẹp, đại ca ca. Người thu lưu nàng đi, để cho nàng cùng với Tiểu Mộng. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, Tiểu Mộng trong cơ thể phong ấn tám đuôi, thường ngày cũng cần người chiếu cố, hắn là không thể nào có thời gian. Nếu như mang lên Thân Hạc, nhưng Thân Hạc chiếu cố Tiểu Mộng, cũng là phương pháp thích đáng. Thân Hạc dù sao cũng là một vị thiên đế cường giả, nếu như Tiểu Mộng trên thân vĩ thú năng lượng phát tác, nàng có thể giúp một tay áp chế,